Chế tạo hào môn, chương 226, hết thuốc chữa. Gocchuyenaudio.com. Câu nói mùa hè nóng nực, chú ý giữ ấm này là do anh cố ý nói vậy. Chính vì biết Đường Trọng Vi kỹ tính, lại hay nghĩ nhiều, anh cố tình nói như vậy sẽ khiến cô ấy liên tưởng đến những tật xấu nhỏ của bản thân. Mục đích của Hoắc Khải chính là trồng một hạt giống nghi ngờ và tò mò trong tâm trí của cô ấy. Chỉ có như vậy thì sau này, khi không ngừng tiếp xúc, thì mới có thể dần dần kéo cô ấy về phía mình. Nếu không, với tình cảm của Đường Trọng Vi dành cho anh thì nhỡ sau này anh dùng thân xác của Lý Phong làm chuyện gì đó với nhà họ Hoắc. Có lẽ người đầu tiên đứng ra liều mạng với anh sẽ là cô gái ngốc nghếch này mất. Nhưng điều càng khiến Hoắc Khải chú ý vẫn là những gì mà Hoắc Giai Minh đã nói về đủ loại hành động mà cái tên giả mạo đó làm với gia tộc. Tên giả mạo đó đã bắt đầu động đến người trong ban chủ tịch. Có lẽ là muốn xóa sổ từng người thân thiết với mình nhất. Từ trong ra ngoài, đến khi đã đổi sạch những người quen thuộc đi thì các vị trí đó sẽ thay thế toàn bộ bằng những kẻ đã được hắn ta gài vào từ trước. Khi ấy, nhà họ Hoắc sẽ thật sự rơi vào trong tay đám người đó. Dĩ nhiên, dễ dàng động vào ban chủ tịch chỉ vì nó thuộc về việc cá nhân của Hoắc Khải. Chỉ cần anh muốn, mỗi ngày anh thay một lượt người thì cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng đây cũng là một dấu hiệu chứng tỏ đối phương đã bắt đầu có những hành động thực chất. Thời gian còn lại cho anh không còn nhiều nữa. Hoắc Khải trong lòng vô cùng sốt ruột, nên không ở lại lâu. Anh vươn tay bắt một chiếc taxi rồi lên phòng làm việc của công ty. Anh có quá nhiều chuyện phải làm, hận không thể phân thân ra làm hai. Ninh Thần vô cùng vui mừng khi Hoắc Khải xuất hiện, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại hỏi nhỏ, hôm nay anh nói chuyện với Tư Mễ sao rồi? Hoắc Khải biết cô định hỏi gì, bèn gật đầu, cũng được, thật sao? Sắc mặt Ninh Thần trông hết sức vui vẻ, cũng chẳng biết cô nghĩ đến cái gì mà mặt lại đỏ hết lên. Nhưng vẫn rất xinh đẹp, mà Hoắc Khải thì lại đau đầu không thôi, người phụ nữ này có ham muốn mạnh mẽ đến thế sao? Chào Tổng Giám Đốc Lý ạ, Giản Tư Tư bước đến chào hỏi với Hoắc Khải, sau đó lại đưa tài liệu cho Ninh Thần, nói, đây là bản kế hoạch khung quản lý mà chị yêu cầu ạ. Ninh Thần nhận lấy, rồi đưa một bản y hệt ở trên bàn cho Hoắc Khải. Nói, anh đến đúng lúc lắm, em bảo Tư Tư và Hạo Bân mỗi người viết một bản kế hoạch khung quản lý của công ty chi nhánh Giáp Tý. Anh giúp em xem họ viết thế nào đi, số lượng khách hàng hỏi thăm cũng rất nhiều, nhân viên chăm sóc khách hàng đang bận kinh khủng. Em phải đi gọi điện cho công ty chăm sóc khách hàng để bàn về chuyện tăng thêm nhân viên. Được, em làm đi, để anh xem. Hoắc Khải gật đầu đồng ý rồi lật hai bản kế hoạch trong tay ra xem. Giản Tư Tư đứng ở đó, nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt mong chờ. Thấy anh gật đầu, cô ấy không kìm được mà nở nụ cười. Thấy anh chau mày, trái tim cô ấy cũng thấp thỏm không yên. Mấy ngày này cô ấy vừa bận rộn lại vừa lo lắng không yên. Mà Ninh Hạo Bân đang ngồi trên bàn làm việc sắp xếp báo cáo. Mặc dù không tỏ vẻ nhấp nhổm như Giản Tư Tư, nhưng thỉnh thoảng vẫn bất giác ngẩng đầu lên nhìn, anh ta cứ luôn miệng nói khinh thường người quê mùa như Hoắc Khải và Ninh Thần. Cảm thấy hai bọn họ chỉ đơn giản là số đỏ nên gặp vận. Nhưng hôm nay, khi cả hai người cùng nộp bản kế hoạch, dù là với tư cách là một người đàn ông hay vì có tính cách kiêu ngạo thì Ninh Hạo Bân đều mong kế hoạch của bản thân sẽ được yêu thích hơn. Như vậy, anh ta mới có thể chứng minh được rằng ánh mắt của mình tốt hơn của Giản Tư Tư. Tốc độ đọc của Hoắc Khải rất nhanh, với đẳng cấp như anh. Đọc bản kế hoạch của hai người cũng chỉ đơn giản như sinh viên đại học sửa lỗi đề bài trong bài kiểm tra bậc tiểu học vậy. Chỉ nhìn một cái là có thể hiểu được nội dung cơ bản. Sau khi lật vài trang của mỗi bản, Hoắc Khải nói với Giản Tư Tư, trong tư duy của cô có mấy lỗi sai khá là cơ bản mà theo tôi thì chúng không đáng để phạm phải. Tôi mong rằng cô sẽ đem nó về mà xem lại một lần. Chỉnh sửa rồi sau đó đưa cho tôi xem, nếu có thể sửa được số lỗi sai đó thì coi như cô đạt tiêu chuẩn. Nếu như vẫn còn thì sẽ trừ 500 tệ một lỗi. Nếu là người khác, khi bản kế hoạch mà bản thân vất vả viết ra không được khen câu nào mà còn dọa trừ 500 tệ một lỗi thì có lẽ là đã chửi thầm trong lòng từ lâu. Rồi, nhưng Giản Tư Tư thì không, cô ấy vội vàng nhận lấy bản kế hoạch của mình rồi đáp. Tôi biết rồi ạ, tôi sẽ kiểm tra lại ngay, lần sau nộp lại bản kế hoạch, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ, nói rồi. Cô ấy lập tức đi về phía chỗ ngồi của mình, Hoắc Khải không chỉ ra chỗ sai của cô ấy, vì anh cho rằng chỉ khi bản thân tự tìm được thì mới càng hiểu rõ được vì sao loại sai lầm đó xuất hiện. Và lần sau sẽ không phạm phải nữa, nếu như lần nào người ta cũng nói thẳng đáp án cho anh thì đến lần sau. Khi gặp phải câu hỏi tương tự thì anh vẫn sẽ chẳng biết làm. Đây được gọi là cho con cá không bằng cho cần câu cá. Sau khi đánh giá xong Giản Tư Tư, Hoắc Khải mới bước đến chỗ Ninh Hạo Bân, đi đến trước bàn làm việc của anh ta. Hoắc Khải đặt bản kế hoạch bên cạnh tay của anh ta và nói. Tổng thể tư duy của cậu khá tốt, có thể thấy cơ sở lý luận của cậu rất vững chắc. Các trang số liệu quốc tế, biểu đồ so sánh cũng làm rất tốt. Có thể coi như là khuôn mẫu cho một bản kế hoạch. Nghe được lời đánh giá của Hoắc Khải, Giản Tư Tư hơi nản lòng mà cúi đầu xuống, còn Ninh Hạo Bân thì khẽ nhếch miệng, trong lòng vô cùng đắc ý, anh ta khẽ liếc sang bạn gái mình. Thật sự muốn hỏi cô ấy xem có biết thế nào gọi là tài giỏi thật sự không?
Nhưng một giây sau, Hoắc Khải lại hỏi, nhưng từ chúng tôi cần không phải một bản mẫu. Nếu muốn thì trên mạng cũng tràn lan hết rồi. Tình hình của mỗi công ty một khác, phải xuất phát từ thực tế rồi căn cứ vào tình trạng kết cấu nhân viên. Bao gồm các vấn đề như phân tích tâm lý nhân viên, thành phần xã hội, tình trạng gia đình và sự cống hiến cho công ty để từ đó làm một bài đánh giá tổng hợp. Sau đó, từ bài đánh giá này rồi tiến hành sửa lại khung kết cấu. Nếu không, thứ ta có được sẽ không phải thay đổi mà là bạo loạn. Cậu viết lại cho tôi, đừng đem mấy cái kiến thức trong sách vở kết hợp với số liệu phổ biến tra được trên mạng để kiểm nghiệm một hiện thực có nhiều biến đổi làm. Gì, cậu hiểu chưa? Ninh Hạo Bân cứng đờ, không nói được một câu nào. Anh ta cho rằng Hoắc Khải đang khen mình, ai ngờ khen một tràng dài rồi mới xỉ và anh ta không ngóc đầu lên được. Nói đơn giản là bảo bản kế hoạch của anh ta nhìn thì đẹp đẽ nhưng nội dung lại vô dụng. Nói thật, Hoắc Khải vẫn đánh giá rất cao Ninh Hạo Bân, nền tảng lý luận của người này rất chắc chắn, cũng rất thông minh, nhưng anh ta lại quá ỷ lại vào những kiến thức đã học, không quen với việc thay đổi và thích ứng với tình hình thực tế. Nhưng tất cả chỉ thuộc về nguyên nhân là thiếu kinh nghiệm. Hoắc Khải cho rằng chỉ cần rèn luyện nhiều thì Ninh Hạo Bân sẽ trở thành một trợ thủ rất tốt của anh. Cho nên Hoắc Khải khắt khe với Ninh Hạo Bân hơn Giản Tư Tư nhiều. Nhưng Ninh Hạo Bân lại chẳng nghĩ như vậy, anh ta cho rằng Hoắc Khải đang sỉ nhục anh ta, chẳng thà nói anh ta viết như đống bỏ đi còn hơn. Mặt anh ta đỏ gay, cứng ngắc vô cùng, Hoắc Khải thấy sự khác lạ của anh ta, bèn chau mày hỏi, sao cậu không nói gì? Ninh Hạo Bân mới bóp chặt con chuột trong tay rồi khô khốc nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ viết lại một bản kế hoạch mới. Về mặt quản lý tính cách thì cậu có thể thảo luận với Giản Tư Tư nhiều hơn. Cô ấy là phái nữ nên khá cảm tính, có lẽ sẽ giúp được cậu nhiều. Hoắc Khải nói, tôi đã biết, Ninh Hạo Bân vẫn trả lời một câu đơn giản như vậy. Biết anh ta đang không vui, Hoắc Khải cũng chẳng nói gì nữa. Bồi dưỡng một người rất đơn giản, miễn là người đó nghe lời, thì dù có ngu ngốc đến mấy, Hoắc Khải cũng có tự tin để bồi dưỡng được. Nhưng nếu người này quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì thì Hoắc Khải cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian vào người đó làm gì. Khi Hoắc Khải quay đi, Ninh Hạo Bân càng nắm chặt tay hơn, Giản Tư Tư ngồi đối diện, biết anh ta không thích bị người khác dạy dỗ, huống hồ đây còn là người mà anh ta khinh thường. Hai người lúc trước có cãi nhau, cho đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hòa giải, nhưng dù sao cũng đã yêu nhau khá lâu. Giản Tư Tư do dự một lúc rồi nói nhỏ, Tổng Giám Đốc Lý muốn tốt cho chúng ta thôi mà, anh ấy, câm mồm. Ninh Hạo Bân lạnh lùng quát, em có tư cách gì mà an ủi anh, em cho là em được khen mấy câu liền trở nên giỏi hơn anh à. Đừng tỏ ra cái vẻ mỹ cho người khác như thế, anh không cần em an ủi, cũng không cần em thương hại, anh đúng là cái đồ hết thuốc chữa mà. Giản Tư Tư tức điên, cô ấy có lòng tốt đi an ủi, cũng là xuống nước, cuối cùng lại bị anh ta mắng cho một trận. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 227, đảm nhiệm, gocchuyenaudio.com, người còn lại được tuyển vào cũng không kìm được nhìn sang. Ninh Hạo Bân phát hiện ra, anh ta lập tức trợn mắt lườm người đó. Nhìn gì mà nhìn, người kia biết Ninh Hạo Bân và Giản Tư Tư được ông chủ coi trọng hơn ba người bên mình. Cộng với tính cách không thích ganh đùa háo thắng, vậy nên chỉ cúi đầu không nói gì. Ninh Hạo Bân không có nơi nào để chút giận, nên cứ nghiến răng ken két, quá nhục nhã, một kẻ quê mùa không học cao bằng anh ta, không viết nhiều luận văn bằng anh ta, nghe nói mấy năm trước còn ăn bám vợ mà dám nói bản kế hoạch mà anh ta viết là vô dụng. Anh có biết cái gì gọi là kinh tế thị trường không? Có biết cái gì gọi là quản lý tài chính không? Có biết cái gì là FMS? Cái gì là ADM không? Chẳng biết gì thì dựa vào đâu phê bình tôi? Dựa vào việc hiện tại một tháng anh kiếm mấy triệu sao? Chỉ ăn may mà thôi, là cái thá gì cơ chứ? Thời khắc ấy, Ninh Hạo Bân rất muốn quăng con chuột rồi bỏ đi, nhưng anh ta không làm thế, không phải vì không muốn đi, cũng không phải là bởi tiếc công việc này, mà là do anh ta không nuốt trôi cục tức ấy, anh ta nhất định phải cho tên quê mùa kia biết nhân tài thật sự là như thế nào. Phải chứng minh rằng việc chê trách anh ta là một sai lầm to lớn. Đến lúc chứng minh được tất cả những điều ấy, Ninh Hạo Bân sẽ đi ngay mà không lưu luyến gì hết. Khiến cái tên thiển cận ấy phải hối hận, Hoắc Khải phát hiện ra sự phẫn nộ của Ninh Hạo Bân. Đồng thời cũng loáng thoáng nghe thấy anh ta quát tháo Giản Tư Tư. Anh thất vọng lắc đầu, mặc dù lý thuyết khá vững, nhưng tính cách quá nóng này, nếu là lúc khác thì có lẽ Hoắc Khải sẽ cho anh ta cơ hội. Quăng đi tôi luyện mấy năm, mài mòn mọi góc cạnh trước, nhưng hiện tại anh không có ý định này, cũng không có nhiều thời gian như thế, tên giả mạo đã bắt đầu hành động rồi. Anh làm gì có thời gian tôi luyện ai, thích nổi trội như vậy thì cứ để anh ta ăn quả đắng đi. Hiện thực sẽ dạy anh ta phải làm thế nào mới là chính xác. Hoắc Khải tới trước máy tính của Ninh Thần, anh bật màn hình nhập mật khẩu, sau đó kích mở bảng báo cáo của mấy ngày gần đây. Lượng tiêu thụ hàng ngày, mức tăng trưởng lợi nhuận và việc hạch toán chi phí đều do đám Ninh Hạo Bân quản lý. Những người tham dự vào các hoạt động trên khắp cả nước cũng như sự thay đổi cân nặng đều được trình bày chi tiết trong bảng. Đủ mọi chữ cái, số liệu, hình ảnh biểu đồ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, nhưng đối với Hoắc Khải thì chúng chỉ là những dữ liệu vô cùng đơn giản.
Căn cứ vào bảng báo cáo thì biên độ tăng trưởng lợi nhuận gần đây rất nhanh, gần gấp đôi so với 2 tuần trước, nhất là mấy ngày gần đây, bình quân mỗi ngày đã vượt mốc 450.000. Theo chiều hướng này thì trong 2-3 ngày tới sẽ cán mốc 500.000, trong số đó, lượng tiêu thụ thực phẩm giảm cân tăng lên, có thể coi như một công cụ thúc đẩy khá tốt, đúng như dữ liệu của Hoắc Khải, mua sản phẩm giảm béo một lần là có thể dùng được rất lâu. Nhưng thực phẩm giảm cân thì phải ăn hàng ngày, ít thì một bữa, nhiều là hai bữa, vậy nên trong hoạt động sale lúc đầu, bỏ thêm một tệ khi mua sản phẩm giảm béo có thể đổi được một suất thực phẩm giảm cân trị giá 10 tệ. Nó không phải là thứ mang đến lợi nhuận, chỉ riêng số người đặt thực phẩm giảm cân một ngày đã là hơn 6.000 người. Đồng thời vẫn đang tăng đều mấy trăm người mỗi ngày, vụ hợp tác với công ty chuyển phát nhanh cực kỳ thành công. Vận chuyển bằng đường sắt cao tốc có hiệu quả ăn đứt chuyển phát nhanh bình thường. Giao hàng toàn quốc chỉ trong 12 tiếng, đến thời điểm này, rất ít trường hợp phải bồi thường vì quá thời gian giao hàng. Dù sao cũng liên quan tới việc bồi thường nếu quá thời gian nên đã bàn bạc ổn thỏa với công ty chuyển phát nhanh rồi. Tất cả đều do công ty họ chịu trách nhiệm, mặc dù tiền bồi thường nếu chỉ quá một tiếng cũng chẳng đáng là bao. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt, công ty chuyển phát nhanh tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Bởi vì đơn đặt thực phẩm giảm cân tăng lên vùn vụt. Công ty chuyển phát nhanh và bưu điện địa phương còn thành lập một nhóm riêng chuyên phụ trách nhiệm vụ phân loại hàng gửi đi. Cố gắng để không quá thời gian, trong lúc hợp tác, Ninh Thần còn đưa thêm một điều khoản vào, đó là tỷ lệ giao hàng quá giờ không được vượt qua 0.0005, mỗi tháng, nếu không thì sẽ phải bồi thường 1.000 tệ một đơn. Một suất thực phẩm giảm cân đắt nhất cũng chỉ 20 tệ. Nhưng phải bồi thường những 2.000 tệ, Hoắc Khải rất tán thành điều khoản này, chỉ có điều anh cảm thấy phí bồi thường hơi thấp, bởi vì nếu giao hàng quá thời gian thì khách hàng sẽ không trách công ty chuyển phát nhanh, mà là cho rằng cửa hàng tao bao không thực hiện đúng cam kết. Đã nói là giao hàng toàn quốc trong 12 tiếng, vì sao đến lượt tôi lại quá giờ? Chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự và tiếng tăm của công ty. Hơn nữa tiếng tăm còn là thứ mà tiền tài không thể bù vào được. Con người thời nay khó chịu như thế, áp lực cạnh tranh trong ngành lại lớn, anh đắc tội bọn họ một lần thì rất có thể cả đời này bọn họ cũng không mua đồ ở chỗ anh nữa. Đừng nói là 2.000 một đơn, cho dù là 20.000 một đơn thì Hoắc Khải cũng không cảm thấy đó là nhiều. Anh nhìn được một lát thì Ninh Thần bước tới hỏi. Sao vậy, khá ổn, nhưng anh cảm thấy chi phí vẫn có thể cắt giảm được. Lúc nào em tìm mấy doanh nghiệp gia công thực phẩm chuyên nghiệp để bàn chuyện hợp tác xem sao? Hiện giờ mỗi tháng chỉ riêng tiền hộp đựng thức ăn thôi đã ngốn không ít tiền của chúng ta. Lúc trước mua gấp gáp nên giá hơi cao, nếu nhập hàng trực tiếp từ xưởng thì hẳn là có thể hạ thấp chi phí. Nhưng nhất định phải kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, chỉ được tăng chứ không được giảm, ngoài ra cũng phải nói với bên công ty chăm sóc khách hàng rằng có thể tăng nhân viên. Nhưng tiền lương chúng ta chi trả thì phải hạ xuống. Đồng thời đảm bảo rằng tiền lương mà nhân viên nhận được không thấp hơn số tiền ban đầu. Phần còn thiếu sẽ do công ty chăm sóc khách hàng bù vào. Em đã bàn chuyện này với họ rồi, hiện tại nhân viên chăm sóc khách hàng đã tăng lên đến 150 người. Chúng ta thanh toán 80% tiền lương, 20% còn lại là do công ty họ bù vào. Để đảm bảo lương của nhân viên chăm sóc khách hàng không quá thấp, hàng tháng chúng ta sẽ tiến hành khảo sát ngẫu nhiên, Ninh Thần nói, nghe thì có vẻ như điều kiện này rất khó tin, người ta cung cấp nhân viên cho anh. Anh lại muốn bọn họ trả tiền lương, đây chẳng phải là trò đùa sao? Nếu chỉ mời 1-2 nhân viên chăm sóc khách hàng, hay thậm chí là 10 người, 20 người, có thể sẽ chẳng có công ty nào đồng ý với điều kiện như thế. Nhưng Ninh Thần thuê những 150 người, lương chăm sóc khách hàng hiện nay trung bình vào khoảng 7.000 một người. 100 người là hơn 1 triệu, hơn 1 năm là hơn 10 triệu, công ty chăm sóc khách hàng này ăn 30% lương của nhân viên. Có nghĩa là Ninh Thần trả bọn họ mỗi người 7.000. Nhưng lương thực lĩnh chỉ chưa tới 5.000 tệ, hiện tại Ninh Thần yêu cầu bọn họ thanh toán 20%. Chỉ tương đương ăn 10%, nghe thì có vẻ như tỷ lệ ăn phần trăm giảm đi những 2/3. Nhưng đừng quên rằng dù chỉ ăn 10% thôi thì một tháng cũng được hơn 100.000. Một năm là hơn 1 triệu, điều quan trọng nhất là hoạt động hiện giờ vẫn chưa đến đỉnh điểm. Theo tính toán của Hoắc Khải, số lượng nhân viên chăm sóc khách hàng mức đỉnh ít nhất cũng phải 300-400 người thì mới đảm bảo được là sẽ chăm sóc chu đáo. Dù sao hiện tại một ngày có những mấy ngàn người mua. Hơn 100 nhân viên chăm sóc khách hàng thì có nghĩa là mỗi người phải trả lời mấy người liền. Đã đủ sấp mặt rồi, 300-400 người thì mỗi tháng sẽ thu nhập mấy trăm ngàn. Đối với bất cứ công ty chăm sóc khách hàng nào thì đây cũng là một mối lớn. Đã là mối lớn thì đương nhiên là phải cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu rồi. Đừng nói Ninh Thần chỉ cần bọn họ chi trả 20% lương. Cho dù phải thanh toán nhiều hơn thì công ty cũng sẽ đồng ý, bọn họ đâu phải làm gì. Chỉ việc ngồi đếm tiền thôi mà, với những công ty như vậy, nhân viên chăm sóc khách hàng đều tìm ở trên mạng, công ty nào chẳng có đội ngũ dự bị hàng chục ngàn người. Bọn họ còn đang lo không có mối làm ăn ấy chứ.
Thế là được rồi, bây giờ em đã quen với chức tổng giám đốc rồi. Tốt lắm, Hoắc Khải cười nói, Ninh Tần mạnh dạn hôn lên má anh rồi nói, đó là bởi vì chồng em dậy rồi. Sự bạo dạn của cô khiến Hoắc Khải không biết phải làm sao. Anh chỉ có thể nói, bên kia có người kìa, đến em còn không sợ, anh sợ gì hả? Ninh Tần khẽ hừ một tiếng, cô ôm cổ anh nói, em thích gần gũi anh như thế, tốt nhất là gần gũi cả đời, không ai có thể chia rẽ chúng ta được. Lời tỏ tình đột ngột ấy khiến Hoắc Khải hơi sửng sốt. Cảm nhận được tình cảm của vợ, anh không định né tránh nữa, cứ để mặc Ninh Thần ôm anh và nói, đúng thế, không ai có thể chia rẽ chúng ta. Ở bàn làm việc bên kia, Giản Tư Tư lén nhìn cảnh này, trong mắt chỉ toàn là sự hâm mộ. Sau đó cô ấy liếc nhìn Ninh Hạo Bân, anh ta vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính với vẻ mặt tái xanh. Chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù, khiến Giản Tư Tư không khỏi thở dài. Thời khắc này, trong lòng cô ấy bỗng dâng lên một suy nghĩ, nếu mình có một người bạn trai như chủ tịch Lý thì tốt biết bao. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 228, hao hụt, góc chuyện audio.com. Rạng sáng thứ hai, Hoắc Khải lên máy bay tới thành phố chỗ Miêu Nhất Khoa. Là một trong những học trò nổi tiếng nhất của giáo sư Triệu Vĩnh An, Miêu Nhất Khoa coi như là người có đầu óc kinh doanh tốt nhất. Có thể là bởi vì bố mẹ cũng kinh doanh nên từ khi còn nhỏ Miêu Nhất Khoa đã hiểu về buôn bán rồi. Thời đại học, tháng nào ông ta cũng kiếm được kha khá tiền nhờ vào việc thi lại và viết luận văn tốt nghiệp hộ người ta. Điều quan trọng nhất là ông ta thường xuyên nợ môn, chỉ vì Miêu Nhất Khoa là con buôn trung gian, đầu tiên ông ta bỏ tiền ra thuê những người có thành tích tốt nhất. Thi lại một lần là 30 tệ, làm một bài luận văn là 70 tệ, nhưng lúc thu tiền người ta thì lại là 50 tệ một lần thi lại. 100 tệ một bài luận văn, kiếm của mỗi người không nhiều nhưng cũng chẳng ít, bản thân ông ta thì lại chẳng làm gì cả, chỉ cần nói mồm là có tiền. Năm đó vì chuyện này nên Miêu Nhất Khoa thường xuyên bị chủ nhiệm sách tai mắng mỏ. Sở dĩ ông ta thân thiết với Triệu Vĩnh An như thế là do giáo sư Triệu sẽ chẳng bao giờ trách móc ông ta vì chuyện này. Ngược lại còn khen ông ta thông minh, sau này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, lúc đó địa vị của thương nhân chưa cao, thậm chí nếu buôn bán mà chưa có sự phê chuẩn thì gần như là phạm pháp. Vậy nên năm đó mới có một cụm từ gọi là đầu cơ trục lợi. Thế nhưng từ rất lâu trước kia Triệu Vĩnh An đã nhận ra rằng đất nước lạc hậu không phải bởi vì mọi người không có lòng cầu tiến, mà là vì không có tiền, vậy nên muốn đất nước trở thành cường quốc trong tương lai thì nhất định phải có sự xuất hiện của một nhóm người biết kiếm tiền. Chàng trai trẻ như Miêu Nhất Khoa chính là người mà Triệu Vĩnh An muốn nhìn thấy. Ông ấy không muốn thời đại hủy hoại một hạt giống tốt như vậy. Thế nên dù có phải hứng chịu những lời chỉ trích của đồng nghiệp thì ông ấy vẫn cổ vũ Miêu Nhất Khoa. Đương nhiên, không phê bình không có nghĩa là đề sướng. Câu nói mà Triệu Vĩnh An nói nhiều nhất là, thầy hy vọng mỗi một đồng tiền em kiếm được sau này đều là tiền chân chính. Lấy ra cũng không có ai dám nói nhăng nói cội lời nào. Tiền như vậy mang ra tiêu cũng có thể thẳng lưng. Miêu Nhất Khoa luôn coi câu nói ấy là lời gian cho mình. Sau này kiếm được nhiều tiền rồi thì thường xuyên tiêu xài phung phí. Hễ có người nói ông ta không biết tiết kiệm hay quá phô trương lãng phí là ông ta lập tức lấy câu nói của lão giáo sư ra phản bác. Mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều là tiền chân chính, tôi tiêu tiền của tôi, liên quan gì tới các người. Tính cách thẳng thắn, làm việc xuề xòa, đây cũng là một trong những nguyên nhân Miêu Nhất Khoa đứng vững trong thương trường. Hơn nữa nhờ vào mạng lưới quan hệ của Triệu Vĩnh An, chuyện kinh doanh của ông ta còn phát triển hơn Liêu Thiên Bằng hay Hạ Hoàng Viễn nhiều. Các công ty tập đoàn của ông ta dính đến đủ mọi ngành nghề. Tổng tài sản đạt mức gần 10 tỷ, các cổ đông trong công ty đa phần là đám bạn học năm xưa. Trong đó bao gồm cả Thượng Toàn Minh, năm xưa, chính những người này đã lấy tiền túi ra để tặng hợp đồng cổ phần cho Triệu Vĩnh An. Không phải là đồ giả, dù sao trên đó đã được đóng dấu công, dù với bất kỳ lý do gì, thì việc dùng con dấu công để làm giả giấy tờ cũng là phạm tội. Triệu Vĩnh An sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch ấy. Đúng 1:30 Hoắc Khải tới thành phố ấy, lúc anh vào công ty của Miêu Nhất Khoa thì kim đồng hồ chỉ đến 2 giờ. Lúc này đang là giờ làm việc, người qua kẻ lại tấp nập trước cửa công ty, tới quầy lễ tân của công ty. Hoắc Khải hỏi xem Miêu Nhất Khoa có ở đây không. Cô lễ tân nhìn anh một cái rồi lễ phép hỏi, xin hỏi anh đã hẹn trước không ạ? Không có, nhưng cô có thể chuyển lời với ông Miêu là giáo sư Triệu Vĩnh An bảo tôi tới tìm ông ấy. Hoắc Khải nói, lễ tân ngạc nhiên nhìn anh, hầu như tất cả mọi người trong công ty đều biết mối quan hệ giữa Miêu Nhất Khoa và Triệu Vĩnh An. Đồng thời cũng đã nghe tin quan hệ hiện nay của hai thầy trò họ rạn nứt rồi. Bây giờ Hoắc Khải nói rằng Triệu Vĩnh An bảo anh tới. Lễ tân hơi do dự một lát rồi nói, xin anh chờ một lát, tôi cần gọi điện cho phòng thư ký hỏi xem, tuy rằng tất cả tin tức đều nói rằng Triệu Vĩnh An và Miêu Nhất Khoa đã trở mặt. Nhưng dù sao đây cũng là việc tư của chủ tịch, nên không ai dám tự tiện quyết định, Hoắc Khải không có ý kiến gì cả. Anh lẳng lặng chờ bên cạnh, lễ tân gọi điện thoại, một phút sau cô ấy gác máy rồi nói, anh hãy vào thang máy số 2 lên tầng 23. Thư ký Phùng Á Thu của chủ tịch sẽ chờ anh ở đó. Cảm ơn, Hoắc Khải gật đầu rồi đi vào thang máy, lên tầng 23, cửa thang máy mở ra,
một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng ở phía đối diện. Cô ta mặc chiếc váy công sở bó sát, tuy rằng kiểu dáng hơi cổ điển, nhưng lại khiến cô ta trông chín chắn trưởng thành hơn, không mang lại cảm giác như một bình hoa di động hoặc là tình nhân gì đó của sếp trong lần đầu gặp mặt. Đằng sau cặp mắt kính viền mỏng là một đôi mắt sắc bén quan sát Hoắc Khải. Hoắc Khải không hề cảm thấy sợ hãi, ánh mắt như vậy không thể nào làm dao động nội tâm của anh. Có lẽ sự bình tĩnh của Hoắc Khải đã mang tới thiện cảm nhất định cho Phùng Á Thu. Lúc này cô ta mới nói, mời đi theo tôi, chủ tịch đang chờ anh ở văn phòng. Dứt lời, Phùng Á Thu xoay người bước đi, hoàn toàn không định bắt tay với Hoắc Khải theo phép lịch sự. Nói thật thì thái độ này hơi lạnh lùng, nhưng Hoắc Khải cũng có thể hiểu được, người ngoài vẫn đồn rằng ông chủ xích mích với Triệu Vĩnh An. Vậy thì người làm thư ký như cô ta cũng không thể quá khách sáo với người mà lão giáo sư cử tới được. Hoắc Khải đi theo Phùng Á Thu tới văn phòng, sau khi gõ cửa vào phòng, Phùng Á Thu nói, chủ tịch, tôi đưa anh ấy tới rồi, ngoài Miêu Nhất Khoa ra thì trong văn phòng còn hai người nữa. Cả hai đều là quản lý cấp cao của công ty, Miêu Nhất Khoa không nhìn về phía này, ông ta tùy ý vất tay, Phùng Á Thu gật đầu rồi xoay người đi, Miêu Nhất Khoa thì vẫn bàn bạc chuyện công ty với hai người ngồi trước bàn. Như thể không biết trong phòng còn một người nữa. Với thái độ này thì hiển nhiên là ông ta muốn gây sức ép cho Hoắc Khải. Hoặc có thể nói là dàn mặt anh, sao Hoắc Khải lại để mắt tới chiêu trò này được, anh tùy ý thay đổi tầm nhìn, quan sát các vật trang trí trong phòng, Miêu Nhất Khoa đúng là một người thích cảm giác hào nhoáng như những gì người ta vẫn đồn thổi. Phong cách trang trí trong văn phòng chẳng khác nào khách sạn. Đầu đầu cũng bày biện những vật phẩm màu vàng chói lóa. Thứ duy nhất có chiều sâu chắc là tác phẩm điêu khắc bằng gỗ ở trên kệ màu vàng. Chỉ có điều tác phẩm đó là một thỏi vàng lớn. Trông chẳng ra làm sao, thực sự rất buồn cười, đến lúc này các người còn không điều tra ra đối thủ là ai. Tôi cần đám chuyên gia tài chính như các người làm gì? Đừng nói tôi không cảnh cáo các người, nếu tuần này lại hao hụt tài chính nữa thì các người cuốn gói đi cho tôi. Miêu Nhất Khoa nổi giận đùng đùng nói, công ty đầu tư vải vóc của ông ta có mấy sàn giao dịch riêng lẻ. Nhưng trong hai quý gần đây, mấy quỹ ngân sách đều bị hao hụt nghiêm trọng, quản lý quỹ nói là bị một nguồn tài chính bí ẩn nào đó đánh úp. Bọn họ đang nghĩ cách đối phó. Nhưng thực lực của đối thủ rất mạnh, mặc dù có thể lượng tài chính không nhiều bằng bọn họ. Nhưng lại có đủ các chiêu trò, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa không chỉ có công ty bọn họ bị tổn thất mà nghe nói còn mấy công ty quản lý tài chính khác cũng gặp phải rắc rối ấy. Có thể chống lại nhiều công ty như thế cùng một lúc. Chứng tỏ thực lực của đối thủ rất đáng gờm, nhưng Miêu Nhất Khoa có cần biết thực lực của đối thủ thế nào? Suy nghĩ của ông ta luôn rất đơn giản, tôi bỏ tiền ra thuê anh không phải là để anh nói người ta giỏi giang thế nào. Mà là muốn anh chứng minh cho tôi thấy tài năng của anh cao siêu đến đâu. Nếu không thì tôi chi trả số tiền đó để làm gì? Để xem anh bị người ta dúi xuống đất đánh túi bụi thế nào sao? Vẻ mặt của hai quản lý quỹ rất dầu dĩ, bọn họ cũng rất muốn chứng tỏ bản thân. Trên thực tế tình hình của quỹ trong mấy quý trước luôn rất tốt. Nhưng lần này đột nhiên gặp phải đối thủ phiền phức nên mới bị tổn thất. Quan trọng nhất là hiện giờ không ai có thể điều tra ra tin tức của kẻ địch. Lũ vô dụng, Miêu Nhất Khoa tức tối mắng chửi, quản lý quỹ đâu dám cãi lại. Có lẽ bởi vì quá tức nên Miêu Nhất Khoa lại ngước mặt nhìn Hoắc Khải. Nói bằng giọng lạnh lùng, cậu kia, lão già họ Triệu bảo cậu tới đây làm gì? Giáo sư Triệu đưa tôi một tệp tài liệu, trên đó có cổ phần mà công ty ông đã hứa cho ông ấy lúc trước. Có giá trị 7 triệu, hiện tại giáo sư Triệu mong rằng có thể đổi số cổ phần đó thành tiền mặt. Hoắc Khải nói, dứt lời, Hoắc Khải lấy tài liệu của Triệu Vĩnh An ra khỏi túi. Miêu Nhất Khoa liếc nhìn sơ qua, ông ta cười lạnh nói, lão không tới mà bảo cậu tới làm gì, tôi không biết cậu là ai. Nhớ cậu là một tên cướp, đoạt tài liệu của lão rồi tới tìm tôi lấy tiền thì chẳng lẽ tôi cũng phải đưa sao? Muốn lấy tiền thì bảo lão già họ Triệu đó tự tới mà lấy. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 229, chọn một cổ phiếu, gocchuyenaudio.com. Sự ngông cuồng của Miêu Nhất Khoa khiến Hoắc Khải phải hơi nhíu mày nói. Chủ tịch Miêu là người có thân phận và địa vị, đương nhiên cũng phải hiểu, ông Triệu có quyền tìm người đại diện thay mặt phụ trách. Tôi nghĩ mình cũng không cần đến một bản thỏa thuận nào khác cả. Huống chi mặc dù người ngoài có đồn đại tình nghĩa thầy trò giữa ông và giáo sư Triệu Vĩnh An đã tan vỡ. Nhưng một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, chủ tịch Miêu bây giờ lại đi nói những lời như vậy. Nếu như truyền ra ngoài e rằng không tốt một chút nào. Tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại nặng nề, hai người quản lý quỹ đứng sững sờ, tự hỏi sao người này lại to gan đến vậy, cậu ta có biết mình đang nói chuyện với ai không? Phùng Á Thu trực tiếp đi tới, không ngừng khiển trách, anh Lý, hãy để ý đến lời nói của anh. Nếu không, tôi có thể mời anh ra ngoài ngay lập tức. Hoắc Khải thậm chí còn không nhìn đến Phùng Á Thu, chỉ là một thư ký, cho dù vị trí của cô ta ở trong công ty này có cao đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến Hoắc Khải. Vẫn nhìn thẳng vào Miêu Nhất Khoa, Hoắc Khải nói, nếu chủ tịch Miêu vẫn còn nhớ đến tình nghĩa thầy trò năm xưa, hãy vui vẻ đưa khoản tiền này cho giáo sư Triệu, bằng không, đợi đến khi tôi ra ngoài tìm mấy phương tiện truyền thông đến đưa tin.
chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của ông. Anh Lý, anh đã quá đáng lắm rồi, mời anh ra ngoài ngay lập tức. Phùng Á Thu càng lúc càng tức giận, lúc này, Miêu Nhất Khoa mới giơ tay lên ngăn lại, sau đó nhìn về phía Hoắc Khải, nét mặt lộ ra vẻ hứng thú nói, ông Triệu tuy vẫn giữ thái độ im lặng nhưng lại phái một người rất can đảm qua đây. Cậu nhóc, vừa rồi cậu bảo cậu tên là gì? Trong mắt của Chủ tịch Miêu, tôi chỉ là một kẻ vô danh, không đáng nhắc đến, có biết hay không biết tên họ của tôi cũng không thành vấn đề. Hoắc Khải nói, cả đời Hoắc Khải ghét nhất là kẻ vô tình bạc nghĩa, nên tự nhiên sẽ không nể nang gì Miêu Nhất Khoa, bất kể ông ta có là ông chủ của một công ty lớn với khối tài sản niêm yết hàng chục tỷ đi chăng nữa. Anh đây vừa có chứng cứ vừa có đạo lý, cho dù anh không nể nang gì ông ta thì ông ta cũng phải dè chừng anh. Phùng Á Thu tức giận vô cùng, chỉ hận không thể gọi bảo vệ ném Hoắc Khải ra ngoài. Một trong số hai người quản lý quỹ cũng đứng lên nói. Chàng trai trẻ này, đừng ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy, cậu nghĩ đây là nhà của mình chắc, ai cũng phải làm theo ý của cậu à. Hoắc Khải liếc nhìn người nọ một cái rồi nói, lúc bị chủ tịch Miêu mắng cũng không thấy ông tỏ vẻ ngang ngạnh khí thế như vậy. Bây giờ thì sao, tưởng tôi dễ bắt nạt à, lời nói này đã tỏ ý giễu cợt người kia hết sức. Nhưng người kia cũng không thể nói ra một lời phản bác nào. Sắc mặt người kia lúc xanh lúc đỏ, trợn mắt lên nhìn Hoắc Khải, cứ như thể muốn cắn người khác đến nơi, Hoắc Khải cũng không thèm nói nhảm thêm với nhân vật nhỏ này. Chỉ kiên quyết nhìn chằm chằm vào Miêu Nhất Khoa, hôm nay anh đã tới thì nhất định phải giải quyết cho xong chuyện này. Chứ đâu có tự dưng rảnh rỗi mà đi chạy đến đây. Phùng Á Thu không chịu nổi sự càn quấy của Hoắc Khải. Quay sang nhìn Miêu Nhất Khoa nói, chủ tịch, Miêu Nhất Khoa biết cô ta nhất định là đang muốn gọi nhân viên bảo vệ đến đuổi chàng trai trẻ này ra ngoài. Nhưng thay vì làm vậy, ông ta lại hướng về phía của Hoắc Khải mà bật cười. Cậu nhóc, cậu nói không sai, người này đúng là chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Một đám vô dụng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao đây cũng là quản lý quỹ dưới trướng của tôi. Cậu nghĩ người ta không tốt, vậy còn cậu thì sao? Mặc dù tôi không biết ông đang đề cập đến khía cạnh nào. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi tốt hơn ông ta. Hoắc Khải trả lời, hai người quản lý quỹ đều xanh mặt vì tức giận, trong lòng thầm mắng chửi Hoắc Khải. Tuy nhiên, Miêu Nhất Khoa lại tiếp tục bật cười, đột nhiên xoay màn hình máy tính 360 độ. Sau đó vỗ nhẹ lên màn hình nói, được rồi, vì cậu rất tự tin, nên đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, vì cậu nghĩ rằng cậu giỏi hơn những người quản lý quỹ của tôi. Điều đó rất tốt, còn 30 phút trước khi thị trường đóng cửa, cậu chọn cho tôi một cổ phiếu sẽ tăng mạnh vào ngày mai. Nếu mức tăng hơn 8, tôi liền rút cổ phần của ông Triệu ra, nhưng nếu như cậu chọn sai, khi thị trường đóng cửa vào ngày mai, tôi sẽ bảo người đánh cậu bầm dập trước, sau đó sẽ hợp đồng cổ quyền này thành từng mảnh và nhét vào miệng của cậu. Để cho cậu hiểu rằng nói phét trước mặt của tôi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hoắc Khải liếc nhìn thời gian trên màn hình, đã là 2 giờ 32 phút chiều, nói đúng ra là chỉ còn 28 phút nữa là thị trường chứng khoán đóng cửa. Sao nào, nếu hôm nay cậu cảm thấy không đủ thời gian, tôi có thể cho cậu thêm thời gian đến buổi sáng ngày mai. Miêu Nhất Khoa vỗ vỗ vào màn hình và nói, Hoắc Khải tiến lên một bước hướng về phía máy tính và nói. Không cần đợi lâu như vậy, vừa nói anh vừa bước đến máy tính, nhấp chuột lên và nhấp vào trang cổ phiếu. Sau khi chuyển trang chứng khoán sang biểu đồ dự đoán đầu tư K-Line, Hoắc Khải bắt đầu nhấn liên tục vào nút xuống trên bàn phím. Anh lướt qua một cách cực kỳ nhanh, chuyển sang cái tiếp theo gần như ngay lập tức mỗi khi một đường chữ K xuất hiện. Nếu là người bình thường chắc cũng không thể nhìn rõ, hai người quản lý quỹ thầm chế nhạo trong lòng, với tốc độ duyệt nhanh như vậy, người này đơn giản chỉ là đang suy đoán thôi chứ có thể nhìn ra được đầu mối gì. Ngay cả những chuyên gia như họ, những người đã lăn lộn trên thị trường chứng khoán nhiều năm thì để xác định một cổ phiếu sẽ tăng 100 vào ngày mai, cũng cần phải tiến hành quan sát rất cẩn thận và phân tích toàn diện kết hợp với các biểu đồ xu hướng, các nguyên tắc cơ bản và tin tức từ phía công ty. Mặc dù vậy, tỷ lệ thành công không thể đạt đến 100, nói một cách mỹ miều thì gọi là dòng chảy đã thay đổi. Nhưng thật ra trong chuyện này yếu tố may rủi cũng chiếm một phần rất lớn. Vì thị trường chứng khoán trong nước phần lớn đều bị các quỹ lớn thao túng. Điều này có nghĩa là một số lượng lớn cổ phiếu được kiểm soát bởi các quỹ lớn. Nếu như muốn cổ phiếu này tăng giá, họ có thể dễ dàng kéo nó lên, còn nếu muốn làm cho nó rớt giá, trăm ngàn bàn tay liền dập xuống chỉ trong chốc lát, dù có là con ông trời cũng không làm gì được, cho nên những cổ phiếu bị thao túng này thường rất khó để nắm bắt. Miêu Nhất Khoa chỉ quan sát hành động của Hoắc Khải trong vài giây rồi quay đi. Ông ta cũng đã từng chơi chứng khoán một thời gian, nhưng sau đó ông ta nhận thấy rằng tâm trí của ông ta không đủ ổn định để tận dụng những cơ hội trong thị trường cổ phiếu nhiều thao túng đó. Cho nên sau này công ty mới mở thêm bộ phận nghiệp vụ xử lý các vấn đề của thị trường chứng khoán. Cũng chính là mời chuyên gia tới xử lý, nhưng bản thân Miêu Nhất Khoa vẫn có những hiểu biết sâu rộng về chứng khoán. Giống như hai người quản lý quỹ, ông ta cũng cảm thấy rằng cách tiếp cận của Hoắc Khải hoàn toàn là đang muốn lừa gạt ông ta. Cứ cho cậu ta xem tới xem lui,
xem đến mười mấy lần thì cũng không có ích gì, cơ hội để tìm được một cổ phiếu sẽ tăng hơn 8. Vào ngày mai có lẽ cũng chỉ cao hơn một chút so với cơ hội trúng xổ số. Đặc biệt những ngày gần đây thị trường chứng khoán còn bị tắc nghẽn. Thông tin bên ngoài không mấy khả quan, cổ phiếu trên thị trường đã giảm mấy ngày liền, mỗi ngày thị trường lại thay đổi thất thường, mấy ngày nay hầu như chỉ có toàn cổ phiếu mới lên sàn. Các cổ phiếu khác có thể giảm bất cứ lúc nào, vốn dĩ ban đầu nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Hoắc Khải thì Miêu Nhất Khoa đã liền rất ưa thích. Ông ta biết rằng khi vị giáo sư già kia cử người này đến để yêu cầu quyền cổ phần. Thực chất là muốn gửi cho ông ta một tín hiệu, chàng trai trẻ tuổi này chính là một ứng cử viên cho vị trí người thừa kế của giáo sư. Và ông ấy cần Miêu Nhất Khoa kiểm tra cậu ta, vì suy cho cùng, nếu như vị giáo sư già mất đi, tài sản lớn nhất mà ông ấy để lại chính là mạng lưới quan hệ được tạo dựng bởi mấy người Miêu Nhất Khoa. Nếu như người này không vượt qua được ải của Miêu Nhất Khoa, thì chuyện thừa kế sẽ ngay lập tức biến thành một chuyện cười. Bây giờ, nhìn Hoắc Khải đang lật tung đống cổ phiếu trên thị trường. Trong mắt Miêu Nhất Khoa liền hiện lên một tia thất vọng. Bản thân ông ta cùng mấy người bạn học cũ chịu mang tiếng xấu. Bị người khác chỉ trích, chính là hy vọng có thể giúp thầy tìm được một học trò chân chính có thể kế thừa cơ nghiệp. Bây giờ xem ra, mọi chuyện không dễ dàng như vậy, cũng giống như chàng trai trẻ trước mặt đây. Tuy là cũng có chút khí chất, nhưng đáng tiếc lại không có phẩm hạnh, nếu bản thân không có bản lĩnh thì đừng đùa với lửa. Chỉ cầu rước nhục vào thân, Miêu Nhất Khoa kín đáo lắc đầu, chuẩn bị tìm một cái cớ để đuổi Hoắc Khải đi. Lúc này, những ngón tay đang gõ bàn phím của Hoắc Khải đột nhiên dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào cổ phiếu có tên Xuyên Liên Xâm Phát trên biểu đồ KLAI hàng ngày mà không di chuyển trong khoảng 10 giây. Đây là cổ phiếu mà anh chú ý đến lâu nhất từ nãy đến giờ. Người quản lý quỹ đứng bên cạnh nhìn thấy anh chăm chú nhìn vào cổ phiếu đó. Sắc mặt càng thêm giễu cợt, sao, cậu cho rằng cổ phiếu này sẽ tăng? Hoắc Khải phớt lờ người quản lý quỹ, sau đó mở biểu đồ của cổ phiếu Xuyên Liên Xâm Phát để quan sát thật kỹ. Hai người quản lý quỹ nhìn nhau, cả hai đều chế nhạo Hoắc Khải. Xuyên Liên Xâm Phát là một doanh nghiệp có tài sản rơi vào khoảng 20 tỷ nhân dân tệ. Nhưng nửa năm trước, vì sự cố kỹ thuật nghiêm trọng của thiết bị nên đã bị lỗ rất nhiều tiền. Giá cổ phiếu đi từ mức giá cao nhất là 32.5 tệ giảm liên tục xuống mức 13.9 tệ, thậm chí còn thấp hơn cả mức cắt giảm. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 230, học trò, góc truyện audio.com, vô số nhà đầu tư chết đứng, còn không có cơ hội bỏ của chạy lấy người, bọn họ hoàn toàn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu dứt khoát rời đi thì sẽ nhận tổn thất quá lớn. Trong 3-4 tháng qua, biểu đồ tăng trưởng của cổ phiếu Xuyên Liên Xâm Phát gần như là đi ngang. Và hiện nó đã giảm xuống chỉ còn 12.8 tệ. Tình hình thậm chí còn không có một sự phục hồi nào trước đó. Thỉnh thoảng còn hiện lên một chữ thập đỏ đáng báo động. Đối với những cổ phiếu như vậy, cơ bản có thể đánh giá rằng nó không có nguồn dự trữ để thao túng thị trường. Nếu không những quỹ lớn đó đã kéo nó lên trước khi nó giảm liên tục như vậy. Đến nỗi khi nào sẽ tung thêm một đợt cổ phiếu mới lên thị trường và khi nào thì nó sẽ tăng cũng không ai có thể nói được chắc chắn. Mà nói chung, ai biết được chắc chắn khi nào các quỹ lớn sẽ tham gia vào thị trường đâu chứ. Biểu đồ của Xuyên Liên Xâm Phát đưa ra ngày hôm nay dường như cũng không đáng để quan tâm. Cho dù là đối với một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp cũng sẽ cảm thấy không có biến động gì mới. Nhưng Hoắc Khải đã khẽ mỉm cười, bởi vì anh đã nhìn thấy một đường cong rất thú vị. Khi thị trường mở cửa buổi sáng, cổ phiếu của Xuyên Liên Xâm Phát đã có chút bùng nổ. Nhưng chỉ kéo dài một chút rồi kết thúc, sau đó, trước khi thị trường đóng cửa vào buổi trưa, có một vụ bùng nổ nhỏ khác cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Lúc mở cửa vào buổi chiều, tình hình vẫn là như vậy, cùng một biến động mạnh 3 lần liên tiếp trong ngày đều ẩn dưới một đường cong biểu đồ bình thường. Trông không có gì nổi bật, lý do tại sao anh chú ý đến biến động nhỏ đó là bởi vì Hoắc Khải cũng đã từng thực hiện phương pháp này. Từng sự biến động nhỏ này chính là phương pháp anh sử dụng để kiểm tra giá trị của sự tăng trưởng. Vào vài năm trước, Hoắc Khải đã tiếp xúc với ngành tài chính và cảm thấy nó rất thú vị. Anh đã từng là một nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn không quá 100 ngàn. Nhưng anh cũng từng là một nhà đầu tư lớn với số vốn hơn 10 triệu. Đối với những cổ phiếu của doanh nghiệp có giá trị tài sản từ vài tỷ đến hàng chục tỷ. Con số 10 triệu có thể không quá nhiều, nhưng trên thực tế, hầu hết cổ phiếu đều do các nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ. Hơn nữa trong diễn biến tăng giảm của chứng khoán, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng gây ảnh hưởng nhiều nhất. Do đó, cách thao túng cổ phiếu thông minh không thật sự phải mua hơn 51 cổ phần như một công ty kiểm soát, họ chỉ cần tập trung hỏa lực mua đủ cổ phiếu giá rẻ. Kéo lên ngay lập tức khi cần, niêm phong cổ phiếu trăm ngàn trao tay, sau đó hợp tác với công ty để tung ra một số tin tức tốt đẹp lớn nhỏ. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhìn thấy giới hạn hàng ngày. Cũng giống như mèo gặp cá, ngửi thấy mùi tanh là xông tới, cùng với những tin tức tốt cố tình được tung ra, bọn họ sẽ hào hứng lao vào tranh giành dĩa cá này. Từ 100 ngàn lên đến 1 triệu, rồi từ 1 triệu lên đến 10 triệu, cuối cùng là từ 10 triệu lên đến 300 triệu,
Hoắc Khải mới dừng lại, anh vốn không muốn trở thành một con cá sấu lớn nuốt trọn thị trường chứng khoán. Anh chỉ là một người làm kinh doanh muốn tìm ra những gì trong đầu mà những người này đang nghĩ. Để không bị hoang mang bởi những rắc rối tương tự có thể phát sinh trong tương lai. Trong giai đoạn đó, Hoắc Khải cũng đã nhận một người học trò, nói một cách chính xác, người đó cũng không thể được gọi là học trò chính thức của anh. Người đó chỉ là một người trẻ tuổi đã trò chuyện với anh trong khi anh đang quan sát thị trường trên sàn chứng khoán. Chàng trai trẻ tên Vương Vũ Hành chỉ vừa tốt nghiệp trung học khi lần đầu gặp Hoắc Khải. Cậu ta đi theo Hoắc Khải, chứng kiến anh không ngừng tạo ra kỳ tích, đến khi Hoắc Khải dừng lại thì cậu ta đã là sinh viên năm 2. Mặc dù Hoắc Khải chưa bao giờ thừa nhận cậu ta là học trò của mình, nhưng Vương Vũ Hành nhất quyết gọi anh là thầy vì cậu ta hiểu rõ hơn ai hết thầy của mình tuyệt vời như thế nào. Trên đời này có bao nhiêu người có thể tăng gấp mấy lần số tiền gốc của mình? Từ 100.000 nhân dân tệ lên 300 triệu nhân dân tệ chỉ trong 2 năm mà không cần dùng đến bất kỳ ngoại lực nào. Đây không phải là kỳ tích, mà là một phép màu. Trong vòng 2 năm, Hoắc Khải đã làm chủ hầu hết các kênh tài chính, còn Vương Vũ Hành là một cậu trai rất thông minh, học nhanh và cũng học giỏi. Khi Hoắc Khải rời đi, anh đã để lại cho cậu ta một khoản tiền vốn 100.000. Nói đùa rằng nếu cậu ta có thể kiếm được 300 triệu trong 2 năm như anh thì cậu ta sẽ chính thức được nhận làm học trò. 3 năm rưỡi sau, Vương Vũ Hành đã không liên lạc với anh, nên Hoắc Khải cũng không liên lạc với cậu trai đó nữa. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy phương pháp năm xưa của mình xuất hiện trên thị trường chứng khoán, Hoắc Khải biết rằng Vương Vũ Hành vẫn còn đang tham gia thị trường chứng khoán. Hơn nữa, cậu ta làm việc cũng không tệ đâu, đã có thể tự mình vững vàng rồi, vì đã xác định rằng xu hướng này là do người học trò của anh điều khiển. Hoắc Khải đương nhiên biết xu hướng tiếp theo sẽ là gì. Bình thường nếu như muốn khảo sát áp lực theo cách này, vì không muốn cho người khác nhìn ra đầu mối, mỗi ngày chỉ có thể tiến hành 1-2 lần, hôm nay Vương Vũ Hành lại tiến hành đến tận 3 lần. Chứng tỏ cậu ta tin rằng thời cơ đã chín muồi, đánh giá từ biểu đồ, quá trình khảo sát của cậu ta đã không gặp nhiều trở ngại. Có rất ít hoạt động bán ra sau đó, như vậy cho đến thời điểm thị trường đóng cửa, nếu cậu ta vẫn làm như cách anh đã từng, chắc chắn sẽ kéo được giá cổ phiếu lên chỉ trong vòng 10 phút trước khi kết thúc phiên giao dịch. Giới hạn 10 phút hàng ngày cũng không quá suýt sao, để các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác còn có cơ hội vào ra. Dù gì thì Hoắc Khải cũng không thật sự muốn kiếm trác gì từ thị trường chứng khoán. Anh chỉ ở đây cho vui thôi, tại sao phải làm khó các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác làm gì? Sau khi đã xác nhận, Hoắc Khải không quan tâm đến các cổ phiếu khác nữa, anh chỉ vào cổ phiếu Xuyên Liên Xâm Phát và nói, chính là nó, nếu may mắn, nó có thể tăng mạnh trong hôm nay, nếu không thì cũng sẽ tăng mạnh vào ngày mai. Miêu Nhất Khoa không đáp lại anh mà chỉ nhìn sang hai người quản lý quỹ. Dù sao thì ông ta cũng không tham gia vào mấy công việc này thường xuyên. Nên các vấn đề chuyên môn cứ giao cho chuyên gia, một người quản lý quỹ nhìn Hoắc Khải với vẻ chế giễu. Sau đó nói, Xuyên Liên Xâm Phát đã bị lỗ nặng do lỗi kỹ thuật nghiêm trọng cách đây 6 tháng. Từ đó đến nay, cổ phiếu đã bị cắt giảm toàn bộ, giá trị thị trường chỉ bằng 1/3 thời kỳ đỉnh cao, biểu đồ tăng trưởng đi ngang trong gần 4 tháng và đà suy thoái vẫn đang tiếp tục. Được đánh giá là không có quỹ dự trữ, do đó khó có khả năng tăng trưởng, Miêu Nhất Khoa ồ lên một tiếng. Sau đó, ông ta nhìn Hoắc Khải và nói, cậu nghe rồi chứ, cậu có chắc chắn muốn chọn cổ phiếu này không? Hoắc Khải gật đầu nói, chắc chắn, có vẻ như vị này không tin vào phán đoán của tôi. Nếu như cậu đã tự tin như vậy, chúng ta có thể chờ xem, người quản lý quỹ chế nhạo. Miêu Nhất Khoa ngồi xuống bắt chéo chân, còn Phùng Á Thu chu đáo bước tới giúp ông ta cắt đầu điếu xì gà và châm lửa. Khói thuốc bay khắp phòng, trong văn phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng rít xì gà của Miêu Nhất Khoa thỉnh thoảng vang lên. Trong làn khói thuốc, thời gian trôi qua từng giây, khi thị trường chỉ còn chưa đến 9 phút nữa là đóng cửa. Lông mày của Hoắc Khải khẽ giật, bởi theo kỳ vọng trước đó của anh, Xuyên Liên Xâm Phát lẽ ra nên bắt đầu tăng giá vào thời điểm này. Nhưng cho đến tận bây giờ, biểu đồ vẫn chỉ thể hiện những biến động nhỏ, tại sao nó vẫn chưa tăng, chẳng lẽ 3 lần biến động kia chỉ là do trùng hợp chứ không phải là do Vương Vũ Hành đang điều khiển biến động của cổ phiếu hay sao? Không, nhất định không phải là trùng hợp, nếu không 3 lần khảo sát kéo giá lên kia sẽ không có thời gian giống nhau như vậy. Sự tự tin mà anh trau dồi trong nhiều năm đã thuyết phục được Hoắc Khải rằng nhận định của anh không thể sai. Không biết có phải do để ý đến sự bất thường của Hoắc Khải không mà Miêu Nhất Khoa đột nhiên nói. Còn 6 phút nữa thì thị trường đóng cửa, nếu cậu đổi một cổ phiếu khác vào lúc này, có lẽ cậu vẫn còn có một chút cơ hội chiến thắng. Rốt cuộc thì ông ta cũng khá mềm lòng, không muốn ứng cử viên đầu tiên được thầy mình cử đến lại phải ra đi trong tình cảnh bối rối như vậy. Tuy nhiên, phản ứng của Hoắc Khải đã khiến cho Miêu Nhất Khoa rất khó chịu. Không cần, câu trả lời của Hoắc Khải thật ngắn gọn và mạnh mẽ. Miêu Nhất Khoa khịt mũi, không nói gì nữa, cho cậu cơ hội cậu còn không muốn, vậy đừng trách tôi khiến cho cậu trở nên khó coi. Một người quản lý quỹ đúng lúc đó cũng buông lời giễu cợt. Đôi khi tự cao quá lại trở thành tự phụ, không
không phải cái gì cũng cần đợi đến lúc va đầu vào bức tường thì mới quay đầu lại được. Tuổi trẻ ít kinh nghiệm mắc sai lầm là chuyện thường tình. Miễn là bản thân sẵn sàng sửa sai thì vẫn còn cơ hội. Trước đó bị Miêu Nhất Khoa mắng thảm thương như vậy, người quản lý quỹ vừa hay đang cần phát tiết lửa giận trong người. Lại gặp Hoắc Khải chủ động dâng tới cửa, người nọ nào có thể bỏ qua cho anh, phải đem người trẻ tuổi này hung hăng dẫm đạp ở dưới chân. Như vậy mới có thể làm nổi bật tính chuyên nghiệp của ông ta. Hoắc Khải liếc mắt nhìn người đàn ông kia mà nói, điều ông nói không sai, quá tự cao ắt sẽ trở nên tự phụ. Lời nói này được Hoắc Khải trả lại nguyên văn, người quản lý quỹ kia làm sao mà không hiểu được ý tứ của anh. Rõ ràng là đang muốn chế giễu ngược lại ông ta, rõ ràng người này cái gì cũng không hiểu, cho cậu ta ý kiến, cho cậu ta cơ hội cậu ta còn không muốn, còn ngồi đó giả bộ cái gì chứ. Người quản lý quỹ hít mạnh một hơi, đang định hung hăng dạy cho Hoắc Khải một bài học nữa thì người bên cạnh đã kêu lên. Sao nó lại tăng rồi? Kết chương, chế tạo hào môn, chương 231, chạm nóc giới hạn, gocchuyenaudio.com. Người quản lý quỹ nhanh chóng quay đầu nhìn, thấy rằng biểu đồ tăng trưởng của Xuyên Liên Sâm Phát đang kéo thẳng lên. Trong vòng chưa đầy 5 giây nó đã đạt đến giới hạn hàng ngày. Với 80.000 lượt mua, hoàn toàn đã chạm mốc giới hạn cao nhất, người quản lý quỹ liếc nhìn thời gian, chỉ còn 3 phút nữa là thị trường đóng cửa, mà 3 phút này đã không còn có thể tự do giao dịch được nữa. Thông thường thời điểm này đều dựa trên giá trị giao dịch trung bình tổng thể tính là giá đóng cửa và giới hạn hàng ngày được kéo lên vào thời điểm này, cho thấy họ đã không còn sẵn sàng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ cơ hội tranh giành. Hay nói một cách khác, rất có khả năng cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng chạm nóc giới hạn hàng ngày vào ngày mai. Đây không phải là cổ phiếu thường xuyên biến động, đã giảm liên tục gần nửa năm, nếu không có hoàn cảnh đặc biệt thì làm sao có thể tăng chạm nóc giới hạn hàng ngày. Hơn nữa, 80.000 lượt mua kia, điều này cho thấy rằng ai đó đã vung tiền mua một lần với giá thấp. Và bây giờ họ đang bắt đầu kiểm soát thị trường. Làm sao có thể, nhìn giới hạn hàng ngày tăng lên tổng cộng hơn 100.000 lượt vào lúc đóng cửa cuối cùng. Cả hai người quản lý quỹ đều thộn mặt ra, cả ngày hôm nay các biến động lên xuống không hề đáng kể. Nhưng ngay trong 5 giây đầu tiên của phiên giao dịch mới, giới hạn hàng ngày đã tăng lên đến 10, Miêu Nhất Khoa không rít xì gà nữa, ông ta cũng đang kinh ngạc nhìn vào màn hình, ông ta đã không mong đợi một điều như vậy xảy ra. Trong vô thức, ông ta quay sang nhìn Hoắc Khải rồi tự hỏi, chuyện này là do may mắn hay là vẫn còn điều gì ẩn giấu khác? Tuy nhiên, khi nhìn về phía Hoắc Khải, ông ta thấy chàng trai trẻ này chẳng những không có biểu hiện gì vui mừng. Trái lại còn hơi nhíu mày, tựa hồ như đang bất mãn điều gì đó. Nếu ai đó khác tỏ ra như vậy, Miêu Nhất Khoa nhất định sẽ nghĩ rằng người đó đang giả vờ tỏ vẻ. Cổ phiếu mà cậu ta chọn đã chạm nóc giới hạn hàng ngày. Còn điều gì khiến cho cậu ta không hài lòng, nhưng nghĩ lại, đây là ứng cử viên do thầy Triệu cử tới, chắc chắn không thể giống người bình thường được. Điều này cũng khiến cho Miêu Nhất Khoa thầm xấu hổ bởi suy nghĩ của chính mình trước đó. Cho dù là ông ta coi thường chàng trai này, thì ông ta cũng nên tin tưởng vào thầy của mình, thầy đã qua nhiều năm như vậy mà không chọn được học trò để kế thừa cơ nghiệp. Bây giờ cuối cùng cũng chọn được một người, sao có thể là người bình thường cho được, bản thân ông ta sau bao nhiêu năm vậy mà vẫn không thể theo kịp suy nghĩ của thầy mình. Bao gồm cả thư ký Phùng Á Thu, đôi mắt đẹp của cô ta cũng đang tần ngần giữa màn hình máy tính và Hoắc Khải. Một phút trước, cô ta còn cảm thấy rất bất mãn với người đàn ông trẻ hơn mình mấy tuổi này. Thậm chí còn muốn gọi bảo vệ đuổi người này ra ngoài. Nhưng bây giờ, Phùng Á Thu đã thật sự ngạc nhiên về sự may mắn của Hoắc Khải. Cô ta muốn biết anh đã làm như thế nào, mấy người có mặt ở đó trong lòng đều có cùng một câu hỏi. Nhưng họ thật sự lúng túng, không biết phải mở lời hỏi bằng cách nào, mấy lời giễu cợt vừa nãy vẫn còn nguyên ở đó. Hoắc Khải cau mày không phải vì không hài lòng với đà tăng trưởng của cổ phiếu, mà là do thời điểm này không tốt, thời điểm này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường không thể phản ứng kịp. Anh không biết Vương Vũ Hành đã thu được bao nhiêu cổ phiếu giá rẻ. Nhưng ít nhất cũng phải hơn 100 triệu, một cổ phiếu là hơn 12 nhân dân tệ, 8 triệu cổ phiếu là hơn 90 triệu. Những cổ phiếu rớt giá liên tục trong thời gian dài như vậy thường không cần mặc cả quá nhiều khi mua. Chỉ cần tham gia thị trường với số tiền lớn thì đương nhiên sẽ có các nhà đầu tư nhỏ lẻ theo dõi. Lực cản tăng lúc này là rất nhỏ, bởi vì những người mắc kẹt đang chờ được thả sẽ không dễ dàng bán ra. Và những người không bị mắc kẹt cũng sẽ như vậy, chỉ cần phá vỡ giới hạn hàng ngày. 100 triệu kia là đủ để tạo đòn bẩy cho 20 tỷ trên sàn giao dịch. Nhưng khi Hoắc Khải làm điều này trước đây, anh luôn để lại 10 phút cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Cho dù họ muốn nhảy vào hay muốn bỏ qua, thì vẫn còn nhiều thời gian để cân nhắc, nhưng cách làm của Vương Vũ Hành lại khác với của anh. Làm như vậy chỉ có thể nói là đã bóp nghẹt hoàn toàn hy vọng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khi cậu ta mở giới hạn hàng ngày, thực tế cậu ta chuẩn bị khá chậm rãi để các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu lên sàn. Đến khi đó, không có nguồn vốn lớn thứ hai nào theo kịp thị trường. Cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bị mắc kẹt giống như những người trước đó. Thằng nhóc này, sao bây giờ lại ác như vậy,
Hoắc Khải cảm thấy rất bất mãn với Vương Vũ Hành, nhưng hiện tại anh cũng không có thông tin để liên lạc với người học trò này. Hơn nữa việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề của giáo sư Triệu trước. Không cần quan tâm đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đã dám bước chân vào thị trường này, thì cũng phải biết trước các rủi ro sẽ xảy đến với bản thân. Ngẩng đầu nhìn Miêu Nhất Khoa, Hoắc Khải nói, Chủ tịch Miêu, cổ phiếu tôi chọn đã tăng chạm nóc giới hạn hàng ngày. Vậy tôi cũng không cần phải đợi đến ngày mai, đúng không? Miêu Nhất Khoa không nói gì, chỉ nhìn Hoắc Khải, và Hoắc Khải cũng rất bình tĩnh nhìn ông ta. Sau một lúc, Miêu Nhất Khoa đột nhiên hỏi, cậu có hút xì gà không? Vợ tôi không thích mùi khói thuốc. Hoắc Khải đáp, Phùng Á Thu cau mày. Mặc dù cổ phiếu Hoắc Khải chọn đã chạm nóc giới hạn hàng ngày vào cuối phiên giao dịch, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta có đủ tư cách để nói chuyện với chủ tịch. Nhưng Miêu Nhất Khoa, người luôn được biết đến với tính khí nóng nảy của mình, chẳng những không hề tức giận mà còn cười lớn. Ông ta đặt điếu xì gà trên tay xuống rồi đứng dậy vỗ tay. Nhưng ông ta không nói chuyện với Hoắc Khải trước mà quay sang nói với hai người quản lý quỹ. Bây giờ xem ra hai người đúng là vô dụng thật. Hai người quản lý quỹ gương mặt lúc xanh lúc đỏ, không nói được lời nào, chỉ có thể cúi đầu thầm mắng mỏ. Mới vừa rồi bọn họ còn giễu cợt hăng say, lại không nghĩ đến ngọn núi trước mặt cao bao nhiêu, con người trước mặt lại có bao nhiêu phần thâm sâu, bản thân nói ra bao nhiêu lời độc địa, thì bây giờ lại càng cảm thấy lúng túng bấy nhiêu. Nhưng cả hai đều không bị thuyết phục, bọn họ cảm thấy Hoắc Khải hoàn toàn chẳng biết gì, chỉ được cái quá may mắn, không có tin tức tốt nào của Xuyên Liên Xâm phát được tung ra. Làm sao người này có thể biết được cổ phiếu đó sẽ tăng chạm nóc giới hạn hàng ngày? Không phải là mèo mù vớ phải cá rán thì còn là gì nữa. Nhưng bây giờ bọn họ không dám nói ra những lời như vậy. Nếu không với tính cách của Miêu Nhất Khoa, có khi còn tát cho bọn họ mấy bạt tai. Một trong những câu nói mà vị chủ tịch này thường nói nhất. Thua chính là thua, viện nhiều lý do như vậy làm gì? Sau khi mắng hai người quản lý quỹ, Miêu Nhất Khoa nhìn Hoắc Khải và hỏi, cậu đã sử dụng một phương pháp phân tích nào đó cho cổ phiếu này? Hay thuần túy chỉ là trực giác của cậu? Trực giác cho tôi biết rằng trong lòng của ông đã có câu trả lời. Hoắc Khải đáp, Miêu Nhất Khoa sửng sốt, sau đó lại bật cười, chỉ vào Hoắc Khải nói, tính khí của cậu, tôi thích, không tồi, không tồi, thư ký Phùng, mang sổ chi phiếu cho tôi. Phùng Á Thu vội vàng chạy đi lấy sổ chi phiếu, Miêu Nhất Khoa lấy một điếu xì gà, ném cho Hoắc Khải rồi nói, vợ cậu không thích mùi thuốc lá cũng không liên quan gì đến tôi. Dù sao cũng không phải vợ tôi, nhưng tôi đã thích người như cậu, thì cậu phải chấp nhận nó. Hoắc Khải bắt lấy điếu xì gà, xem ra ông ta là người rất ngang ngạnh và kiêu ngạo. Sau một hồi suy nghĩ, anh liền nói, thời đi học ông rất hay bị đánh có đúng không? Miêu Nhất Khoa sững sờ, sau đó lại bật cười, ông ta vỗ mạnh vào vai Hoắc Khải, được lắm cái thằng nhóc này, lúc đi học tôi quả thật thường xuyên đánh nhau, chỉ có điều bình thường đều là tôi đánh người khác, sau bao nhiêu năm, cậu là người đầu tiên dám ăn nói với tôi kiểu đó. Vì điểm này, tôi sẽ cho cậu thêm 2 triệu, khi về nói với ông triệu tiền này là tôi thưởng cho cậu. Không liên quan gì đến ông ấy, ngoài ra, hiện tại bất kể cậu đang làm việc gì, ngày mai tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự tuyển thằng cậu. Đảm bảo với cậu một năm kiếm được mấy triệu cũng không thành vấn đề. Tôi xin lỗi, công việc của tôi bây giờ rất tốt, chủ tịch Miêu nên để lại vị trí đó cho những người cần nó hơn. Hoắc Khải nói, lúc này Phùng Á Thu đã mang sổ chi phiếu đến, khi nghe thấy Hoắc Khải nói như vậy, không nhịn nổi mà liếc anh. Đối với Hoắc Khải, Phùng Á Thu bây giờ có thể nói là vừa căm ghét vừa ngưỡng mộ. Cô ta căm ghét anh dám nói chuyện một cách ngạo mạn trước mặt chủ tịch, nhưng cũng ngưỡng mộ anh vì điều đó. Phải biết là, số lượng tỷ phú bị Miêu Nhất Khoa đánh bại lên đến mấy chục người. Những người trong vòng quan hệ với ông ta đều đã từng xảy ra mâu thuẫn với ông ta. Nhưng rốt cuộc đều là bị ông ta lôi kéo, uống xong chén rượu liền trở thành bạn tốt, dù cho họ có biết Miêu Nhất Khoa định ra tay tàn sát. Thì cũng không có ai dám cùng ông ta so khăng, ông ta căn bản là không hề quan tâm đến hình tượng của mình. Đơn giản mà nói thì ông ta chính là một kẻ điên cuồng điển hình. Miêu Nhất Khoa lấy sổ chi phiếu. Viết ra 2 tờ, một tờ là cổ phần 7 triệu của Triệu Vĩnh An, tờ còn lại là 2 triệu mà ông ta vừa hứa với Hoắc Khải. Xé hết ra 2 tấm chi phiếu đập vào tay của Hoắc Khải. Miêu Nhất Khoa nói, được rồi, cậu có muốn không cầm cũng không được, cầm lấy rồi mau biến nhanh. Dứt lời, ông ta cũng không quan tâm Hoắc Khải muốn nói gì hay làm gì. Chỉ đi thẳng về chỗ ngồi, cầm điếu xì gà lên, quay màn hình máy tính trở lại. Hoắc Khải vốn còn muốn khuyên nhủ đôi câu về mối quan hệ giữa ông ta và Triệu Vĩnh An. Nhưng nhìn Miêu Nhất Khoa giống như không muốn giao tiếp nữa. Anh liền ngừng nói, còn về 2 tấm chi phiếu này, anh cũng không muốn giả vờ trả lại 2 triệu làm gì. Người ta đã tự đem tiền đến cho mình, ngại gì mà không dám nhận chứ. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 232, lại gặp Đường Trọng Vi. Gocchuyenaudio.com, cầm chi phiếu trong tay, Hoắc Khải rời đi chẳng chút do dự, nét mặt của Phùng Á Thu buồn bực, nói với Miêu Nhất Khoa, chủ tịch, người này quá lỗ mãng, tại sao ông còn cho anh ta thêm 2 triệu nữa? Bởi vì cậu ta dũng cảm, tôi rất thích loại người này,
Miêu Nhất Khoa gạt cho điếu xì gà, chống cằm ra hiệu cho cô ta nhìn vào màn hình máy tính rồi nói. Và cậu ta cũng đã chứng minh được năng lực của mình. Có lẽ đó chỉ là may mắn, Phùng Á Thu nói, may mắn cũng là một loại năng lực, có khi còn quan trọng hơn sự nỗ lực, cái gọi là thành công cần 3 phần nỗ lực, 3 phần được quý nhân giúp đỡ, 4 phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Miêu Nhất Khoa xua tay nói, có nói cô cũng không hiểu, đi pha cho tôi một tách cà phê đi. Phùng Á Thu rời đi theo lệnh ông ta, trong khi Miêu Nhất Khoa nhìn vào các cổ phiếu chạm nóc giới hạn hàng ngày trên màn hình máy tính với vẻ mặt thích thú. Thú vị đây, sau khi rời khỏi công ty, Hoắc Khải lấy điện thoại ra, nhìn mấy tờ chi phiếu trong tay, vé của các chuyến bay muộn nhất cũng đã được bán hết. Muốn mua vé sớm nhất cũng phải chờ đến 8 giờ sáng mai. Điều này khiến Hoắc Khải rất không hài lòng với các hãng hàng không. Tại sao lại không có chuyến bay sau 0 giờ chứ? Không vui thì không vui, Hoắc Khải rốt cuộc cũng phải chấp nhận thực tế. Vài năm trước, trong một tháng xảy ra 2 vụ rơi máy bay chuyến nửa đêm. Nên Cục Hàng không Dân dụng trực tiếp ban hành quy định mới. Cấm các chuyến bay nội địa cất cánh sau nửa đêm, nếu không như vậy thì Hoắc Khải đã có thể quay trở lại ngay trong đêm. Đi đường sắt cao tốc thì thời gian có lâu hơn một chút. Anh tra thử vé đường sắt cao tốc thì thấy vẫn còn vé. Nhưng chỉ có một chuyến lúc 3 giờ 30 sáng, nếu đi tàu cao tốc này thì cũng sáng hôm sau mới về được đến nhà. Nên tôi cứ chờ để đi máy bay luôn. Sau khi suy nghĩ, Hoắc Khải gọi cho Ninh Thần, nói với cô rằng anh sẽ quay về vào ngày mai vì không mua được vé. Ninh Thần cũng không nói gì, cô biết anh đi tới đó để làm việc, nên chỉ dặn anh ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn. Lúc đi ngủ nhớ khóa cửa đàng hoàng, Hoắc Khải nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, anh là một người đàn ông, lại ở khách sạn bình thường, ai dám đột nhập vào mở khóa, hơn nữa, anh đang ở trong nước, nơi có an ninh công cộng rất tốt, nhưng đây là sự quan tâm của vợ anh, Hoắc Khải đương nhiên sẽ không làm cho cô mất hứng, nên cũng rất ngoan ngoãn đồng ý với cô. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải đứng ở bên đường đợi xe buýt, đồng thời dùng điện thoại di động tìm kiếm khách sạn có môi trường tốt ở gần sân bay nhất. Với điều kiện kinh tế của gia đình anh hiện tại, dù anh có nghỉ trong khách sạn 5 sao cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng Hoắc Khải lại không có yêu cầu quá cao về chỗ ở, lúc anh còn phải lang thang một mình. Anh thậm chí từng ngủ trên ghế đá công viên, được ở trong một khách sạn bình thường cũng xem là tiêu chuẩn cao lắm rồi. Trong 4 thứ thức ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại, thứ mà Hoắc Khải quan tâm nhất chính là thức ăn. Anh luôn tin rằng mọi người sống để kiếm tiền, và mục đích kiếm tiền là để bản thân có thể ăn uống mà không cần phải khổ tâm suy nghĩ xem cần tốn bao nhiêu tiền. Đây là lý do tại sao Hoắc Khải thường tìm đến những đầu bếp giỏi ở khắp mọi nơi để học các kỹ năng nấu nướng. Tất nhiên, bây giờ anh cũng có những yêu cầu nhất định về nhà ở, nhưng không phải cho bản thân anh mà là cho hai mẹ con Ninh Thần. Hoắc Khải hoàn toàn không muốn để hai mẹ con Ninh Thần sống trong căn nhà cũ nát. Nên căn nhà mới mua đã được một công ty trang trí chăm sóc cẩn thận. Mất khoảng 3 tháng kể từ khi bắt cải tạo đến khi hoàn thành công việc. Về cơ bản, họ có thể chuyển tới ngôi nhà mới trước khi mùa đông đến. Ban đầu, Hoắc Khải cảm thấy hiện giờ mình kiếm được rất nhiều tiền. Nên dự định mua một mảnh đất ở hướng Tây Bắc, sau đó xây biệt thự sân vườn, không có ai làm phiền, cuộc sống sẽ vui vẻ đến thế nào chứ. Nhưng nếu muốn làm được điều đó, cần có trong tay ít nhất từ 10 đến 20 triệu ngay từ đầu. Một năm trước, Ninh Thần là người luôn nghĩ rằng 100.000 nhân dân tệ là một khoản tiền lớn. Tất nhiên không thể chịu được sự xa xỉ như vậy. Cuối cùng, trước sự thuyết phục của Hoắc Khải, cô chỉ miễn cưỡng đồng ý mua đất trước, còn chuyện xây nhà khi nào thì sẽ nói sau. Về vấn đề đất đai, Phương Sương Thịnh cũng đã tính chuyện tốt cho anh, nên Hoắc Khải cũng không từ chối lòng tốt này, với sự giúp đỡ của công ty bất động sản địa phương. Việc thương lượng giá đất hoặc xin giấy chứng nhận sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đang lúc Hoắc Khải dùng điện thoại di động để chọn khách sạn, thì một chiếc xe Maserati dừng lại bên cạnh anh, ngay sau đó, cửa kính xe hạ xuống. Gương mặt xinh đẹp của Đường Trọng Vi lộ ra, thật sự là anh Lý, tôi còn tưởng rằng mình đã nhận nhầm người nữa chứ. Hoắc Khải cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Đường Trọng Vi. Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, đây không phải là địa điểm đặt chi nhánh của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Tại sao Đường Trọng Vi lại ở đây, có lẽ nào Hoắc Khải giả mạo cũng đang ở đây không? Nếu là trường hợp đó, Đường Trọng Vi đi theo đến đây cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, Hoắc Khải bất giác liếc nhìn vào trong xe. Nhưng lại nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp thời trang đang ngồi ở ghế lái. Chứ không phải là người mà anh đang nghĩ, anh cảm thấy hơi thất vọng, nếu gặp được Hoắc Khải già, Hoắc Khải có thể xác định được người này ý đồ như thế nào. Hơn nữa có khi còn có thể đi đường tắt để đến gần hơn với kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện. Bây giờ hy vọng đó đã tan tành, anh đành phải mỉm cười với Đường Trọng Vi và trả lời cô ấy. Cô Đường, thật là trùng hợp, sao cô lại đến đây, bạn thân của tôi rủ tôi đến đây chơi. Đường Trọng Vi liếc nhìn cổng công ty bên cạnh anh. Tò mò hỏi, anh Lý tới đây làm việc hay tìm người, tôi được giao làm một việc nhỏ, nhưng bây giờ đã làm xong, tôi chuẩn bị tìm khách sạn để ở và sẽ về nhà vào ngày mai. Ở trước mặt Đường Trọng Vi, Hoắc Khải vẫn rất dễ buông bỏ phòng bị,
nên lời nói cũng khá chi tiết. Đường Trọng Vi ồ lên một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói, đã tình cờ gặp nhau rồi, hay là để chúng tôi đưa anh Lý đến khách sạn nhé? Có làm phiền các cô quá không? Hoắc Khải rất lịch sự hỏi. Đường Trọng Vi nhìn cô gái trẻ ngồi trên ghế lái và hỏi. Mộng Mộng, cậu có thời gian đưa anh ấy đi một đoạn không? Cô gái trẻ đó tên là Lâm Sảo Mộng, cũng là con nhà giàu, gia cảnh cực kỳ tốt, có mối quan hệ thân thiết với Đường Trọng Vi. Cô bạn thân cũng lên tiếng đồng ý, mặc dù cảm thấy rất phiền phức. Đường Trọng Vi rất vui mừng, liền mời Hoắc Khải lên xe, nếu là người khác thì Hoắc Khải có thể đã từ chối. Nhưng đối với lòng tốt của Đường Trọng Vi thì anh không muốn từ chối. Cô ấy từ nhỏ đến lớn luôn là một cô em gái nhà bên rất hiền lành đối với anh. Từ chối cô ấy sẽ khiến cho Hoắc Khải dễ nảy sinh cảm giác áy náy trong lòng. Mở cửa bước vào xe, chiếc siêu xe cỡ lớn trị giá hơn 1 triệu, có chỗ ngồi phía sau rất rộng rãi. Đường Trọng Vi quay đầu lại hỏi, anh Lý ở khách sạn nào? Hoắc Khải nhìn xuống điện thoại và nói, bảy đây in. Đường Trọng Vi có hơi ngạc nhiên, cô không ngờ một người đàn ông khiến Hoắc Giai Minh coi trọng. Ngay cả cô cũng có ấn tượng tốt như vậy lại chọn ở trong một khách sạn rẻ tiền. Lâm Sảo Mộng liếc nhìn Hoắc Khải qua kính chiếu hậu, sau đó hỏi, Vi Vi, đây là bạn của cậu à? Đường Trọng Vi cũng có hơi do dự. Sau đó nói, đúng rồi, Đường Trọng Vi cũng không chắc chắn anh có phải là bạn của cô ấy hay không sau khi chỉ uống trà với nhau có một lần. Nhưng vì cô ấy đã mời người ta lên xe, nên cũng không có lý do gì để cô ấy lại khiến cho người ta bối rối. Từ phản ứng của cô ấy, Lâm Sảo Mộng đánh giá rằng hai người này chắc cũng không thân thiết gì cho cam. Suy cho cùng, Đường Trọng Vi là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn quốc tế Đường Thị với khối tài sản kếch xù. Còn Hoắc Khải này tuy có diện mạo tươm tất nhưng bộ đồ trên người chắc cũng chưa đến 1.000 tệ. Điều quan trọng nhất là còn chọn ở trong một khách sạn rẻ tiền như bảy đây in. Lâm Sảo Mộng thậm chí còn không bao giờ nhìn tới loại khách sạn này. Mặc dù bản thân cô ta cũng không coi trọng tiền bạc như người bình thường. Nhưng sự chênh lệch đẳng cấp giữa bọn họ đã khiến cho Lâm Sảo Mộng vô thức cảm thấy mình cao siêu hơn. Nên cũng không có hứng hỏi thăm Hoắc Khải. Một kẻ nghèo, có lẽ chỉ là tình cờ được gặp Đường Trọng Vi vài lần. Tương lai sẽ không còn gặp lại, sao phải hỏi thăm nhiều đến làm gì, cho tôi biết địa chỉ. Lâm Sảo Mộng nói, từ trong giọng nói của cô ta, Hoắc Khải cảm thấy được sự hời hợt, nhưng cũng không để ý nhiều, thản nhiên nói ra địa chỉ khách sạn. Sau đó, anh nhìn sang Đường Trọng Vi nói, âm mũi của cô nghe hơi nặng, cô bị cảm lạnh sao? Đường Trọng Vi lập tức nhớ tới mấy ngày trước chính anh cũng là người nhắc nhở cô ấy giữ ấm. Trong lòng cảm thấy có chút ngại ngùng nói, chỉ là hắt hơi vài cái thôi, chẳng có chuyện gì đâu, không phải tôi đã dặn cô phải giữ ấm sao, đã bị cảm, sao vẫn còn đi chơi xa nữa chứ? Giọng điệu quan tâm của Hoắc Khải còn bất giác kèm theo cả sự khiển trách. Ở trong tầng ý thức sâu nhất của anh không cần phải che giấu hay đề phòng Đường Trọng Vi quá nhiều. Nếu cô ấy có thể nhận ra anh thì đó cũng là một điều tốt. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 233 trường đua xe, gocchuyenaudio.com. Có điều trước khi Đường Trọng Vi kịp phát hiện ra điều gì thì Hoắc Khải sẽ không dễ dàng chủ động tiết lộ thân phận. Dù sao thì chuyện trùng sinh nói thật là khó mà tưởng tượng nổi. Rất dễ gây ra những rắc rối không cần thiết, giọng điệu của Hoắc Khải càng làm Đường Trọng Vi cảm thấy quen thuộc. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt cô ấy đã phải công nhận với lời mà Hoắc Giai Minh đã nói. Phong cách của người đàn ông này quả thực có vài phần giống với chồng chưa cưới của mình. Nhất là dáng vẻ trong nhu có cương mà quan tâm người khác thì giống y như đúc. Cũng chính vì điều đó mà cô ấy không trả lời ngay. Hơn nữa còn có hơi ngây ra, nhưng Lâm Sảo Mộng đang ngồi trên ghế lái kia thì lại cảm thấy không vừa lòng. Cái gì mà ốm rồi còn chạy đi chơi xa như thế? Nói cứ như là mình không quan tâm cô ấy vậy. Này anh ơi, anh thân với Vi Vi lắm à? Lâm Sảo Mộng hỏi. Hoắc Khải liếc nhìn cô ta một cái rồi đáp, không tính là thân lắm. Ồ, tôi còn tưởng anh là chú cậu ấy. Nói chuyện cứ như ông cụ non. Lâm Sảo Mộng nói, Hoắc Khải nào có nghe không ra ý tứ châm chọc của cô ta. Đường Trọng Vi cũng nghe ra rồi. Vì thế bèn ngăn lời Lâm Sảo Mộng rồi lại nói với anh Lý, anh đừng để ý. Mộng Mộng thẳng tính lại nhanh nhào, câu vừa nãy không có ác ý đâu. Hoắc Khải biết lời nói ban nãy của mình chắc là đã làm cho cô gái trẻ này có gì đó không vừa ý, tuy rằng anh cảm thấy cái kiểu không vừa ý này có chút trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn gật gù nói xuôi theo Đường Trọng Vi. Không sao đâu, tôi không nhỏ nhen như cô nghĩ. Anh nói ai nhỏ nhen đấy? Đột nhiên âm thanh của Lâm Sảo Mộng lớn hẳn lên. Rõ ràng là cô ta đã hiểu lầm rằng Hoắc Khải đang nói bóng nói gió. Còn anh có nghĩ như vậy thật không thì còn lâu Lâm Sảo Mộng mới thèm quan tâm. Dù sao bắt đầu từ câu nói quan tâm Đường Trọng Vi của Hoắc Khải là cô ta đã thấy không vừa mắt người này rồi. Cô gái được sống trong môi trường khá giả từ nhỏ như vậy đương nhiên rất ít khi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ai mà làm cô ta cảm thấy không vừa mắt là lập tức hạch sách ngay. Cũng chính bởi vì bối cảnh gia đình như vậy nên cũng có rất ít người sẽ đấu khẩu với cô ta. Càng chưa nói đến cô ta còn là một cô gái xinh đẹp. Bẩm sinh đã có lợi hơn người khác, Đường Trọng Vi vội vàng khuyên giải, Mộng Mộng, anh Lý không phải đang nói cậu nói như vậy làm gì,
Lâm Sảo Mộng không nể mặt Hoắc Khải nhưng lại chẳng thể không nể mặt Đường Trọng Vi. Bối cảnh gia đình của Đường Trọng Vi lớn hơn cô ta. Chồng chưa cưới lại còn là ngôi sao hy vọng quyền thế rất mạnh. Cho dù là nhìn vào mặt nào cũng đều khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cho dù có là Lâm Sảo Mộng cũng rất rõ ràng rằng mình có hơi thấp kém hơn cô bạn thân này một chút. Thêm việc tính cách của Đường Trọng Vi lại rất dễ làm người ta nảy sinh cảm giác phải trân trọng. Lâm Sảo Mộng cũng không muốn làm khó cô ấy, bèn chỉ hứ một tiếng rồi cũng không tiếp tục nói lời khó nghe nữa. Đường Trọng Vi nhìn sang Hoắc Khải tỏ vẻ áy náy, sớm biết thế thì chẳng bằng không mời Hoắc Khải lên xe để đỡ phải gượng gạo như bây giờ. Hoắc Khải biết được cô đang nghĩ gì nên chỉ lắc đầu cười nhẹ. Tỏ ý sẽ không để tâm chuyện này, sự rộng lượng của anh ngược lại càng làm Đường Trọng Vi cảm thấy ngại ngùng. Ngày mai anh Lý có về nhà không? Hay là tối nay tôi mời anh đi ăn cơm? Chuyện văn minh cổ đại lần trước anh nói với Hoắc Giai Minh tôi cũng cảm thấy khá hứng thú đấy. Đường Trọng Vi nói, cô ấy không phải cảm thấy có hứng thú với mọi điều chưa biết như Hoắc Giai Minh. Nói như vậy hoàn toàn chỉ là để tìm lý do chính đáng để biểu đạt ý tạ lỗi của mình mà thôi. Nhưng Hoắc Khải còn chưa kịp mở lời thì Lâm Sảo Mộng đã tỏ ý không vui mà cắt ngang. Này, cậu Trọng sắc khinh bạn quá đấy nhé, đã nói trước là đi tìm nhóm hài tử rồi cùng nhau đi ăn cơm cơ mà. Đường Trọng Vi nói, có phải mai tớ đã đi đâu mà, lúc nào ăn chả được, nhưng anh Lý chỉ rảnh hôm nay thôi. Sau cậu cứ thay tớ xin lỗi mọi người là được, ngày mai rồi tớ mời mọi người đi ăn một bữa hoành tráng để đền được chưa? Lâm Sảo Mộng cứ lầm bầm gì đó không rõ, mặt lộ vẻ không vui, nhưng sau đó đảo mắt một cái, dường như nghĩ ra được biện pháp gì đó, cho dù là Đường Trọng Vi hay Hoắc Khải thì đều không thân thuộc với thành phố này. Đương nhiên không biết được rằng Lâm Sảo Mộng đã rẽ một hướng khác. Trong nháy mắt cách ra hướng về khách sạn 7 Day Inn. Bởi vì có sự hiện diện của Lâm Sảo Mộng nên hai người cũng không nói chuyện nhiều. Sau một hồi im lặng thì Đường Trọng Vi nhìn thấy một số thứ qua cửa kính xe. Không khỏi ngờ vực hỏi, Mộng Mộng, cậu đi nhầm hướng rồi à? Không nhầm đâu, không phải sắp đến rồi sao? Lâm Sảo Mộng xảo quyệt nói, cậu không nghe tớ thì tớ cũng không nghe cậu, như thế hai đứa mình coi như huề. Lúc này Đường Trọng Vi mới vỡ lẽ, không phải là cô ta đi nhầm đường mà là cố ý đi hướng này. Điều này làm cô ấy cảm thấy có chút không vui mà nói. Sao cậu lại như thế chứ? Ôi dào, đằng nào cũng đến rồi, hơn nữa cậu chẳng muốn mời anh Lý bữa cơm còn gì. Ăn cùng với bọn mình có sao đâu? Lâm Sảo Mộng vừa đáp vừa liếc nhìn Hoắc Khải qua kính chiếu hậu mà nói. Anh Lý này, chúng tôi đã hẹn mấy người bạn, bố mẹ trong nhà cũng đều là ông bà chủ làm kinh doanh cả. Tôi thiết nghĩ chắc anh Lý cũng cần biết mấy người như vậy chứ nhỉ? Hay là anh lại cảm thấy tự thẹn kém người ta mà không dám gặp bọn họ? Mộng Mộng, cậu quá đáng rồi đấy. Lần này Đường Trọng Vi thật sự tức giận nói. Dừng xe, tớ muốn xuống xe. Lâm Sảo Mộng cũng không để ý đến cô ấy mà chỉ đợi Hoắc Khải trả lời. Hoắc Khải biết cô gái này đang cố ý khích mình, dùng ngón chân nghĩ cũng biết cô ta đang ủ trò gì. Chắc chắn là muốn thấy anh xấu mặt, nếu đổi lại là lúc khác thì Hoắc Khải cũng lười đi so đo với người khác. Ai muốn làm xấu mặt anh, chưa nói đến khả năng thành công, còn phải xem anh có chịu cho cơ hội đó hay không. Nhưng hôm nay trước mặt Đường Trọng Vi, cho dù thế nào Hoắc Khải đều không được yếu thế, vài người trẻ tuổi không xứng tầm mà thôi, còn có thể dọa được cậu chủ nhà họ Hoắc chắc. Anh cười mỉm, nói, được thôi, quả thực là tôi muốn gặp để biết thêm một số người. Nếu đã có người chịu dẫn đường thì đương nhiên là chuyện tốt. Anh Lý, Đường Trọng Vi quay sang định nói gì đó nhưng lại bị Lâm Sảo Mộng cắt ngang. Vi Vi, anh Lý người ta đã nhận lời rồi cậu còn muốn bắt ép người ta à? Người ta có thứ mà bản thân họ muốn theo đuổi, cậu cũng đừng có ngăn lại, quen biết thêm vài người cũng có lợi cho anh ấy, cậu phải nghĩ cho tương lai của người ta chứ. Đường Trọng Vi nhìn Hoắc Khải đang mỉm cười bình tĩnh tự nhiên. Lại nhìn sang Lâm Sảo Mộng, cuối cùng chỉ đành trừng mắt với cô bạn thân có tính cách ương ngạnh này rồi nói. Cậu mà còn tiếp tục tìm rắc rối như thế nữa là sau này tớ không đến tìm cậu nữa đâu đấy. Đừng chứ, tớ có lòng tốt thật mà, cậu đừng có hiểu lầm tớ chứ, tớ đau lòng lắm đó. Lâm Sảo Mộng mặt dày cười, chẳng hề coi lời uy hiếp của Đường Trọng Vi ra gì. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì chiếc xe đã dừng lại. Thấy Lâm Sảo Mộng và Đường Trọng Vi đều xuống xe, Hoắc Khải cũng mở cửa theo sau bọn họ, sau đó liền nhìn ra được đây là một bãi đua xe. Từ xa xa đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc của xe đua. Nơi này hiển nhiên là chỗ vui chơi dành riêng cho giới con nhà giàu. Có đủ tất cả các loại xe sang từ cấp độ tầm triệu đến chục triệu nhân dân tệ. Hoắc Khải cũng từng đến những nơi như thế này để giải trí. Thậm chí còn che giấu thân phận để tham gia một số giải đua xe. Có rất ít người từng biết, thần xe giấu mặt trong vòng nửa năm liên tục lật đổ vô số giải đua chuyên nghiệp hiển hách một thời. Chính là cậu chủ nhà họ Hoắc, đàn ông ấy mà, thích những thứ khiến mình nhiệt huyết sôi trào cũng là điều rất bình thường. Có điều cuối cùng Hoắc Khải vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chỉ là trải nghiệm qua chứ không tiếp tục nữa, cũng giống như cổ phiếu vậy, anh chỉ là đích thân đi trải nghiệm ngành nghề đó để tích thêm kinh nghiệm đời sống mà thôi. Nói ra thì đây quả thực là chuyện rất chọc tức người khác.
Hoắc Giai Minh biết nhiều, nhưng chỉ là biết rộng nhưng không chuyên, còn Hoắc Khải thì biết nhiều, lại cơ bản đều chuyên cả, nếu không sao lại có thể bị người ta gọi là yêu nghiệt được. Bãi đua xe như thế này đã thuộc về hồi ức, cho dù sau này có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa Hoắc Khải cũng sẽ không quay lại nơi này. Anh đã qua cái tuổi theo đuổi sự kích thích, càng không muốn vì hơn thua với ai mà đi tranh đấu sức đầu mẻ chán. Cho nên lúc nhìn thấy bãi đua xe, Hoắc Khải càng cảm khái và hồi tưởng, chỉ là dáng vẻ của anh lại làm Lâm Sảo Mộng thấy như là nhà quê lên tỉnh. Cô gái nhà có tiền đây thầm cười lạnh trong lòng nhưng mặt không đổi sắc. Ngược lại còn nhiệt tình và khách sáo hơn lúc trên xe. Anh Lý, đây là một bãi đua xe rất chuyên nghiệp, anh cũng biết lái xe chứ, hay là vào thử xem, đương nhiên rồi, nếu như chưa từng trải qua những thứ như này, hay là có hơi luống cuống, thì tôi cũng có thể hiểu được. Lâm Sảo Mộng nói, cách chương, chế tạo hào môn, chương 234, chọn xe, góc chuyện audio.com, Mộng Mộng, Đường Trọng Vi bất mãn kêu lên. Không sao đâu, Hoắc Khải lên tiếng, anh mỉm cười với Đường Trọng Vi rồi nói, bình thường tôi rất ít khi tới đây, cho nên thấy mới lạ đó mà, anh đã nói đến vậy rồi thì Đường Trọng Vi cũng chẳng nói nhiều nữa mà chỉ khẽ kéo tay Lâm Sảo Mộng. Nói nhỏ, cậu đừng quá đáng thế, anh Lý không phải người xấu đâu, việc gì phải nhằm vào anh ấy chứ. Hai, cậu là người đã có vị hôn phu rồi đấy, sao phải bảo vệ người đàn ông khác thế chứ, không sợ người đó ghen hay sao hả? Lâm Sảo Mộng trêu, Đường Trọng Vi lườm cô ta, cậu cứ nói linh tinh đi. Tớ mặc kệ cậu, nói xong, cô ấy đi đến trước mặt Hoắc Khải, nói, lát nữa sẽ toàn là bạn bè cả thôi, nhưng có mấy người sẽ nói chuyện thẳng thắn giống Mộng Mộng vậy. Mong anh đừng để ý, Lâm Sảo Mộng cũng đi tới. Không chờ Hoắc Khải đáp mà đã kéo Đường Trọng Vi lên xe. Được rồi, có gì thì lát nữa nói sau, vào xe đi đã, bọn họ đều đang chờ chúng ta rồi. Đường Trọng Vi bị cô ta kéo đi, Hoắc Khải cũng chỉ đành đi theo sau. Đại sảnh của trường đua rất xa hoa, có đủ loại ghế ngồi. Bên cạnh ghế ngồi là rượu miễn phí, còn có một cô phục vụ xinh đẹp để phục vụ yêu cầu của các vị khách quý. Nhưng Lâm Sảo Mộng không tới để uống rượu nên đã kéo tay Đường Trọng Vi đi qua đại sảnh. Tiến vào bên ngoài của trường đua, có tổng cộng 3 sân bãi, diện tích rất lớn, rất nhiều loại xe thể thao và xe đua đang phi như bay trên sân. Ngoài tiếng ầm ầm của xe thì còn có thể nghe được tiếng la hét cổ vũ bên ngoài. Lâm Sảo Mộng và Đường Trọng Vi xuất hiện đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Phần lớn những người đến đây đều là con nhà giàu trẻ tuổi. Nam giới chiếm đa số, bọn họ tới là để giao ai, hấp dẫn sự chú ý của người khác, nên cũng thường để ý chỗ cửa ra vào. Thấy Lâm Sảo Mộng và Đường Trọng Vi tới, có mấy người nam nữ lập tức đi qua. Mộng Mộng, cô Đường, bọn họ chủ động giơ tay ra chào hỏi. Chào mọi người, Đường Trọng Vi lịch sự đáp lại. Cô ấy không thân quen với nhóm người này lắm, nhưng vì Lâm Sảo Mộng cho nên cũng gặp mấy lần. Mấy người kia đi tới thì cũng phát hiện ra Hoắc Khải, nhưng không để ý lắm vì tưởng anh là tài xế. Dù sao thì cách ăn mặc của anh cũng không giống người cùng tầng lớp với họ. Nếu không có ai đến gây sự thì anh cũng rất muốn là một người vô hình. Nhưng Lâm Sảo Mộng lại không định để yên cho anh mà giới thiệu luôn. Giới thiệu cho mọi người, đây là bạn của Vivi, vô cùng giỏi giang, nghe nói mọi người đua xe ở đây nên muốn tới thử xem thế nào. Đường Trọng Vi nghe vậy thì sửng sốt, rồi kéo Lâm Sảo Mộng, cậu đừng nói linh tinh, anh ấy nói lúc nào. Mấy người kia hơi bất ngờ nhìn Hoắc Khải, hóa ra không phải là tài xế hả, nhất là ba người đàn ông kia. Ánh mắt bọn họ nhìn Hoắc Khải có thêm phần đối địch. Vì Lâm Sảo Mộng nói Hoắc Khải tới để cọ sát, nhưng nói khó nghe thì là phá đám, nếu thế thì cũng không cần lịch sự làm gì. Thấy ánh mắt của mấy người kia có sự thay đổi, ấn tượng của Hoắc Khải về Lâm Sảo Mộng lại càng kém đi vài phần. Người phụ nữ này nhìn có vẻ ở tầm tuổi của Đường Trọng Vi, nhưng phong cách làm việc quá ấu trĩ, hay còn nói là quá kiêu ngạo và ngang ngược, có vẻ bình thường cô ta chưa từng phải chịu thiệt hay bị xấu hổ bao giờ. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, như vậy sẽ chẳng bao giờ học được cách làm người đâu. Đường Trọng Vi muốn giải thích thì lại bị Lâm Sảo Mộng ngăn lại không cho nói. Mà một người đàn ông trong số đó lại nói với Hoắc Khải với ánh nhìn cực kỳ đối địch. Đến đây để cọ sát thì mang xe gì đến thế, anh Lý không chi tiêu mạnh tay như mọi người đâu mà tiết kiệm lắm. Hôm nay lúc tôi gặp là còn đang chờ taxi kìa, Lâm Sảo Mộng đáp, cô ta nói vậy khiến đám người hơi sửng sốt rồi lộ ra một nụ cười quái dị. Giờ thì bọn họ đã hiểu, chưa hẳn là Hoắc Khải tới đây cọ sát. Nhưng chắc chắn là Lâm Sảo Mộng muốn làm khó dễ người này. Thật ra dù Lâm Sảo Mộng không cố ý gây sự thì thái độ của bọn họ đối với Hoắc Khải cũng sẽ chẳng lịch sự hơn là bao. Không phải người cùng đẳng cấp mà lại đi cùng hai người đẹp tới đây. Khác nào muốn làm đối thủ cạnh tranh của bọn họ, người vừa lên tiếng ban nãy lại lạnh nhạt nói. Không có xe cũng chẳng sao, tôi có thể cho mượn, không biết anh hay đi xe nào, có từng lái từ Porsche 911 chưa? Chấm, Porsche 911 là loại xe thể thao phổ thông nhất, nhưng cũng là thứ mà nhiều người bình thường mong ước có được. Nhưng thật ra thì còn nhiều loại siêu xe khác lắm, ví dụ như Koenigsegg với vô vàn loại Class hay là Bugatti chẳng hạn.
Bọn họ hỏi Hoắc Khải từng lái Porsche 911 chưa, cũng tức là bày tỏ sự khinh thường từ trong lòng. Dùng tiền đi sỉ nhục một người chính là chuyện bọn họ giỏi làm nhất. Sắc mặt của Đường Trọng Vi không tốt lắm, dù thế nào thì Hoắc Khải cũng là bạn của Hoắc Giai Minh. Cũng là người để lại ấn tượng khá tốt cho cô ấy. Vốn chỉ muốn cho người ta đi nhờ một đoạn đường, ai ngờ lại liên lụy khiến người ta bị sỉ nhục như vậy, khiến Đường Trọng Vi xấu hổ vô cùng. Cô ấy bắt đầu cảm thấy oán giận đám người Lâm Sảo Mộng. Khi cô ấy chuẩn bị mặc kệ tình bạn thân và kéo Hoắc Khải đi thì Hoắc Khải lại nói: "Tôi chưa thử bao giờ, nhưng nếu mấy người không sợ tôi phá hỏng xe thì có thể để tôi thử xem." Mặc dù nói Porsche cũng thuộc dòng xe xịn, nhưng so sánh với các loại siêu xe khác thì cũng không đáng là bao. Hoắc Khải là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nên chiếc xe thể thao đầu tiên mà anh tiếp xúc đã là Lamborghini rồi. Nói một cách dân dã thì là xe hàng tuyển, vì với anh, Porsche chỉ là loại xe xa xỉ dùng để tiếp cận với tầng lớp người bình thường. Khác biệt hẳn với Ferrari, chứ chưa nói đến các loại khác. Dĩ nhiên, trong thực tế, sự khác nhau của những chiếc xe này cũng không tính là lớn lắm. Nếu không phải người đua xe chuyên nghiệp thì có lẽ là cũng giống nhau cả thôi. Khác biệt lớn nhất có lẽ là sóng âm đi, anh Lý, Đường Trọng Vi kinh ngạc quay lại, cô ấy không ngờ Hoắc Khải lại chịu ứng chiến. Từ lần gặp mặt trước, Hoắc Giai Minh có giới thiệu qua về Hoắc Khải cho Đường Trọng Vi. Cô ấy biết được anh là người chẳng có bối cảnh gì. Chỉ có thể coi như là một người bình thường nhưng khá nổi bật mà thôi. Có lẽ sau này anh sẽ có thành tựu lớn đấy, nhưng bây giờ thì vẫn chưa phải đâu. Không nói đến trường đua chuyên nghiệp hay siêu xe mấy triệu. Mấy chục triệu, cho dù có là siêu xe bình thường thì chắc anh cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Mà người dám tới đây bình thường đều đã có mấy năm kinh nghiệm. Bất luận là về điều khiển xe hay là sự quen thuộc với trường đua thì đều hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù anh có dũng cảm thế nào thì đến lúc thực hành cũng sẽ mất mặt thôi. Đường Trọng Vi cho rằng Hoắc Khải đồng ý lời khiêu chiến thì không khác nào tự chuốc lấy nhục. Có lẽ người đàn ông này không muốn bị người ta sỉ nhục. Hoặc không muốn khiến cô ấy bị mất mặt vì chuyện này. Nhưng sao anh không chịu nhìn lại bản thân mình đi chứ? Không phải chuyện gì cũng có thể ỷ mạnh mà ra mặt đâu. Có những lúc, chẳng thà cứ nhẫn nhịn còn tốt hơn. Nhưng Hoắc Khải đã nói ra rồi thì ngoài Đường Trọng Vi ra sẽ chẳng có ai muốn anh nhẫn nhịn cả. Lâm Sảo Mộng lại còn bước ra đầu tiên, cười hi hi, anh Lý tự tin ghê. Hải Tử, đem con 911 của anh ra cho anh Lý đi thử nào. Hải Tử là người đầu tiên đứng ra đối đầu với Hoắc Khải. Gã ta gật đầu rồi gọi người đem chiếc xe Porsche 911 mà bản thân gần như chẳng đi bao giờ đến. Còn gã ta thì chỉ lái con Ferrari 812 của bản thân tới đây. Loại này đắt hơn 911 2 triệu gì đó. Nhưng thực tế thì cũng không kém bao nhiêu. Ngoài ra còn một người nữa thì lái Lamborghini LP 750 đến. So sánh với loại 911 nhập môn thì hai con xe có giá trị hơn mấy chục triệu này khiến người lái nó trở nên đẳng cấp hơn. Anh Lý, anh thật sự muốn thi với bọn họ à? Đường Trọng Vi vẫn cố khuyên Hoắc Khải đổi ý, một là vì không muốn để xảy ra chuyện gì. Hai là cho rằng cuộc thi giữa mấy người đàn ông này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây đâu phải thi đấu, mà chỉ là đi hóng gió mấy vòng thôi. Hoắc Khải đáp, liếc Lâm Sảo Mộng một cái rồi nói nhỏ, cô nghĩ xem, nếu tôi không lên xe thì cô ta có chịu tha cho tôi không? Đường Trọng Vi không đáp, vì cô ấy biết nếu Hoắc Khải không lên xe thì cô bạn thân của mình sẽ nhạo báng Hoắc Khải đến chết mới thôi. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 235, sỉ nhục, gocchuyenaudio.com. Nhưng anh có biết lái xe không đó? Đường Trọng Vi lo lắng hỏi, nếu kỹ thuật lái xe không thuần thục thì cho dù có là xe thường cũng sẽ dễ xảy ra tai nạn. Huống hồ đây còn là trường đua chuyên nghiệp, có rất nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, mà Porsche 911 lại có mã lực rất lớn. Không quen thuộc với tình trạng xe thì cũng sẽ không quen đường. Có khi đâm vào tường cũng chẳng có gì quái lạ. Một chút, Hoắc Khải mỉm cười đáp. Đường Trọng Vi mơ hồ cảm nhận được sự tự tin phát ra từ người anh. Hoắc Khải không nói rõ ràng, nhưng cô ấy thấy được người đàn ông này không hề lạ lẫm với xe ô tô. Thực ra Hoắc Khải có rất nhiều sở trường, nhưng ít ai biết đến, phần lớn những chuyện đó anh đều ẩn đi danh tính để thử nghiệm. Trong mắt nhiều người, anh chỉ là một cậu trai nhà giàu trưởng thành, trầm ổn, chứ không phải là người có nhiều tài lẻ như lái xe, nấu ăn hay chơi cổ phiếu, kể cả là Đường Trọng Vi cũng không biết. Lúc này, Lâm Sảo Mộng đi tới. Hiếp mắt cười nói, đừng có nói là chúng tôi bắt nạt anh đấy nhé, tôi cho anh thời gian hai vòng đua để làm quen, cũng sẽ tìm người giúp anh áp xe. Nói rồi, một cô gái trẻ tuổi đi tới, chủ động ôm lấy cánh tay của Hoắc Khải và cười nói. Anh đẹp trai, chắc chắn anh sẽ giỏi hơn bọn họ thôi, tôi sẽ cổ vũ anh. Nhìn động tác thân mật của cô gái kia, Đường Trọng Vi bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, có lẽ là vì người đàn ông này quá giống với vị hôn phu của mình nên cô ấy mới sinh ra cảm giác khống chế khó nói nên lời. Điều khiến Đường Trọng Vi thoải mái hơn một chút là Hoắc Khải không hề bị sắc đẹp của cô gái kia mê hoặc. Anh thẳng thừng rút tay của mình ra khỏi người đối phương rồi nói. Xin lỗi, mùi nước hoa trên người cô khiến tôi hơi phân tâm, tôi thích mùi nhẹ nhàng một chút, giống mùi của cô Đường đây. Câu nói này khiến mấy người sửng sốt,
rồi nhìn Đường Trọng Vi với ánh mắt kỳ lạ. Vẻ mặt của Đường Trọng Vi hơi đỏ lên, theo quan niệm đạo đức thì khen một người phụ nữ thơm tức là có hảo cảm với người đó. Đương nhiên, nếu nữ giới cũng có cảm nhận như vậy với nam giới thì đó mới là hảo cảm. Còn không thì là cợt nhả và trêu chọc, Đường Trọng Vi không hề ghét bỏ cách nói này của Hoắc Khải mà ngược lại. Cô ấy thấy có chút vui vẻ trong lòng, niềm vui của cô ấy chỉ đơn giản là được khen ngợi. Chứ không phải là có cảm tình gì với Hoắc Khải, tâm trí của cô ấy đã dồn hết lên người của vị hôn phu rồi. Người khác dù có tốt đến mấy thì cũng chỉ khiến cô ấy cảm thấy hiếu kỳ chứ không còn gì khác. Dù là có thì cũng sẽ ép nó xuống, vì từ nhỏ đến giờ, ước nguyện lớn nhất của cô ấy là được lấy Hoắc Khải. Hoắc Khải đã từ chối cô gái kia, để làm phần thưởng, Đường Trọng Vi liền nói, vậy tôi lên xe với anh, như vậy vừa khiến Hoắc Khải có mặt mũi, vừa có thể lấy sự tồn tại của bản thân khiến đám người kia kiêng kỵ nhiều hơn. Không để xảy ra chuyện gì quá mức tưởng tượng, Hoắc Khải không hề từ chối, nhưng Lâm Sảo Mộng lại bĩu môi, cậu phải cẩn thận đó. Thắt đai an toàn vào, nhờ anh ta mà tông xe, này, thấy Đường Trọng Vi tỏ vẻ bất mãn, Lâm Sảo Mộng mới thôi, không biết là vì đối địch nhau hay đã bàn từ trước mà khi Đường Trọng Vi lên xe của Hoắc Khải thì Lâm Sảo Mộng cũng lên con Ferrari kia, còn cô gái bị từ chối kia thì lại lên chiếc Lamborghini. Khi Hoắc Khải cũng lên xe, Đường Trọng Vi đã đeo dây an toàn xong xuôi, trông cô ấy vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng làm cho giọng nói của mình thật dễ nghe. Lát nữa anh cứ đi chậm thôi, tôi sợ mình sẽ bị say xe. Đường Trọng Vi từ nhỏ cho tới lên đều đi xe sang ra đường. Việc cô tiểu thư nhà giàu này đi xe máy chắc còn hiếm hoi hơn cả việc người bình thường đi máy bay. Cho nên cô ấy sẽ chẳng thể say xe được, ít nhất là Hoắc Khải chưa nghe đến chuyện này bao giờ. Đừng lo, tôi lái xe rất ổn định, Hoắc Khải cười nói, bắt đầu mở phanh tay và đẩy lên, cái kiểu xe thể thao điều khiển bằng tay hiếm gặp trong nước này bắt đầu từ từ tiến về phía trước. Đi vào vùng đường đua bên cạnh, tiếng động cơ khởi động gầm lên. Con Lamborghini LP750 từ chỗ gửi xe phi đi như tên bắn. Tố độ nhanh đến mức cửa kính xe còn phải rung lên. Sau đó, con Ferrari của Lâm Sảo Mộng cũng phóng đi, tốc độ cũng đáng sợ y hệt vậy. Nói chính xác là trên cả đường đua chỉ có Hoắc Khải lái chậm nhất. Đến giờ anh mới chỉ gạt đến nấc ba và chậm chậm đi với tốc độ chưa tới 40 km/h. Anh đi chậm khiến Đường Trọng Vi lại yên tâm. Ít nhất tốc độ này sẽ không dễ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ mấy phút sau, con Lamborghini từ bên cạnh vượt qua. Đồng thời, cửa xe cũng mở, lộ ra một cánh tay, ngón tay cái của cánh tay đó chỉ xuống, biểu thị một thông tin rất rõ ràng. Rác rưởi, Đường Trọng Vi bất giác nhìn Hoắc Khải, thấy anh mặc dù có liếc qua cánh tay đó nhưng lại không phản ứng nhiều mà vẫn lái cho xe vững vàng đến chỗ ngoặt. Sau đó, chiếc Ferrari cũng lên theo nhưng không hề vụt đi như Lamborghini mà đi song hành cùng tốc độ với xe của Hoắc Khải. Cửa ghế lái phụ kéo xuống, Lâm Sảo Mộng thò mặt ra rồi hét với Hoắc Khải. Nè, anh lái xe chở người già đi đấy à, không sợ đi chậm quá xe sẽ tắt máy hay sao? Người lái xe là Vương Minh Hải, gã ta cũng thò đầu ra nhìn Hoắc Khải, nở nụ cười châm chọc, tôi còn tưởng là anh giỏi cỡ nào cơ, chỉ vậy thôi à, biết vậy tôi đã bảo anh đến chỗ khu vui chơi trẻ em mà chơi xe điện đụng rồi. Vậy sao được, xe điện đụng còn nhanh hơn anh ta lái đó, Lâm Sảo Mộng cười khúc khích, cửa xe kéo lên, chiếc Ferrari lại tăng tốc vượt qua Hoắc Khải và va chạm một cái thật mạnh ở bên phải. Hoắc Khải không thể không tránh sang phía khác. Đồng thời giảm lại tốc độ và dừng xe để phòng thật sự đụng xe. Đường Trọng Vi sợ hết hồn, nhưng lại thấy chiếc Ferrari kia đã kiêu ngạo đứng ở phía xa. Cô ấy tức giận nói, người này đi xe kiểu gì vậy chứ, thật quá đáng, nhưng cô ấy cũng biết, đám người này chẳng quan tâm đến một con xe thể thao sơ cấp đáng giá 7 con số làm gì. Đụng thì đụng, chẳng có gì to tát, không có gì quan trọng bằng việc hạ bệ Hoắc Khải, chỉ có thể nói, đám con nhà giàu này quá rảnh rỗi, quá nhiều tiền mà thôi, bọn họ không hiểu được nỗi khổ của việc kiếm tiền. Chỉ biết tiêu tiền như rác, nếu cứ thế này thì sẽ trở thành người có tính cách không sợ trời sợ đất. Nhìn chiếc Porsche 911 đang dừng ở bên đường đua. Lâm Sảo Mộng ôm bụng cười nặt nẻo, mới chỉ va chạm có tí mà đã dừng rồi, đúng là vô dụng, còn Vương Minh Hải thì lại càng khinh bỉ Hoắc Khải. Trong mắt gã ta, đây rõ ràng là tự chuốc lấy nhục mà, ngoan ngoãn chịu đựng một chút chẳng phải tốt sao, việc gì phải tự hại bản thân vậy, ngoài đám Vương Minh Hải ra thì trên đường đua vẫn còn những xe khác. Có vài chủ xe rất nóng tính. Khi thấy có một chiếc xe đang dừng giữa đường thì đành giảm tốc độ rồi lúc đi qua thì mở cửa xe ra mắng chửi một hồi. Chẳng quan tâm người đó là ai, dù sao đến được đây thì đều cùng một đẳng cấp, đã không quen thì việc gì phải nể mặt, đám người đó mắng chửi rất khó nghe, đến Đường Trọng Vi còn không thể chịu nổi, nhất là khi con Lamborghini kia chạy đến vòng thứ hai và đuổi kịp hai người và dừng lại. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế lái tỏ vẻ rất ngang ngược. Giơ ngón giữa với Hoắc Khải và nói, phế vật, chẳng làm được cái trò chống gì. Đến đây cho nhục mặt ra à, cô gái bị Hoắc Khải từ chối kia thì cũng cười khinh bỉ hét với anh. Anh đẹp trai, anh kém quá nhỉ, có cần bồi bổ thân thể chút không? Tất cả những lời gì khó nghe thì cả hai người này đều tuôn ra.
có lẽ vì thấy Hoắc Khải không đáp lại mà bọn họ nghĩ rằng anh yếu thế, nên lại càng không kiêng kỵ gì. Cuối cùng, đến cả bố mẹ của Hoắc Khải cũng bị lôi ra, những lời khó nghe ấy khiến Đường Trọng Vi còn không chịu được mà muốn phản kích. Nhưng khi cô nhìn sang Hoắc Khải thì mới thấy anh đang nhìn mình. Trong mắt anh không có quá nhiều sự phẫn nộ, nhưng ánh mắt của anh lại khiến Đường Trọng Vi hiểu ra được điều gì đó. Nếu là bất cứ ai khi gặp phải cảnh tượng này thì đều muốn phản kích. Cho dù là tính khí có tốt đến mấy cũng không thể để cho người ta mắng xối xả như vậy được. Cảm nhận được suy nghĩ của Hoắc Khải, Đường Trọng Vi do dự một lúc rồi sờ vào dây an toàn. Sau khi xác định nó đã được cài chắc thì cô giơ tay lên và nắm lấy tay nắm thăng bằng. Hoắc Khải biết cô ấy đã hiểu rõ ý định của mình. Anh ấn nút cho cửa kính kéo lên, ngăn cách hoàn toàn với những âm thanh khiến người ta tức giận kia. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 236, vượt xe, gocchuyenaudio.com. Sau đó anh vươn tay bật chế độ SPOATPLUS, rồi lại ấn nút ESPOFF để tắt hệ thống bảo hộ chống trượt. Tiếp đó đồng thời nhấn mạnh chân phanh và chân ga, trên bảng đồng hồ tinh thể lỏng hiện lên một thông báo. Hệ thống khởi động xe đã sẵn sàng, ống bô bắt đầu nổ lên những âm thanh gầm rú rõ ràng. Chiếc xe Lamborghini bên cạnh chắc là đã nghe thấy, gã trai trẻ kia hình như có chút kinh ngạc, sau đó cười ngoác miệng, vươn ngón cái hướng tới Hoắc Khải rồi chúc ngược tay xuống rồi từ từ kéo kính xe lên. Trong giây tiếp theo, hai chiếc xe dường như vút lên cùng lúc, tốc độ nhanh kinh người. Từ nhỏ đến lớn, Đường Trọng Vi đều ngồi trên những chiếc xe sang hạng nhất. Tài xế nào cũng vô cùng chắc tay, vận tốc cao nhất chưa từng vượt quá 120 km/h ngồi trên chiếc xe tắt hệ thống bảo hộ chống trượt. Lại còn lao vụt lên như tên bắn như thế này càng là việc cô ấy chưa từng trải qua. Cả người Đường Trọng Vi đè mạnh lên thành ghế theo quán tính giống như đi tàu lượn siêu tốc. Nhịp tim của cô ấy tăng nhanh, chỉ có thể dùng một tay giữ chặt tay vịn, tay còn lại giữ thành ghế. Cảnh tượng phía trước thay đổi chóng mặt, còn chưa đến 10 giây đã đến khúc cua tiếp theo, Lamborghini nhanh hơn và dẫn trước vào góc cua. Đối với người điều khiển siêu xe này, gã hoàn toàn không coi Hoắc Khải ra gì, biết lái 911 không có nghĩa là anh biết đua, càng không có nghĩa là anh có thể hoàn toàn điều khiển được chiếc xe này trên trường đua. Thấy chưa, ngay khúc cua đầu tiên đã cho hắn hít khói, gã trai trẻ cười hề hề nói với cô gái trẻ ngồi cạnh. Cô gái trẻ đang định đáp lại thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh ma sát chói tai. Ngay sau đó cô cảm thấy dường như bên cạnh có thứ gì đấy. Cô quay đầu sang nhìn thông qua cửa kính xe, kinh ngạc phát hiện chiếc xe Porsche 911 đó đã chạy ngang mình. Không, tốc độ của nó còn nhanh hơn, dường như chiếc 911 đã vượt qua khúc cua từ vòng ngoài chỉ trong nháy mắt. Sau đó chớp mắt tăng tốc chạy đoạn đua thẳng, bình thường, nếu muốn vượt xe ở khúc cua thì vượt từ vòng trong là phương pháp nhanh và hiệu quả nhất. Cho dù có là tay đua nghiệp dư cũng biết phải cản đường đối thủ. Cho nên phần đường còn lại dành cho người khác chỉ có vòng ngoài xa hơn mà thôi. Mà muốn vượt xe ở đoạn này thì vận tốc xe của anh phải nhanh hơn đối phương. Lúc bắt đầu vào khúc cua đến lúc ra cũng đều phải nhanh hơn đối phương. Nếu không chỉ cách nhau có vài tích tắc thì rất khó vượt xe. Nói đơn giản hơn thì muốn vượt xe vòng ngoài thì kỹ thuật của anh ít nhất phải cao gấp đôi đối phương. Khi bị chiếc Porsche 911 vượt qua từ khúc cua đầu tiên, tay lái xe Lamborghini cũng có hơi bất ngờ. Đầu óc chết lạc, vẻ mặt không dám tin mà nhìn nó bỏ xa mình bằng một cú drift hoàn hảo không một động tác thừa. Mình bị vượt rồi, đây mới là khúc cua đầu tiên. Hắn ta dùng chiếc 911 vượt qua chiếc Lamborghini LP750 của mình từ vòng ngoài. Không thể nào, gã trai trẻ trầm giọng gầm lên, nhấn mạnh chân ga, động cơ hút khí tự nhiên V12-6.5L lúc này giống như một chiến binh không cam lòng. Phẫn nộ gầm lên tiếng đinh tai nhức óc, chiếc xe rồ lên vượt qua khúc cua với vận tốc kinh hồn rồi vượt đuổi theo chiếc 911. Khi tăng tốc đi thẳng, con quái vật thép với 750 mã lực này có tính năng gần gấp đôi chiếc 911 bản thường do Hoắc Khải lái. Chiếc Porsche 911 bản thường chỉ có 350 mã lực. Tăng tốc lên 100 km/h trong hơn 4 giây, có lẽ đối với người bình thường mà nói thì một chiếc xe tăng tốc lên 100 km/h trong vòng 9-10 giây đã là rất đáng kinh ngạc rồi, nhưng so với 2-9 giây của Lamborghini LP750 thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhưng sự chênh lệch trong thời gian tăng tốc không được thể hiện quá rõ ràng trong trường đua. Bởi đua xe không chỉ có đường đua thẳng mà còn có rất nhiều khúc cua. Tuyến đường thẳng dài nhất anh cũng chỉ lái được nhiều nhất là mười mấy 20 giây. Cho nên khi chiếc Lamborghini dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến khoảng cách còn tầm 10 mét thì Hoắc Khải đã tiến vào khúc cua thứ hai. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những âm thanh chói tai. Tay lái xe Lamborghini bị dọa cho đứng hình, bởi gã chỉ nhìn thấy Hoắc Khải tiến vào khúc cua. Còn lúc gã theo đuôi vào rồi ra khỏi nó thì đã không còn nhìn thấy đèn đuôi xe phía trước nữa rồi. Gã nói không sai, khi ra khỏi khúc cua đầu tiên đã cho người ta hít khói xe. Chỉ có điều người bị hít khói không phải Hoắc Khải mà là chính bản thân gã. Gã nhìn sang bên trái, thấy được chiếc Porsche 911 đó phi như bay vào khúc cua thứ 3.
Thứ tư, cách biệt giữa hai bên dần thể hiện một cách rõ ràng qua từng khúc đua phức tạp. Cô gái trẻ ngồi bên ghế lái phụ cũng kinh ngạc vô cùng. Cũng giống như những người khác, cô ta vẫn luôn coi thường Hoắc Khải, chỉ coi anh là đối tượng để lấy ra làm trò cười trong ngày hôm nay. Kể cả việc trước đó cô ta chủ động mở lời ngồi chung xe với Hoắc Khải thực ra cũng là ngồi đợi anh giấu mặt thì cười nhạo cho đã. Ai mà ngờ người đàn ông từ chối mình này lại lái giỏi như thế. Dáng vẻ lúc vào khúc cô có thể nói là hoàn hảo vô cùng. Đến cả những người đứng gần xem trò vui cũng đã chú ý đến chiếc xe này. Những người thường đến biết rất rõ ai có xe gì. Biển số xe của chiếc Porsche 911 này là của Vương Minh Hải. Chiếc 911 của gã ta thuộc kiểu cơ bản nhất của bản thương. Mã lực chiếc này nhỏ, cũng không có thủ đoạn thao tác gì đặc biệt. Trong mắt rất nhiều người, chiếc xe này thậm chí hoàn toàn chỉ tính là xe rác của người nghèo dùng để tán gái mà thôi. Cho nên sau khi mua chiếc này, Vương Minh Hải cũng chỉ lái có mấy lần rồi vứt ở đây chẳng thèm đụng đến nữa. Một chiếc xe đua Porsche cấp độ nhập môn, cho dù là mã lực hay là tính thao tác cũng không có gì đặc biệt. Nếu mà họ tự lái thì vận tốc lúc vào khúc cua cao nhất cũng ở tầm 80-90 km/h, đó đã là tay lái đỉnh cấp trong số họ rồi. Dù sao thì những người này cũng chỉ là tay đua nghiệp dư chứ không phải tay đua giải chuyên nghiệp. Nhưng tốc độ lúc Hoắc Khải vào khúc cua ít nhất cũng phải đến 120 km/h, bởi vì thời gian anh dùng để vào cua ít vô cùng. Điều này chứng tỏ tốc độ vào khúc cua rất nhanh, tốc độ trong khúc cua cũng không hề thấp, có lẽ trong mắt dân chuyên thì tốc độ vào khúc cua này không có gì đáng kinh ngạc lắm. Dù sao thì quả đúng có người thật sự trâu bò như vậy. Có thể đạt vận tốc 145 km/h khi vào cua, nhưng chiếc xe 911 mà Hoắc Khải lái này chưa từng được thay đổi gì. Thậm chí đến cả hệ thống treo cũng là nguyên đai nguyên kiện. Người bình thường không được trải qua huấn luyện đặc biệt về hệ thống treo thì không thể khiến chiếc xe chịu được tốc độ lớn như vậy khi vào khúc cua, nhưng cao thủ thật sự hiểu về tính năng của xe thì thậm chí có thể đạt đến trình độ người và xe hòa vào một thể. Phát huy được tính năng tốt nhất lên đến 120. Đây là chiếc xe đua đỉnh cao được Ford chế tạo vào thập niên 60. Nhưng lại liên tiếp thất bại trước Ferrari trong cuộc đua sức bền Le Mans. Nhưng khi họ thay một tay đua khác, người này lại có thể bỏ xa Ferrari, đoạt được chiếc quán quân. Chính bởi vì một tay đua hiểu xe vẫn luôn dễ dàng phát huy được tính năng tốt nhất của xe hơn là một tay đua chỉ biết lái xe. Hoắc Khải đã đạt được đến cảnh giới như vậy, trước tiên anh chậm rãi chạy đoạn mở đầu, khi anh đã cơ bản hiểu được cách vận hành của chiếc 911 này thì anh đã tìm được giới hạn vào cua của nó khi vào khúc cua đầu tiên. Rồi anh không ngừng khôi phục lại trạng thái của mình, bắt đầu từ khúc cua thứ hai, mỗi khi vào cua ra cua đều đạt đến trạng thái giới hạn của chiếc xe. Đây còn là bởi Hoắc Khải đã lâu không tham gia đua xe nữa. Nếu không có lẽ tốc độ còn cao hơn bây giờ, cho dù như vậy, biểu hiện của anh đã đủ làm người khác kinh ngạc. Rất nhiều người đều chạy đến lan can rào ngoài để xem. Thậm chí còn có người lấy cả đồng hồ đếm giờ bấm thời gian để tính tốc độ xe. Vã thật, 1:37 giây, có người kinh ngạc kêu lên, khúc cua của đường đua ở đây không to như khúc cua ở giải công thức 1. Có lẽ xét đến việc ở đây đều là con nhà giàu đến khoe mẽ nên góc độ của đường đua đều rất nhỏ. Thậm chí có đến một nửa cần luồn lách để đi qua. Số lốp xe ma sát đến hỏng và nổ tung ở đây mỗi năm gần như có thể nuôi sống cả một xưởng lốp xe. Tốc độ vượt cua là 1:37 giây quả thực làm người ta vô cùng kinh ngạc. Nhiều người nghe mà sửng sốt vô cùng, bọn họ đều không phải người mới, nhưng tốc độ như thế này quả không thể ngờ được, lẽ nào có tay đua chuyên nghiệp đỉnh cao nào đến nơi này để bắt nạt kẻ yếu à? Đường Trọng Vi ngồi trong xe, sắc mặt đỏ bừng, đây là do nhịp tim tăng nhanh dẫn đến biểu hiện tăng huyết áp. Adrenaline của cô ấy đang được tiết ra với số lượng lớn để đảm bảo rằng nhịp tim sẽ không ngừng lại do hoảng sợ. Bình thường, khi đi xe, tốc độ lúc rẽ hướng thường ở vận tốc tầm 20 km/h, nhưng bây giờ mỗi lần rẽ ngoặt đều ở vận tốc thấp nhất là 120 km/h, cho dù có là đang rẽ thì vận tốc cũng đều trên 90 km/h, tốc độ cực đại sinh ra lực ly tâm, khiến cô ấy cảm thấy cả người mình dường như đang bay. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 237, sự cố, gocchuyenaudio.com, cô cả nhà họ Đường chưa từng có trải nghiệm nào như vậy. Trong lòng có một niềm vui sướng khó tả. Đừng nhìn vào dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của cô ấy mà hiểu lầm. Thật ra, bản chất cô gái này là một người rất sôi nổi, nhưng dưới sự giáo dục của gia đình và việc xây dựng hình ảnh khiến cô ấy buộc phải giữ dáng vẻ của một cô gái tùy mị. Quen biết Hoắc Khải nhiều năm như vậy, cô ấy cũng chưa từng đua xe, vậy mà, hôm nay, cô ấy lại ngồi bên cạnh một người đàn ông khác, trải nghiệm cảm giác kích thích của loại hình thể thao bất kỳ lúc nào cũng có thể lật xe thế này. Có lẽ, đa số phụ nữ bẩm sinh đều yêu thích sự phấn khích. Ví dụ như tàu lượn siêu tốc. Số lượng nữ giới thích ngồi lên nó còn nhiều hơn so với nam giới. Không dễ gì mới tới một đoạn đường thẳng, Đường Trọng Vi mới có đủ sức để quay đầu nhìn sang Hoắc Khải. Cô ấy nhìn thấy sự chuyên tâm của người đàn ông này. Trong đôi mắt của anh còn như phát ra tia sáng rực rỡ. Hầu như toàn bộ thời gian, tay của anh đặt trên cần số,
sự thay đổi vị trí khiến người ta hoa mắt, hai chân phân phát thực hiện những động tác liên tục, phanh gấp, tăng tốc, thả trôi rồi lại tăng tốc, mỗi động tác đều khiến Đường Trọng Vi có cảm giác như đang xem một màn biểu diễn nghệ thuật. Động tác của Hoắc Khải quá chuẩn, không có bất kỳ sự thừa thãi hay chậm trễ nào, dường như mỗi bước đều đã được anh tính toán rất kỹ lưỡng rồi. Loại trải nghiệm hiếm có trong đời này khiến trong lòng Đường Trọng Vi sôi sục khó mà kiềm chế. Sự phấn khích trong mắt càng lúc càng nồng đậm, cô gái được sinh ra ở vạch đích, giờ phút này trong lòng tràn đầy sự kích thích, vì đây là đường đua chuyên nghiệp, nhưng chắc nó không thể so với những đường đua trong các cuộc thi lớn. Đến cả chiếc Lamborghini kia cũng chỉ mất khoảng 3 phút để hoàn thành vòng đua. Tốc độ của Hoắc Khải còn nhanh hơn hắn, một phút sau, anh đã đuổi kịp chiếc Ferrari phía trước, khi nhìn thấy chiếc Porsche 911 vượt lên bên cạnh. Vương Minh Hải và Lâm Sảo Mộng đều sững người, hơn nữa, Hoắc Khải còn cố ý giảm tốc độ khi xe đi qua. Quay đầu lại nhìn bọn họ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong lòng Vương Minh Hải và Lâm Sảo Mộng cảm thấy kinh ngạc. Quả thật là giống như đang áp đảo bọn họ, Hoắc Khải cũng không diễn màn kịch câm này quá lâu, anh đạp mạnh chân ga, chiếc 911 bất chợt vượt lên chiếc Ferrari, tiến vào góc cua tiếp theo, Hoắc Khải khéo léo vào cua với tốc độ kinh người khiến Vương Minh Hải bất giác giảm tốc. Khi gã ta đi qua khúc cua thì phía trước cũng không còn thấy bóng dáng chiếc xe nào nữa. Nhục như chó, Vương Minh Hải không có cách nào chấp nhận được việc bị một tên vô danh tiểu tốt vượt mặt ở một nơi như thế này. Gã ta gằn lên một tiếng rồi bắt đầu tăng tốc, đáng tiếc, kỹ thuật của gã ta không thể nào so sánh được với Hoắc Khải. Tốc độ vào cua quá nhanh khiến cho chiếc xe gần như mất lái. Khi bánh xe bị trượt đi, Lâm Sảo Mộng sợ đến mức tim suýt nữa thì nhảy vọt ra ngoài. Anh làm gì đấy, cẩn thận đi, Lâm Sảo Mộng oán trách nói. Cô ta chỉ muốn biến Hoắc Khải thành trò đùa nhưng cũng không muốn trả giá bằng cái mạng nhỏ của mình. Dù chỉ bị thương cũng không muốn, nhưng sự phàn nàn của Lâm Sảo Mộng lại khiến Vương Minh Hải càng thêm khó chịu. Gã ta không hé răng nói một lời, cũng không giảm tốc mà vẫn dùng hết sức mình mà đuổi theo. Nhưng kết quả là, cho dù gã ta có cố gắng thế nào, cũng chỉ dương mắt nhìn Hoắc Khải lái chiếc 911 càng ngày càng xa. Rõ ràng là chiếc xe của gã ta còn mạnh hơn của đối phương. Rõ ràng là gã ta đã rất quen thuộc đường đua này. Thế mà bị ném lại xa như vậy, đến cả Lâm Sảo Mộng cũng cảm thấy khó tin, cô ta không ngờ được kỹ thuật của Hoắc Khải có thể tốt đến vậy. Rồi không ngừng phàn nàn sao mà Vương Minh Hải chạy chậm thế. Còn không thắng nổi một tay mới đua, Vương Minh Hải càng nghe càng giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Đó là biểu hiện của các mao mạch giãn nở do sự thay đổi tâm trạng quá kích động gây ra. Khoảng 4 phút sau, Vương Minh Hải nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, nhìn vào gương chiếu hậu, gã ta thấy chiếc xe thể thao 911 đang gia tăng tốc độ tiến về phía mình. Biển số xe quen thuộc tới mức khiến gã ta cảm thấy ngứa mắt. Thế mà đã bị bỏ xa một vòng rồi sao? Lâm Sảo Mộng cũng đã nhìn thấy, cô ta đột nhiên nổi giận như điên, rốt cuộc anh có làm được không? Còn khoe khoang là sẽ để gã ta hít khói, bây giờ thì bị bỏ xa những một vòng, ngày nào cũng chỉ biết bốc phét, đến lúc cần thì lại vô tích sự. Vương Minh Hải bị mắng đến phát hỏa, quay sang trừng mắt nhìn Lâm Sảo Mộng, sao cô lắm lời thế, ngồi cho vững vào, trong đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, Lâm Sảo Mộng cũng không thể coi là đứng đầu. Gia cảnh của mọi người đều tầm tầm như nhau, không ai sợ ai, cho nên, khi bị cô ta chế giễu một trận, Vương Minh Hải đương nhiên sẽ rất tức giận, Lâm Sảo Mộng cũng không phải dạng hiền lành, đang muốn tìm cơ hội để trả đũa thì lại vì chiếc xe vào cua gấp mà không nói nổi một lời. Lúc này, Hoắc Khải đã đổi kịp, chạy song song với anh là chiếc Lamborghini kia, nó cũng bị vượt một vòng, vì thế trên đoạn đường thẳng tương đối dài này, chiếc Lamborghini cũng chạy bán mạng để giành lại chút ưu thế. Đầu xe của hắn ta thật sự đã vượt qua xe của Hoắc Khải một phần. Nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ một điều, chỉ cần vào cua thì sẽ lập tức bị bỏ lại, so với một kỹ thuật tốt thì chút ưu thế này thật sự không đáng nhắc đến. Có lẽ là do sự khó chịu trong lòng khiến sức mạnh tiềm tàng của hắn ta được bộc phát. Lúc vào cua dùng tốc độ còn nhanh hơn trước nhưng vẫn khống chế được xe rất tốt. Đương nhiên, tốc độ của Hoắc Khải càng nhanh và ổn định hơn, dưới sự ganh đua gay gắt, Vương Minh Hải lại trở thành người chậm nhất trong 3 chiếc xe. Vừa vào cua, gã ta đã nhìn thấy chiếc Porsche 911 và Lamborghini cùng lúc chạy song song với xe của gã. Tốc độ vào cua của Hoắc Khải khiến hai mắt gã ta đỏ ngầu. Dựa vào cái gì mà gã ta chạy một chiếc 911 lại có thể vào cua nhanh hơn gã? Anh ta lại vượt qua anh rồi, nhanh lên, Lâm Sảo Mộng cằn nhằn bên cạnh, vốn dĩ, tính cách của Vương Minh Hải rất nóng nảy, trong lòng đang rất cáu kỉnh, lại bị cô ta ở bên cạnh ồn ào khiến cho tâm trạng đột nhiên nổ tung. Vào thời khắc Hoắc Khải sắp vượt qua gã ta khi vào cua, Vương Minh Hải bỗng nhiên bất chấp, nghiến răng, xoay mạnh vô lăng, đâm xe về phía chiếc Porsche 911, kiểu con nhà giàu không biết trời cao đất dày như gã ta. Vốn dĩ không thể, cũng không có thời gian để suy nghĩ về hậu quả, bây giờ, trong lòng chỉ ngập trong suy nghĩ, anh dám vượt tôi, ông đây đâm chết anh, sự va chạm của chiếc Ferrari khiến 911 bỗng nhiên bị mất cân bằng. Hoắc Khải cũng không ngờ,
Thằng nhãi này đua xe thua lại chơi bài xấu, may mà kỹ thuật của anh đủ cao, liều chết nắm chặt vô lăng, gắng sức không để cho chiếc xe bị lộn nhào. Nhưng ngay sau đó, đuôi xe lại đâm vào chiếc Lamborghini bên cạnh, vụ va chạm liên tiếp khiến Đường Trọng Vi bất giác hét lớn. Chiếc Lamborghini cũng bị mất cân bằng nhưng lại không có kỹ thuật như Hoắc Khải. Cũng không có tố chất tâm lý như anh, trong lúc hoảng sợ, hắn ta đánh lái loạn xạ, chiếc Lamborghini phanh gấp theo chiều ngang sau đó đâm trực tiếp vào hàng rào lốp tạo ra tiếng va chạm cực lớn rồi xoay trên không không biết bao nhiêu vòng. Rồi mới rơi xuống đất, cả chiếc xe trở nên nát bét, cuối cùng thì đâm vỡ một hàng rào lốp của một đường đua. Lúc này, nó mới từ từ dừng lại, cùng lúc đó, Hoắc Khải cũng đã giữ thân xe cân bằng, nhưng cũng đâm vào hàng rào bằng lốp rồi sa vào khu vực đệm cát. Chiếc Ferrari còn thảm hơn anh, đâm đụng không biết bao nhiêu lần mới dừng lại, sự cố đâm nhau của ba chiếc xe khiến những người đến hóng hớt ngây người. Cũng không biết ai hét lên một câu, lúc này họ mới phản ứng, vội vàng chạy đến bên này, lúc đám người chạy đến, Hoắc Khải và Đường Trọng Vi vừa mới bước từ xe ra. Tuy chiếc xe bị xoay nhiều vòng nhưng vì thắt dây an toàn. Hơn nữa kỹ thuật lái xe của Hoắc Khải quá tốt nên hai người cũng không bị thương nặng. Hình như chân của Đường Trọng Vi bị gãy ở đâu đó. Sưng lên một vùng, cổ cũng bị hằn lên dấu của dây an toàn. Hoắc Khải thì đỡ hơn cô ấy một chút, túi khí mở ra va vào đầu khiến anh có chút choáng váng. Xoa mặt vài cái, khiến cho bản thân nhanh chóng tỉnh táo. Hoắc Khải nhìn Đường Trọng Vi, khi thấy vết thương trên người cô thì sắc mặt trở nên u ám. Ở phía bên kia, Vương Minh Hải và Lâm Sảo Mộng cũng xuống xe, sắc mặt Lâm Sảo Mộng trắng bệch. Rõ ràng là đang rất sợ hãi, thấy Đường Trọng Vi không sao, cô ta mới an tâm hơn một chút, nếu cô chiêu nhà họ Đường mà xảy ra chuyện gì ở đây vậy thì cô ta cũng không được yên thân. Còn về Vương Minh Hải, không biết đầu gã ta đã đập trúng đâu mà rách một mảng ra. Mũi cũng chảy máu, nhuộm quả cả áo, nhìn có vẻ rất thảm hại, sắc mặt của gã cũng rất khó coi. Sau khi sự kích động qua đi, điều đầu tiên gã ta cảm thấy là sự hối hận, nhất là khi nhìn thấy chiếc Lamborghini gần như nát bét kia thì trong lòng càng hoảng loạn. Nếu như thật sự có người mất mạng, nhiều người như thế chứng kiến, gã ta muốn cái cũng không được, mà người kia cũng là nhà giàu thế hệ thứ hai như hắn. Tuyệt đối không thể dùng cách thức như đối phó với đám người bình thường. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 238, cái bạt tai quen thuộc. Gocchuyenaudio.com, chúng ta cũng qua đó xem thế nào đi, bên kia có vẻ bị va chạm rất nghiêm trọng, Đường Trọng Vi nói, chân của cô không sao chứ? Hoắc Khải quan tâm hỏi, không sao, chỉ va trúng cửa xe thôi. Tôi vẫn đi được, Đường Trọng Vi trả lời nói, cô ấy là một người lương thiện, không để ý kiểm tra vết thương của mình thế nào mà kéo Hoắc Khải đi giúp đỡ người khác. Hoắc Khải cũng không muốn làm mất lòng thảo của cô ấy. Chỉ đành đi theo qua đó, nhưng từ đầu đến cuối trên khuôn mặt đều mang vẻ u ám. Chiếc Lamborghini bị va chạm thật sự rất nghiêm trọng, cửa xe không biết đã bay đi đâu, cô gái trẻ ngồi ở ghế phụ thì đỡ hơn một chút. Có lẽ là xương sườn và ống chân bị gãy, đã được người khác kéo ra ngoài. Nhưng người đàn ông ngồi ở ghế lái thì lại bị thương rất nghiêm trọng. Tuy rằng đua xe tốc độ cao như thế này có yêu cầu tính an toàn rất cao. Nhưng khi đã xảy ra tai nạn thì không ai có thể biết được sẽ có hậu quả gì. Như chiếc Lamborghini này vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng khi lộn nhào thì chẳng may lại bị một cột cờ chỉ dẫn phương hướng ở hai bên đường đâm vào kính chắn gió. Xuyên thẳng vào ngực của hắn, vì cột cờ đã bị gãy trong khi chiếc xe lộn nhào. Nhưng một đầu vẫn còn cắm trên ngực hắn ta đã tạo thành một vết thương lớn. Người này đã hôn mê. Bất tỉnh, miệng và mũi đều chảy máu, trong không gian tràn ngập mùi xăng bị rò rỉ, mùi ma sát của kim loại khét lẹt và mùi hôi thối của trứng đại tiểu tiện mất kiểm soát. Đám người vây xung quanh, có người vội vàng gọi cứu thương, cũng có người kéo hắn ta ra trước, Vương Minh Hải và Lâm Sảo Mộng cũng quay đây, nhìn thấy người đàn ông bị thương nghiêm trọng như thế thì vẻ mặt hai người càng tái mét. Bây giờ, Lâm Sảo Mộng cảm thấy thống hận Vương Minh Hải, thằng nhãi này có phải là điên rồi không, thế mà lại đâm xe khác, giờ thì hay rồi, người bị thương thì không nói. Mộ nhỡ có người chết thì chẳng phải họ sẽ phải ngồi tù sao? Nhanh khiêng hắn ra rồi đưa đến bệnh viện, có người hét lên, có mấy người lập tức bước lên, kéo khoang xe đã biến dạng, thử đưa hắn ta ra ngoài. Lúc Hoắc Khải và Đường Trọng Vi tới nơi thì vừa đúng lúc thấy mấy người kia kéo được người bị thương ra từ trong ghế lái ra. Một người trong số đó nhìn thấy cột cờ vẫn còn cắm trên ngực hắn thì định giơ tay rút ra theo phản xạ. Hoắc Khải thấy thế thì mặt biến sắc, vội vàng hét lên, đừng rút, người kia sững lại, dừng ngay động tác tay. Hoắc Khải rảo bước đi đến. Nói, nếu cậu rút cột cờ ra thì cậu ta chết càng nhanh hơn. Hơn nữa, cậu ta hiện giờ đại tiểu tiện mất kiểm soát, miệng và mũi đều chảy máu, rất có thể bị thương phần đầu dẫn đến xuất huyết bên trong. Để cậu ta nằm xuống, đầu nghiêng sang một bên để khí quản không bị sặc bởi máu hoặc dị vật. Rất dễ gây khó thở, các anh lập tức liên hệ với người nhà, nói rõ địa chỉ, đồng thời nhanh chóng đưa cậu ta lên xe cứu thương. Vừa nói, Hoắc Khải vừa cởi áo ra, bọc lấy hòn gạch ở bên cạnh, kê dưới đầu của người bị thương. Những người ở hiện trường,
gần như không ai quen biết Hoắc Khải, nhưng nhìn thấy động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác của anh cùng với phong cách lãnh đạo trời sinh, khiến những người xung đều theo phản xạ nghe lời phân công của anh. Hoắc Khải liên tục kiểm tra hơi thở và nhịp tim đang yếu dần, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục đợi ở đây, rất có thể sẽ không còn kịp nữa. Khi người chịu trách nhiệm của trường đua biết tin thì đã vội vàng chạy tới. Hoắc Khải lập tức yêu cầu anh ta mang cáng tới, chuẩn bị đưa người bị thương ra cửa trước, cố gắng giảm thiểu thời gian bị kéo dài. Ngoài ra, anh cũng phát hiện ở phần bụng của cậu ta có vết thương thứ hai cũng đang không ngừng chảy máu. May mà để bảo đảm an toàn, từ trước đến nay, ở trường đua đều chuẩn bị đủ cả những vật dụng để cấp cứu tạm thời. Hoắc Khải bảo họ mang băng gạc đến, dùng lực giữ chặt phần bụng đã làm giảm tốc độ mất máu. Nếu không, xe cứu thương còn chưa kịp đến, hắn ta đã chết vì mất máu rồi. Đường Trọng Vi cũng không rảnh rỗi, chạy theo sau, không quản vết thương của mình. Khoảng 12, 13 phút sau, thì xe cứu thương tới, các bác sĩ đưa người bị thương rời đi. Sau khi thấy phương pháp cấp cứu mà Hoắc Khải làm cho người bị thương, bác sĩ còn đặc biệt khen ngợi rằng anh đã sơ cứu rất tốt. Nếu không có những biện pháp cấp cứu này, thì người kia có lẽ cũng không giữ được tính mạng nữa. Người phụ trách trường đua cũng đi theo, còn Hoắc Khải và những người khác thì ở lại, không phải không muốn đi, mà là không đi được. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến là Vương Minh Hải đâm vào xe của Hoắc Khải mới dẫn đến một loạt những sự cố. Không ai biết, người kia có cứu được không? Chẳng may không cứu được thì thật sự sẽ xảy ra án mạng. Là thủ phạm, Vương Minh Hải chắc chắn sẽ bị triệu tập, mà Hoắc Khải và Đường Trọng Vi lại là nhân chứng và đương sự trực tiếp nhất. Trước khi sự cố này có thể quy kết trách nhiệm thuộc về ai? Mấy người bọn họ đều không thể đi, xe cứu thương vừa đi thì Hoắc Khải cũng đi về phía Vương Minh Hải. Đứng trước mặt gã trai trẻ tuổi, Hoắc Khải hỏi, anh cố ý đúng không? Trong lòng Vương Minh Hải đang hoảng loạn vì bạn bị thương nặng. Nhưng nghe giọng điệu chất vấn của Hoắc Khải khiến gã ta cảm thấy rất khó chịu. Ưỡn ngực nói, tôi cố ý thì làm sao? Anh có thể, gã ta còn chưa nói hết thì Hoắc Khải đã giáng thẳng một cái tát lên mặt gã. Không chỉ Vương Minh Hải mà cả những người khác đều ngây người. Không ai ngờ rằng, Hoắc Khải đột nhiên ra tay đánh người, mà đánh tự nhiên như thế, thuận tay như thế, sắc mặt của Vương Minh Hải đổi trắng đổi xanh, sau khi nhận thức được thì tức thì nổi giận, con mẹ mày, lại một cái tát nữa giáng xuống, sau đó vang lên lời nói của Hoắc Khải. Cũng may là cô Đường không bị thương nặng, nếu không, anh cho rằng chỉ bị tát thế thôi sao? Hoặc là, anh cảm thấy để bố mẹ anh biết, họ sẽ vì anh mà đắc tội với nhà họ Đường sao? Vốn dĩ, Vương Minh Hải định xông lên đánh nhau với Hoắc Khải nhưng nghe thấy câu nói đó thì động tác của gã ta cũng lập tức khựng lại. Hoắc Khải nói không sai, nếu để bố mẹ gã ta biết con trai cố ý đâm xe xảy ra tai nạn. Hơn nữa người ngồi trên xe lại là cô cả nhà họ Đường thì sợ là sẽ tức giận từ mặt gã ta luôn. Quốc tế Đường Thị có địa vị như thế nào trong giới? Không phải là người mà một cậu ấm cấp thành phố có thể so bì. Hơn nữa, với hành động ngày hôm nay của Vương Minh Hải, nói giảm nói tránh thì là sự cố giao thông, nói nghiêm trọng thì là tội cố ý giết người, con trai ông cố ý giết cô cả nhà họ Đường. Chuyện này đủ để bất kỳ ai cũng sợ mất mặt. Đường Trọng Vi cũng đi tới, cô gái vốn tinh tình hòa nhã, không bao giờ muốn tranh luận với ai, thế mà đến lúc này cũng tỏ ra đầy vẻ tức giận. Tôi nhất định sẽ truy cứu chuyện này đến cùng, hành động của anh quá ác độc, Đường Trọng Vi tức giận nói. Từ nhỏ đến lớn, những người cô từng gặp đều khá tốt, có lẽ, cũng có những người ở sau lưng không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất biểu hiện ở trước mặt cô ấy cũng coi là ngay thẳng. Lại hành vi như của Vương Minh Hải, Đường Trọng Vi còn chưa từng nghe qua, không bằng người ta thì đi giết người, rốt cuộc gã ta là người hay là cầm thú. Nói thật lòng, khi chiếc xe xoay tròn một hồi, Đường Trọng Vi cũng rất sợ hãi, cô ấy còn cho rằng mình chết chắc rồi, lần đầu trải nghiệm đua xe, cũng là lần đầu gặp phải nguy hiểm nên tâm trạng của cô ấy rất hỗn loạn. Vốn dĩ, cô ấy đã đầy phẫn nộ với hành vi của Vương Minh Hải. Nên bây giờ, đương nhiên muốn đứng ra để nói giúp cho Hoắc Khải. Lâm Sảo Mộng trước đây luôn chĩa mũi nhọn vào Hoắc Khải. Giờ đây cũng không hé môi nói nửa lời. Cô ta biết hôm nay họ đã phạm phải tội lớn. Dù người lái xe không phải cô ta thì lỗi này cũng liên quan đến cô ta. Bây giờ, Lâm Sảo Mộng vô cùng hối hận. Không nên đưa Hoắc Khải đến đây. Nếu anh không đến thì cũng không xảy ra chuyện rồi. Nói cho cùng, cô ta vừa hận não của Vương Minh Hải bị úng nước vừa đổ trách nhiệm lên đầu Hoắc Khải. Hoắc Khải không biết giờ phút này Lâm Sảo Mộng đang nghĩ gì. Nhưng anh vẫn nhìn về phía cô gái trẻ, sẵn giọng nói, tôi không đánh phụ nữ, cho nên sẽ không tát cô. Nhưng, người như cô, không xứng trở thành bạn thân của cô ấy. Hành động theo cảm tính, suýt nữa giết chết cô ấy. Nếu cô ấy chết rồi, thì cho dù nhà họ Đường không gây trở ngại gì cho cô thì tôi cũng không tha cho cô. Những lời này Hoắc Khải nói như đinh đóng cột khiến Đường Trọng Vi không nén nổi quay sang nhìn anh. Giọng điệu ngang ngược như thế, cô ấy đã từng nghe một người khác nói, có tôi ở đây, không ai được bắt nạt cô ấy. Cho đến tận bây giờ, chuyện xảy ra lúc còn nhỏ vẫn như hiện rõ trước mắt Đường Trọng Vi. Khiến cô ấy không thể quên được, nguyên nhân cô ấy hy vọng được gả cho Hoắc Khải,
ngoài sự ngưỡng mộ và ỷ lại đối với anh thì chính là do bị sự ngang ngược của anh hấp dẫn. Nào có người phụ nữ nào không hy vọng có thể được gả cho một người chồng ngang ngược. Ai mà muốn người thân thiết nhất của mình chỉ toàn gọi dạ bảo vâng chứ. Nhưng, đã rất lâu rồi cô ấy chưa gặp mặt chồng chưa cưới của mình. Trong lòng luôn cảm thấy, người này dường như muốn tránh mặt cô ấy. Cảm giác không an toàn này khiến trong lòng Đường Trọng Vi lo lắng không yên. Cho nên hôm nay cô ấy mới đồng ý lời mời của Lâm Sảo Mộng. Đến đây thay đổi không khí cho nhẹ lòng, bây giờ, cô lại cảm nhận được cảm giác an toàn đã lâu không có. Nhưng loại cảm giác này lại không phải do chồng chưa cưới của cô đem đến mà là một người đàn ông xa lạ cô mới gặp gỡ hai lần. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 239, rắc rối, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Vương Minh Hải vô cùng khó coi, gã ta vốn đang bối rối vì những gì bản thân đã làm. Bây giờ lại bị Hoắc Khải hù dọa một trận, tay chân lại càng thêm lúng túng, mặc dù tính tình ngang ngạnh đã khiến cho gã ta không thể nói ra lời xin lỗi vào lúc này. Nhưng gã ta cũng không dám làm gì Hoắc Khải nữa, nếu không, một khi mà Đường Trọng Vi truy ra chuyện này, gã ta nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Về phần Lâm Sảo Mộng, cô ta cũng phát cáu vì những lời nói của Hoắc Khải. Nói cái gì mà cô ta không xứng làm bạn thân của Đường Trọng Vi chứ? Đây cũng không phải là do cô ta cố ý bảo Vương Minh Hải tông xe. Nhưng cô ta cũng biết rằng phần lớn lý do của vụ tai nạn hôm nay là vì cô ta đã kích động thành công mâu thuẫn giữa nhóm người Vương Minh Hải với Hoắc Khải, nếu không như vậy thì cũng không có chuyện như thế này xảy ra. Cộng thêm sự tức giận của Đường Trọng Vi trong lúc này, nên Lâm Sảo Mộng cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì. Không lâu sau thì đội xử lý tai nạn cũng đến, nhanh chóng đưa bọn họ về điều tra. Ban đầu, cả Hoắc Khải và Đường Trọng Vi chỉ nghĩ nếu việc hợp tác điều tra diễn ra suôn sẻ thì họ có thể quay lại sớm. Nhưng họ không ngờ rằng cuộc điều tra kéo dài đến tận vài giờ. Đường Trọng Vi được thả ra đầu tiên, dù sao cô ấy cũng chỉ ngồi ở ghế phụ, toàn bộ vụ tai nạn này đều không liên quan đến cô ấy. Trong khi Hoắc Khải vẫn đang bị giam giữ, thì Đường Trọng Vi đã đi hỏi thăm tin tức, sau đó trở lại với một tin xấu, bố của Vương Minh Hải là Vương Trường Tín đã thuê hai luật sư. Quyết phải khiến cho Hoắc Khải chịu trách nhiệm liên đới, lý do rất đơn giản, vì Vương Minh Hải đã lái xe tông vào Hoắc Khải, nhưng gã ta không cố ý mà là do sơ sót phạm lỗi. Tương tự, Hoắc Khải đã lái chiếc Porsche 911, cũng mắc lỗi vận hành mới đâm vào chiếc Lamborghini khiến tài xế bị thương nặng. Do đó, vì người chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn là Vương Minh Hải. Nhưng Hoắc Khải vẫn phải chịu một phần trách nhiệm, khi Đường Trọng Vi nói lại tin này, gương mặt cô ấy tràn đầy tức giận, họ thật vô lý, chiếc xe mất kiểm soát trong tình huống ngặt nghèo như vậy thì liên quan gì đến anh? Rõ ràng là lỗi của chính Vương Minh Hải, không thể bắt anh phải chịu trách nhiệm liên đới. Đừng lo, tôi đã nhờ bố tôi cử luật sư giỏi nhất đến, nhất định sẽ không để cho anh gặp rắc rối thêm nữa. Hoắc Khải nghe thấy vậy thì cau mày, chuyện đã xảy ra rành rành trước mắt mà những người này vẫn trợn mắt nói mò. Mặc dù biết bọn họ cố ý muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng Hoắc Khải cũng không cần phải hiểu cho bọn họ làm gì. Anh chỉ cần biết tình hình hiện tại bản thân anh đã bị người khác cài bẫy. Dù có xử lý nhanh thế nào đi nữa thì cũng khó mà về nhà được trong nay mai. Hãy nghĩ cách để tôi được gọi điện thoại, Hoắc Khải nói. Đường Trọng Vi gật đầu, yêu cầu này cũng không khó xử lý. Hiện tại dù sao kết quả cuối cùng của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Hoắc Khải nhiều nhất cũng chỉ bị coi là nghi phạm, chưa xác định anh phạm tội thì cũng không thể tước đoạt các quyền cơ bản của anh như quyền được gọi điện thoại. Rất nhanh thì điện thoại di động của Hoắc Khải đã được trả lại. Anh gọi cho Ninh Thần trước, nói rằng anh đang gặp một chút rắc rối nên không thể về nhà vào ngày mai. Khi biết Hoắc Khải bị tai nạn xe hơi và tạm thời bị nhốt lại, Ninh Thần đã rất sốc, chỉ muốn chạy tới đó với anh ngay lập tức, nhưng ngay cả khi cô có đến thì cũng không có ích gì. Một người không quen thuộc với nơi này như cô, dù có đến thì cũng chỉ uổng công, điều quan trọng nhất là Hoắc Khải cũng rất thông thạo luật pháp. Anh biết rất rõ trong một vụ tai nạn như thế này, nếu như Vương Minh Hải khăng khăng cho rằng chỉ do sơ sót mới gây ra tai nạn cũng sẽ thật sự không thể nói rõ ràng ra được. Cứ coi như là có camera giám sát trên đường đua, tôi thừa nhận là đã phạm sai lầm trong lúc điều khiển xe. Bị trệch vô lăng sau đó tông xe vào anh là chuyện hết sức bình thường. Mà chiếc Lamborghini kia, cũng đúng là do Hoắc Khải lái chiếc Porsche 911 tông vào. Đôi khi, sự thật không rõ ràng như mọi người nghĩ, bởi vì người xác định trách nhiệm không phải là người trong cuộc, mà là một người có thể còn hoàn toàn chưa đến hiện trường. Dù cho Hoắc Khải có sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa thì việc này cũng khó mà có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Chỉ hoãn một chút còn có thể kéo dài đến tận một năm rưỡi. Hiện tại anh chỉ suy nghĩ một điều, chính là trước tiên phải minh oan cho chính mình, không thể chịu trách nhiệm trong chuyện này được. Trong trường hợp này, ít nhất anh có thể khôi phục lại tự do của mình. Về phần kiện tụng, đây chỉ là tranh chấp dân sự nên không cần tạm giam. Sau khi suy xét, Hoắc Khải nói qua điện thoại, anh sẽ tìm cách, em đừng lo lắng quá, em cứ ở nhà đi, có chuyện gì anh sẽ thông báo cho em, với lại anh sẽ nhờ người chuyển cho em hai tờ chi phiếu. Em cầm lấy giúp anh đưa cho ông Triệu,
nói với ông ấy đó là quyền cổ phần của ông ấy ở chỗ Miêu Nhất Khoa. Đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư đi lo chuyện của người khác? Ninh Thần lo lắng như đang ngồi trên chảo lửa. Hoắc Khải thoải mái bật cười rồi nói, đừng lo lắng, chuyện này cũng không phiền phức lắm, anh sẽ chỉ về trễ vài ngày thôi. Sau một hồi an ủi, Hoắc Khải cúp máy rồi bấm số gọi cho Cơ Hương Ngưng. Vẫn là để báo cho cô ấy biết anh đang gặp phải phiền toái. Có thể phải trễ nãi thêm một ít thời gian mới trở về. Nên mấy ngày tới không thể đến công ty làm việc được. Cơ Hương Ngưng nghe vậy thì cũng phản ứng quyết liệt, lập tức muốn đem người của bộ phận pháp chế qua đó. Hoắc Khải cũng muốn từ chối, nhưng do dự một chút, cuối cùng đành chấp nhận. Đường Trọng Vi nói rằng cô ấy đã tìm một luật sư từ tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị đến đây. Và dựa trên sự hiểu biết của Hoắc Khải về cô ấy, anh cũng tin rằng luật sư mà cô ấy gọi đến sẽ rất chuyên nghiệp. Nhưng các luật sư chuyên nghiệp này có thể sẽ không cố gắng hết sức để giải quyết việc của anh. Suy cho cùng, đó là luật sư của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Còn vấn đề này thì không liên quan gì đến Đường Trọng Vi. Họ đến đây chủ yếu là để bảo vệ cho Đường Trọng Vi chứ không phải đi cứu một người xa lạ. Vì vậy, Hoắc Khải phải chuẩn bị phương án dự phòng. Sau khi đến đây, hãy dẫn người đi lấy video giám sát đường đua. Việc này rất quan trọng. Hoắc Khải căn dặn, Cơ Hương Ngưng đương nhiên đồng ý. Sau khi cúp máy, Hoắc Khải không gọi cho ai khác nữa. Anh nhìn Đường Trọng Vi đang đứng ở cửa phòng thẩm vấn và nói. Giúp tôi một việc, anh nói đi, hãy tìm hiểu thông tin cụ thể của bố mẹ người bị thương. Sau đó đưa cho tôi. Hoắc Khải nói, nhân tiện, hãy đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình cụ thể của người bị thương và mức độ thương tích. Ngoài ra, trong những người chứng kiến vụ tai nạn tại trường đua hôm đó, nghĩ xem cô có thể tìm được hai nhân chứng đáng tin cậy nào để đưa ra lời khai hay không? Được, tôi lập tức đi tìm người. Đường Trọng Vi nói rồi quay người rời đi. Chờ một chút, Hoắc Khải gọi cô ấy lại. Đường Trọng Vi quay đầu lại hỏi. Sao, còn có việc gì phải làm sao? Có chứ, việc này rất quan trọng. Hoắc Khải nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hãy đến bệnh viện kiểm tra vết thương của mình trước. Nếu chân cô bị đau thì cứ giao việc cho người khác làm. Không nên vì chút chuyện này mà để cho cơ thể chịu thương tổn tiềm ẩn. Đúng rồi, khi quay lại nhớ mang theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện đưa cho tôi xem. Giọng điệu nghiêm túc của anh khiến cho trái tim của Đường Trọng Vi khẽ đập rộn lên. Không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì giọng điệu và phong thái của người này. Tại sao có thể giống với vị hôn phu của cô ấy đến thế? Rõ ràng không phải là cùng một người, nhưng cách nói chuyện thật sự rất giống. Hoắc Khải đã luôn quan tâm đến cô ấy khi cô ấy bị thương vì nghịch ngợm lúc nhỏ. Để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không qua loa với sức khỏe của bản thân, anh đã đưa ra nhiều quy định khác nhau. Một trong số đó chính là sau khi đi bệnh viện kiểm tra thì phải đem chứng cứ chứng minh mình đã đi bệnh viện về cho anh xem xét. Trong một khoảnh khắc, Đường Trọng Vi cảm thấy như được trở lại thời thơ ấu. Trong khoảng thời gian gần đây, Hoắc Khải giả mạo rất ít tiếp xúc với cô ấy. Mấy tháng nay số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. So với lúc trước khi ngày nào cũng được ở bên cạnh anh, Đường Trọng Vi bây giờ luôn luôn cảm thấy bất an. Tuy rằng vị hôn phu của cô ấy luôn nói rằng anh rất bận, không có nhiều thời gian cho việc yêu đương nam nữ, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, cô ấy vẫn luôn có thể hiểu và thông cảm cho chí lớn của anh. Vì vậy, sự thông cảm đó cũng chẳng có nghĩa lý gì, càng không thể làm giảm bớt nỗi bất an trong lòng cô ấy. Nhưng bây giờ, khi ở bên cạnh một người đàn ông khác, cô ấy lại cảm nhận được cảm giác an toàn mà mình đã từng cảm nhận được trước đây. Tất cả những cảm giác ấy, hoàn toàn giống nhau y đúc, sao có thể giống đến như thế? Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói, Đường Trọng Vi giật mình định thần lại. Khẽ gật đầu, tôi sẽ đi, Hoắc Khải mỉm cười với cô ấy, rồi anh vẫy tay ra hiệu rằng cô ấy có thể rời đi được rồi. Sự điềm tĩnh của anh khiến cho Đường Trọng Vi cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng một cách khó hiểu. Giống như khi lái xe nhanh trên đường đua, dù khúc cua có phức tạp đến đâu, thì chiếc xe của Hoắc Khải vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Cô ấy quá lắm cũng chỉ cảm thấy bực mình, chứ không hề sợ hãi, cứ như thể chỉ cần được ngồi cạnh người đàn ông này thì cô sẽ không bao giờ phải sợ hãi vậy. Nghĩ đến đây, Đường Trọng Vi lại cảm thấy có chút áy náy. Bởi vì cô ấy cho rằng mình không nên nảy sinh loại cảm giác này đối với một người đàn ông khác. Dù là một chút mơ hồ cảm thấy đối phương rất an toàn cũng không được. Cô ấy tự nhủ phải dồn hết tâm trí của mình cho người chồng tương lai. Người đàn ông mà cô ấy đã thích từ khi còn nhỏ. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 240, khen ngợi lẫn nhau, gocchuyenaudio.com, chấm, sau khi hít thở sâu vài cái, Đường Trọng Vi tiếp tục cố gắng trấn tĩnh tâm trạng, nhưng cho đến khi bước ra khỏi cổng, cô ấy vẫn không có cách nào khiến cho mình thật sự bình tĩnh được. Sau một hồi quay đầu nhìn lại, Đường Trọng Vi mới thật sự rời đi. Vào khoảng 8 giờ tối, Cơ Hương Ngưng cùng với các luật sư từ bộ phận pháp chế của văn phòng chi nhánh đã tới nơi. Ngay lúc nhìn thấy Hoắc Khải, cô ấy đã tức giận nói, ở công ty làm việc đang tốt thì không chịu ở, lại chạy tới đây làm gì? Xem anh sau này có còn chạy đi lung tung nữa không? Hoắc Khải biết rằng cô ấy đang bày tỏ sự quan tâm của cô ấy đối với anh theo một cách khác. Vì vậy anh chỉ cười rồi nói,
sống trên đời phải trải nghiệm nhiều thứ thì cuộc sống mới thú vị. Loại chuyện này thì có gì hay ho để mà trải nghiệm. Nếu không giải quyết tốt, nói không chừng cái mạng của anh cũng đi tong. Bình thường sao tôi không thấy anh xông xáo như vậy? Cơ Hương ngưng bực mình nói. Còn nữa, bên đường đua không có video giám sát, họ nói rằng camera ở đó đã bị hỏng nên không quay được nữa. Bây giờ phải làm sao? Hoắc Khải đã lường trước được tình huống này, vì Vương Minh Hải đã có ý định muốn đổ một phần trách nhiệm cho anh. Nên gã ta chắc chắn sẽ cố gắng tiêu hủy hết bằng chứng. Bây giờ có vẻ như suy đoán của anh đã đúng, nói không chừng bây giờ họ cũng đã tìm đến các nhân chứng có mặt ở đó để bịt miệng trước rồi. Trường hợp tệ nhất, đến khi tòa án xác định trách nhiệm, bọn họ còn có thể một tay che trời, nói rằng Hoắc Khải đã lái xe tông vào Vương Minh Hải. Sau đó lại vô tình tông vào một chiếc Lamborghini khác, hoàn toàn thay đen đổi trắng câu chuyện. Loại chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra, vì không có video giám sát, nếu như những nhân chứng đó không muốn giúp Hoắc Khải làm chứng. Vậy tất cả đều phụ thuộc vào việc ai có quan hệ tốt hơn. Nếu như Hoắc Khải vẫn còn là cậu lớn của nhà họ Hoắc, tự nhiên không cần nhiều lời, chắc chắn không ai dám mạo hiểm vu cáo hãm hại anh. Nhưng bây giờ anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Con trai của Vương Minh Hải là một doanh nhân địa phương có tiếng tăm, có gốc gác sâu xa ở đây. Cho dù Cơ Hương Ngưng có nhà họ Cơ chống lưng thì cũng không dám dễ dàng gây phiền phức cho đối phương. Nếu không thì cô đã không đến đây trước để báo tin xấu cho Hoắc Khải. Vì đã đoán trước được điều đó, nên Hoắc Khải đương nhiên cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Anh không do dự quá nhiều mà nói, việc cô phải làm bây giờ rất đơn giản. Cô đến đường đua nơi xảy ra tai nạn, cho người đi tìm bằng chứng. Địa điểm chính xác là ở giữa góc thứ 6 của đường đua thứ 2. Đường gần khúc cua bên trong quá trơn, cô nhờ người ở ban pháp chế lưu lại bằng chứng về con đường trước. Sau đó đem bằng chứng này đến chỗ người phụ trách đường đua và nói với họ rằng họ sẽ bị kiện đòi bồi thường vì sai phạm trong xây dựng đường đua này. Có rất nhiều trường hợp như thế này ở nước ngoài, cô có thể học hỏi từ họ, nên nhớ, đây là truy tố thật sự chứ không phải chỉ nói suông. Tốt nhất là nên đến đó với lệnh triệu tập của tòa án. Nếu như họ chấp nhận nhượng bộ, cô liền yêu cầu họ cung cấp video giám sát trong ngày. Những gì Hoắc Khải nói Cơ Hương Ngưng đều có thể hiểu. Nhưng cô vẫn cảm thấy không đáng tin cậy khi tìm video bằng chứng theo cách này. Lỡ như bọn họ không có video thật thì sao? Chắc chắn là có, Hoắc Khải bình tĩnh nói. Đường đua của họ cũng là một trong những đường đua hàng đầu trong nước. Những người đến đua xe đều xuất thân từ những gia đình giàu có. Nếu như không muốn xảy ra chuyện hay bị người khác cài bẫy thì phải lắp camera ở tất cả các hướng để đảm bảo khi xảy ra tai nạn còn có thể trưng ra bằng chứng, vì vậy không thể có chuyện camera bị hỏng. Dù cho video giám sát có bị mua lại và tiêu hủy thì cũng phải còn có bản dự phòng. Cơ Hương Ngưng nhìn anh đầy nghi hoặc, cũng không quá đồng ý với giả thuyết này, bởi vì nếu cô là chủ đường đua mà lại đi bán video bằng chứng, thì cũng đủ cho thấy lợi ích bên kia đưa ra là đủ cao. Nên cô nhất định sẽ không lưu lại bằng chứng để cho người khác đến tìm mình gây phiền toái nữa. Tuy nhiên, Hoắc Khải chắc chắn rằng bên đường đua phải có bản video dự phòng. Đây không phải là phỏng đoán thuần túy mà chính là sự hiểu biết về bản chất con người. Một ông chủ tụ điểm giải trí quanh năm phải phục vụ đủ mọi thể loại con ông cháu cha. Nếu không biết phòng bị một chút thì làm sao có thể sống sót được. Những người làm ăn quá đàng hoàng thường không sống sót được qua 3 năm đã phải sập tiệm bởi bọn gian thương. Gian thương không phải là bọn lừa gạt người tiêu dùng, mà là bọn dở trò gian manh với đối thủ khi cạnh tranh. Thấy Hoắc Khải khẳng định như vậy, Cơ Hương Ngưng cũng không nói nhiều thêm nữa. Chỉ gật đầu, được rồi, tôi sẽ cho người làm ngay. Còn việc gì phải làm nữa không? Những chuyện khác cứ để cho người khác làm. Cô bây giờ chỉ cần làm xong chuyện này là được rồi. Nếu như thuận lợi, có lẽ 2-3 ngày nữa là có thể trở về. Hoắc Khải nói, trong lúc họ đang nói chuyện thì Đường Trọng Vi bước vào phòng thẩm vấn. Cô ấy vừa bước vào thì hơi giật mình khi nhìn thấy Cơ Hương Ngưng đang ngồi ở đó. Dù không thường xuyên trang điểm nhưng Cơ Hương Ngưng cũng được đánh giá là một mỹ nhân tuyệt sắc. Có lẽ so với Đường Trọng Vi thì nhan sắc của cô ấy không tính là quá xinh đẹp. Nhưng cô ấy lại trông chững chạc và mạnh mẽ hơn Đường Trọng Vi nhiều. Đặc biệt là mái tóc ngắn gọn gàng, bộ vest thẳng thớm chuyên nghiệp cùng với phong thái đầy tự tin. Tất cả đều tạo nên sức hút riêng của cô ấy. Đường Trọng Vi không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại đến thăm Hoắc Khải. Nên cô ấy cứ đứng yên ở đó một lúc, có chút sững sờ, khi Cơ Hương Ngưng quay lại và nhìn thấy Đường Trọng Vi. Cô ấy cũng hơi ngạc nhiên, ngoại hình của người phụ nữ này so với Ninh Thần đúng là 1 9 1 10. Nhưng Ninh Thần bất quá cũng chỉ là cành vàng lá ngọc của một gia đình bình thường. Còn người phụ nữ này mới đúng thật là toát ra được cái khí chất châm anh thế phiệt. Chưa cần lên tiếng hay hành động, cô ấy chỉ cần đứng đó cũng toát ra phong thái giống y hệt như một quý cô bước ra từ gia đình học giả cao quý. Cả hai người đều ngạc nhiên về ngoại hình và khí chất của nhau. Và cũng ngạc nhiên khi thấy có một người đẹp đến thăm Hoắc Khải như vậy. Hai luật sư đi cùng Đường Trọng Vi thì nhìn về phía các luật sư của bộ phận pháp chế đang đứng bên cạnh Cơ Hương Ngưng. Đều là luật sư, tất nhiên bọn họ đều có thể biết được những người này cũng là đồng nghiệp với mình.
những người được gọi là đồng nghiệp cũng chính là kẻ thù của họ. Họ không biết mục đích của những người này là gì, nên cũng rất tự nhiên nảy sinh cảm giác thù địch, cũng may trong đám người này còn có Hoắc Khải làm cầu nối. Thấy không bên nào lên tiếng trước, Hoắc Khải liền giới thiệu một chút, đây là Đường Trọng Vi, con gái của chủ tịch tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Người có quen biết với Hoắc Giai Minh, cô Đường, đây là Cơ Hương Ngưng, tổng giám đốc văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ, cũng chính là sếp của tôi. Tất nhiên là Cơ Hương Ngưng đã nghe qua đại danh của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Trước mặt tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị thì nhà họ Cơ cũng chỉ giống như là những kẻ nghiệp dư mà thôi. Nhà họ Cơ thậm chí còn chưa có văn phòng chi nhánh nào ở nước ngoài. Còn tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị tất nhiên lấy thương mại quốc tế làm hoạt động kinh doanh chính. Một bên vẫn còn loay hoay ở thị trường trong nước, còn một bên đã vươn ra ngoài biển lớn từ rất lâu. Sự chênh lệch khoảng cách này ai cũng có thể hình dung ra. Ngay cả những người từ bộ phận pháp chế của văn phòng chi nhánh nhà họ Cơ. Khi biết được hai đồng nghiệp đối diện là người của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Trong lòng cũng nảy sinh một chút cảm giác ghen tị, hai luật sư của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị khẽ ngẩng đầu. Nét mặt rõ ràng lộ ra vẻ tự hào, trong lòng lại nảy sinh cảm giác ưu việt khiến cho họ rất thoải mái. Về phần Cơ Hương Ngưng, mặc dù cô ấy đã rất ngạc nhiên trước lai lịch lớn của đối phương. Nhưng cô ấy cũng không cảm thấy quá ghen tị, cô ấy là một người phụ nữ có sự nghiệp vững vàng. Chỉ mong có thể leo lên đỉnh cao bằng chính nỗ lực của bản thân. Vì vậy những người đã đứng trên đỉnh thế giới từ khi sinh ra không bao giờ là đối tượng để cho cô ấy cảm thấy ghen tị. Thậm chí, trong suy nghĩ của Cơ Hương Ngưng còn cho rằng, những người như vậy đã mất đi niềm vui cuộc sống, cho dù họ có thành công đến đâu thì cũng chỉ phụ thuộc vào sự che chở của tổ tiên. Nếu như có ai đó cho rằng Cơ Hương Ngưng giống như con cáo không ăn được chùm nho ở trên cao bèn chê nho chua thì cô ấy cũng không có ý kiến gì. Nói tóm lại, Cơ Hương Ngưng chẳng cảm thấy bản thân mình có chút thua kém nào trước lai lịch của Đường Trọng Vi. Cô ấy rất chủ động. Cũng rất tự nhiên, vươn tay ra bắt tay Đường Trọng Vi, chào cô, tôi là Cơ Hương Ngưng, rất vui được làm quen với cô, Đường Trọng Vi cũng đưa tay bắt tay cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là những ngón tay thon dài trắng nõn của cô ấy. Trắng tựa như bạch ngọc, tuy không sơn móng tay nhưng những móng tay hơi hồng tự nhiên trông lại càng đẹp hơn. Vừa nén tiếng thở dài vì ngọc nữ họ Đường trước mặt quả là không vướng chút bụi trần. Cơ Hương Ngưng vừa quay sang nhìn Hoắc Khải nói, không ngờ anh lại có một người bạn như cô Đường đây. Tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi, tôi cũng không ngờ rằng sếp của anh Lý lại là một cô gái trẻ và xinh đẹp như vậy. Đã có thể chọn ra được một người trợ lý tài năng như anh Lý. Chứng tỏ cô Cơ đây cũng không phải là nhân tài bình thường. Đường Trọng Vi nói, bất kể là Cơ Hương Ngưng có ngưỡng mộ thân phận của đối phương hay không. Nhưng ít nhất cô ấy vẫn rất vui vẻ khi nghe những lời này. Sau khi mỉm cười lịch sự với Cơ Hương Ngưng, Đường Trọng Vi quay sang nói với Hoắc Khải, tôi đã thu thập được tất cả những gì anh muốn, về phần người bị thương. Tình trạng thương tích cũng không quá tồi tệ, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là phần lớn cơ thể bị gãy xương, ruột bị thủng và có thể phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục. Khi tôi rời đi, thì người đó cũng vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ và được chuyển đến phòng ICU để theo dõi. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 241 tin xấu và tin tốt. Gocchuyenaudio.com, sau khi nhận tài liệu thông tin về cha mẹ của Vương Minh Hải từ Đường Trọng Vi. Hoắc Khải nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, chính tôi mới phải nói lời xin lỗi anh, nếu không phải tôi bảo anh lên xe, anh cũng sẽ không. Sự áy náy của Đường Trọng Vi khiến Hoắc Khải khẽ lắc đầu nói. Chuyện này không liên quan gì đến cô, nếu quả thật có ai sai trong chuyện này, thì người đó chính là cô bạn thân của cô, tôi không muốn bình luận quá nhiều về cô ta, nhưng nếu có thể, cô vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với cô ta thì hơn. Đường Trọng Vi chỉ im lặng không nói gì, cô ấy giống như là viên ngọc sáng chói nhất của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Có vẻ như lúc nào cũng được nhiều người vây quanh, nhưng trên thực tế lại có rất ít bạn bè chân chính. Người có thể như Lâm Sảo Mộng, chỉ đơn thuần kết bạn với cô ấy mà không quan tâm đến việc lấy lòng cô ấy. Thật sự là vô cùng ít, cho nên Đường Trọng Vi rất trân trọng tình bạn như vậy. Chỉ là lần này Lâm Sảo Mộng thật sự đã phạm sai lầm lớn. Suýt chút nữa đã giết chết một mạng người, lời nhắc nhở của Hoắc Khải cũng không sai. Với tính cách của Lâm Sảo Mộng, sớm muộn gì cũng sẽ gây thêm rắc rối. Đợi đến khi bản thân rơi vào nguy hiểm thì mới giữ khoảng cách với cô ta thì e là đã quá muộn. Hoắc Khải cũng không nhiều lời, anh biết Đường Trọng Vi trông có vẻ mềm yếu nhưng thật ra cũng không phải là người không có chính kiến của mình. Chuyện này chắc sẽ có thể suy nghĩ thông suốt, sau đó, Hoắc Khải bắt đầu xem qua những thông tin đang nắm trong tay. Còn Cơ Hương Ngưng hướng dẫn những người trong phòng pháp chế làm việc. Rồi cũng đứng đó chờ đợi, hai luật sư của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị kinh ngạc nhìn họ. Hoắc Khải vừa mới giới thiệu rằng Cơ Hương Ngưng là sếp của mình. Nhưng hiện tại xem ra địa vị của người sếp này cũng không được cao cho lắm. Vượt ngàn dặm đường đến đây để giải quyết vấn đề cho trợ lý của mình. Nhưng bây giờ trong lúc trợ lý Hoắc Khải đó đang xem xét thông tin,
thì vị sếp Cơ Hương Ngưng này lại giống như đang chờ đợi để nhận chỉ thị bất cứ lúc nào. Sau khi xem qua thông tin một lượt, Hoắc Khải nhìn Đường Trọng Vi nói, cha của Vương Minh Hải không là gì cả, nhưng mẹ của gã ta có vòng quan hệ rất lớn ở đây. Tuy nhiên, mẹ của gã ta và bố của Đinh Hiểu Thiên đang bị thương kia đã từng là tình nhân. Lúc cô đến thăm Đinh Hiểu Thiên, có thể tiết lộ với mẹ của hắn ta chuyện này. Đúng rồi, cô đã tìm thấy nhân chứng chưa? Đường Trọng Vi lắc đầu, có rất nhiều người có mặt vào lúc sự việc xảy ra. Nhưng không ai trong số họ sẵn sàng làm chứng, họ chỉ nói rằng họ không liên quan gì đến họ và họ không muốn tập mạch vào chuyện của người khác. Kể cả kẻ ngốc cũng biết và kiêng dè bố mẹ của Vương Minh Hải. Bên cạnh đó, Vương Minh Hải là người ở đây, còn Hoắc Khải chỉ là một người từ xa tới, nên việc họ sẽ giúp đỡ ai cũng đã rất rõ ràng. Hoắc Khải đã đoán trước được điều này nên không quá ngạc nhiên. Ngược lại Đường Trọng Vi thì kinh ngạc hỏi, thông tin không đề cập quá nhiều đến chuyện cá nhân của họ. Làm sao anh biết mẹ của Vương Minh Hải và cha của Đinh Hiểu Thiên trước đây là tình nhân của nhau? Tôi tình cờ nghe người khác nói, Hoắc Khải chỉ giải thích đơn giản, trước kia Hoắc Khải đã đi qua rất nhiều địa phương, nơi này cũng đã từng tới 2 lần, lúc đó mặc dù anh chưa dùng đến danh nghĩa của nhà họ Hoắc, nhưng cũng đã trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh rồi. Mà những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh cũng không cao siêu như nhiều người thường nghĩ. Nhất là khi đối mặt với những tin thất thiệt, chỉ vì bọn họ biết nhanh hơn người bình thường nên xử lý cũng gọn gàng hơn. Mối quan hệ bí mật giữa hai gia đình này là điều mà Hoắc Khải nghe được từ những người khác. Nhưng trước đó anh không quá quan tâm đến nó, bố ai ngủ chung với mẹ ai, chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh. Nhưng bây giờ, tin tức này lại trở thành một bước đột phá. Lý do Hoắc Khải muốn Đường Trọng Vi điều tra thông tin của bố mẹ Vương Minh Hải là vì anh muốn tìm ra một điểm yếu của bọn họ để anh có thể khoét vào đó. Bây giờ xem ra, việc khơi gợi lại những mối quan hệ ngoài luồng cũ kỹ kia chính là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, nếu không có nhân chứng ở đường đua thì cũng không sao. Hoắc Khải suy nghĩ một chút rồi nói với Cơ Hương Ngưng. Cô cũng đến bệnh viện, tìm vị bác sĩ cấp cứu đã tiếp nhận Đinh Hiểu Thiên. Hỏi thăm tình hình cụ thể, nhớ phải ghi âm lại tất cả những gì họ nói. Hoắc Khải đã thực hiện các biện pháp sơ cứu cho Đinh Hiểu Thiên tại đường đua. Nếu không, hắn ta có thể đã tử vong tại chỗ, bố mẹ của Vương Minh Hải chỉ biết phong tỏa tin tức từ đường đua. Nhưng chắc chắn không thể ngờ rằng vẫn còn một xe cấp cứu ở đó. Những người có địa vị quá cao thường có xu hướng quên mất đi những thành phần nhỏ bé bình thường trong xã hội. Cơ Hương Ngưng gật đầu nói, chuyện này cũng dễ xử lý, tôi lập tức đi qua đó hỏi ngay, trả lại tập tài liệu thông tin trong tay cho Đường Trọng Vi. Hoắc Khải giải thích, tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tất nhiên không có vấn đề gì để nói nữa. Trường hợp tệ nhất cũng có thể nộp đơn xin tại ngoại để chờ xét xử. Cả Đường Trọng Vi và Cơ Hương Ngưng đều gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Động tác của hai người hết sức nhất quán, lúc quay đầu lại, họ đã bất giác nhìn sang nhau. Hai người vốn không quen biết, hiện tại lại đang cùng vội vàng làm việc cho một người đàn ông. Thế nên trong lòng của hai cô gái lại vô hình nảy sinh cảm giác lúng túng. Sự lúng túng đó nhanh chóng biến thành một nụ cười không tự nhiên. Hai cô gái khẽ gật đầu sau khi nhìn nhau, rồi chia ra mỗi người một hướng rời đi. Khoảng 9 giờ ngày hôm sau, Đường Trọng Vi đến thông báo với Hoắc Khải rằng những việc anh căn dặn đều đã làm xong. Mẹ của Đinh Hiểu Thiên đã biết rằng chồng mình và mẹ của Vương Minh Hải có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng. Bây giờ Vương Minh Hải lại khiến cho con trai mình bị thương nặng. Nên bà ta rất tức giận, vợ chồng bọn họ đã xảy ra cãi vã lớn trong bệnh viện. Và đúng như Hoắc Khải đã mong đợi, ở bên kia Vương Minh Hải cũng không coi vị bác sĩ cấp cứu ra gì. Cơ Hương Ngưng dễ dàng nắm được các chi tiết trong ngày. Con cẩn thận ghi âm lại để bảo quản, nếu sau này có xảy ra kiện cáo, thì đây đều là những bằng chứng quan trọng. Bây giờ Cơ Hương Ngưng đang bận dẫn theo người đến gây áp lực lên đường đua hòng muốn có được video về vụ tai nạn ngày hôm đó. Từ khi nộp bản cáo trạng đến khi thụ lý và phát lệnh triệu tập. Tất nhiên là không thể làm trong một ngày, bất kể Cơ Hương Ngưng có thể tìm người như thế nào đến để tiết kiệm thời gian. Thì ít nhất cũng phải tốn mất 2-3 ngày. So với cô ấy, Đường Trọng Vi được bảo vệ tốt đến mức không biết gì về những chuyện này. Hai luật sư của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị cũng nhiều lần từ chối yêu cầu giúp đỡ của cô ấy. Lý do rất đơn giản, Vương Minh Hải là đại diện cho tầng lớp con ông cháu cha ở trong thành phố. Nếu họ giúp đỡ Hoắc Khải, họ sẽ trở thành kẻ thù của những người có máu mặt ở thành phố này. Kết quả đó gây nên sự xung đột với lợi ích của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Luật sư không nhất thiết phải đại diện cho công lý, nhiệm vụ chính xác của họ là đứng về phía lợi ích của thân chủ. Ngay cả đối với những kẻ giết người khét tiếng, cũng sẽ có luật sư đứng ra bào chữa cho họ. Đường Trọng Vi rất tiếc vì điều này, tuy là con gái của chủ tịch nhưng cô ấy chưa từng tham gia vào công việc của công ty. Bây giờ đã không tham gia, thì trong tương lai cũng sẽ như vậy mà thôi. Vì vậy, thực tế thì tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị rất hy vọng rằng Hoắc Khải có thể tham gia vào hội đồng quản trị trong tương lai và đảm nhận vị trí chủ tịch. Không phải họ không quan tâm đến quyền lực, mà vì những người này biết rất rõ rằng tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị hiện đã đi đến thời kỳ trì trệ.
Nếu họ vẫn cố chấp tranh giành vị trí chủ tịch, công ty sẽ không có khả năng tiếp tục phát triển, ngược lại khả năng cao sẽ rơi vào khủng hoảng. Điều này đã phản ánh đầy đủ khoảng cách giữa một doanh nghiệp gia đình và một tập đoàn lớn thực sự. Một doanh nghiệp gia đình phát triển càng tốt thì đấu tranh càng kịch liệt. Hơn nữa loại này đấu tranh không phải là vì để cho gia tộc càng tiến bộ, mà là vì để cho bản thân đạt được quyền lực nhiều hơn. Còn những tập đoàn lớn tiếng tăm lừng lẫy đều chỉ hướng đến mục tiêu kiếm ra lợi nhuận làm chủ đạo. Đây mới chính là những người làm kinh doanh thực thụ. Hoắc Khải đã nhìn thấy điều này từ lâu, nhưng bản thân anh lại không thể thay đổi nó. Trong gia tộc có rất nhiều người, cho dù uy thế của anh cao đến đâu, chỉ cần nói muốn đem người trong gia tộc đuổi khỏi công ty, anh sẽ là người đầu tiên phải từ chức. Đây là ranh giới cuối cùng trong công việc kinh doanh của gia tộc. Không ai được phép chạm vào nó, ngay cả khi anh có là ngôi sao hy vọng của gia tộc đi chăng nữa. Vì vậy, mục tiêu của Hoắc Khải luôn là dẫn dắt gia tộc trở nên vẻ vang hơn. Anh không quan tâm đến những gì người khác làm, anh chỉ có lòng tin vào bản thân mình. Vào buổi chiều, Cơ Hương Ngưng cũng đến, vụ kiện đường đua đã được chấp nhận và sớm nhất thì giấy triệu tập sẽ được ban hành vào sáng mai. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng mang đến một tin tức xấu, Đinh Hiểu Thiên tỉnh lại rồi. Đáng lý ra đây cũng không phải là tin xấu, nhưng vấn đề là sau khi Đinh Hiểu Thiên tỉnh dậy, hắn ta đã gặp Vương Minh Hải và gia đình gã ta. Cũng với luật sư mà gia đình gã ta đã thuê, sau đó, luật sư mang đến một tin, cho thấy đích thân Đinh Hiểu Thiên đã xác nhận rằng Hoắc Khải lái chiếc Porsche 911 đâm vào hắn ta. Hỏi về việc chuyện này có liên quan gì đến Vương Minh Hải hay không? Hắn ta đã trả lời rằng mình không rõ. Theo phán đoán, khi đến thời điểm xác định trách nhiệm trước pháp luật, nhiều khả năng trách nhiệm chính trong vụ này sẽ được đẩy lên vai của Hoắc Khải. Nặng hơn nhiều so với trách nhiệm liên đới trước đây, điều đáng mừng duy nhất là Đinh Hiểu Thiên được xác định là bị thương nặng. Nhưng hắn ta không chết, điều này không cấu thành tội phạm gây tai nạn giao thông. Theo quy định của pháp luật, chỉ cần bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người bị hại. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 242, lừa tiền, gocchuyenaudio.com, rõ ràng là Vương Minh Hải cố tình đụng xe để tạo ra sự cố. Thu nhỏ chuyện lại thì là gây tai nạn giao thông, còn nếu làm lớn thì chính là cố ý mưu sát, cho nên hành vi của Vương Minh Hải hoàn toàn là vi phạm pháp luật. Nhưng bây giờ lời khai của Đinh Hiểu Thiên lại khiến cho mọi chuyện chuyển biến theo hướng xấu nhất. Nếu thật sự đem lời khai đó lên tòa án thì không những Vương Minh Hải sẽ thoát tội mà còn khiến Hoắc Khải phải chịu phần lớn trừng phạt về kinh tế. Một con Lamborghini trị giá mấy chục triệu, một con Ferrari trị giá 4 triệu và một con Porsche 911. Nếu tính cả tiền viện phí của Đinh Hiểu Thiên cùng phí tổn thất tinh thần gì đó nữa thì cho dù Vương Minh Hải có chịu giúp chi trả một phần thì Hoắc Khải cũng phải trả ít nhất là 10 triệu. Nghe được tin này, Đường Trọng Vi tức điên lên. Sao Đinh Hiểu Thiên lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy chứ? Tất cả đều nhìn thấy ai là kẻ cố ý đụng xe mà. Hơn nữa, nếu không có anh Lý thì anh ta đã chết từ lâu rồi. Lấy oán báo ơn, đúng là vô liêm sỉ, Đường Trọng Vi thức tối nói, bọn họ là người ở đây, có mối liên kết lợi ích với nhau, so với việc tự nhận tội thì chẳng bằng đổ lỗi cho tôi. Hoắc Khải nói, đã là lúc nào rồi mà anh còn bình tĩnh như vậy hả? Đừng bảo là anh sẽ nói với tôi rằng anh có thể hiểu được vì sao họ làm vậy nhé. Cơ Hương Ngưng chau mày nói, đương nhiên là không rồi, tôi có phải thánh đâu, con run xéo lắm cũng quản chứ. Hoắc Khải đáp, đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói khô khốc vang lên. Mấy người đi ra đi, có người đến nói chuyện với anh ta. Mọi người quay đầu, khi nhìn thấy người đang đứng ở đó thì sắc mặt liền trở lên khó coi. Cô nói với Hoắc Khải, là bố của Vương Minh Hải, để tôi đuổi ông ta đi. Không cần đâu, đây không phải nhà mình, cô không thể nghĩ gì làm đấy được, cho ông ta vào để xem ông ta nói gì. Hoắc Khải nói, Hoắc Khải nói rất có lý, Cơ Hương Ngừng cũng biết mình không thể làm loạn ở nơi này. Nếu không sẽ tự chuốc lấy phiền phức, cô ấy chỉ đành làm theo lời Hoắc Khải nói, giận dữ đi ra ngoài. Khi gặp bố của Vương Minh Hải ở ngoài thì ném cho ông ta một ánh nhìn giận dữ. Vương Trường Tín là một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Mặt vuông chữ điền, nhìn rất cương nghị, nhưng vì đã lăn lộn trong thương trường quá lâu nên nụ cười của ông ta mang theo một sự giả dối khiến người ta không thoải mái. Ông ta coi như không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Cơ Hương Ngưng. Thực lực tổng thể của nhà họ Cơ cũng chỉ mạnh hơn ông ta có một chút mà thôi. Nếu như Cơ Chấn Hùng đích thân tới thì có khi ông ta còn nể mặt đấy. Nhưng chỉ là tổng giám đốc của một công ty chi nhánh nho nhỏ thì đương nhiên ông ta sẽ chẳng coi ra gì. Còn về Đường Trọng Vi thì Vương Trường Tín lại không dám khinh thường. Ông ta vội vàng chào hỏi với cô ấy, nhưng Đường Trọng Vi lại ghét nhất là cái loại người không có nhân phẩm. Cô chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, Vương Trường Tín cũng chẳng ngượng, dù sao người ta cũng là hòn ngọc quý trên tay tập đoàn quốc tế Đường Thị. Nghênh ngang chút cũng là có lý do cả, khi phòng thẩm vấn đã vắng tanh, Vương Trường Tín bước vào, khi nhìn thấy Hoắc Khải. Ông ta đánh giá anh một lượt rồi mới ngồi xuống ghế và nói. Nghe nói cậu đua xe rất cừ, vào việc đi, Hoắc Khải nói thẳng, không muốn nghe mấy lời sáo rỗng của ông ta. Vương Trường Tín cười khà khà,
nói, vẫn là một người có tính cách vội vàng. Chàng trai, cậu nên trầm ổn hơn một chút, không thì sao mà thành công được. Hoắc Khải vẫn giữ im lặng, không muốn nói mấy câu vô nghĩa. Vương Trường Tín thì bật cười, nói, thôi được, chúng ta vào việc nhé. Về chuyện tai nạn kia, nể mặt cậu là người ngoại tỉnh, mà chúng tôi cũng không muốn bị mang tiếng là bắt nạt người ngoài. Cho nên chia đôi tổn thất kinh tế là được, như vậy, cậu chỉ cần phải trả khoảng 8 triệu gì đó thôi, mọi chuyện khác thì không phải lo nữa. Hoắc Khải nhìn ông ta, nói, vậy tôi có cần phải cảm ơn ông luôn không? Nếu muốn thì tôi cũng không ngại đâu. Vương Trường Tín nói, nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu đôi câu, tuổi trẻ chưa trải sự đời thì đừng có làm mấy cái thủ đoạn khó coi như vậy. Chuyện vợ tôi và bố của Hiểu Thiên không còn là bí mật gì động trời đâu. Nhiều người biết lắm, nếu cậu cho rằng việc lan truyền mấy cái tin tức trong nhà này ra ngoài là có thể thoát nạn à, vậy thì sai quá sai rồi. Hôm nay tôi đến đây cũng không phải để dạy dỗ ai mà chỉ muốn nói với cậu rằng, làm người thì phải đường đường chính chính, làm mấy thủ đoạn còn con đấy chẳng hay ho gì đâu. Cậu con trẻ, lần tổn thất này coi như là bài học đi, nhưng phải nhớ kỹ vào, vì không phải ai cũng dễ nói chuyện như tôi đâu. Hoắc Khải lẳng lặng nhìn Vương Trường Tín, một lúc sau, anh mới lên tiếng, giờ tôi mới nhận ra đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn ông có vẻ rất chính trực, đáng tin, nhưng cái khí chất vô liêm sỉ lại tương phản rõ rệt với vẻ ngoài. Đúng là tôi đã được dạy một bài học rồi, sau này dù là gặp ai thì cũng không nên nhìn dáng dấp mà đoán tính cách. Ăn nói kiểu gì đấy hả? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi tức giận hét lên. Vương Trường Tín vươn tay ra ngăn lời của người đó lại rồi mỉm cười. Chàng trai, đừng có nóng vội như thế, tôi đã nói rồi mà, không nhịn được thì không làm nên việc lớn được đâu, khi cậu ngồi được vào vị trí của tôi thì cậu sẽ hiểu. Thế giới này đều dựa vào thực lực để nói chuyện, tôi mạnh hơn cậu, nên dù cả thế giới có nói ai đúng ai sai đi nữa thì có sao nào. Cậu nghĩ cậu làm gì được ở đây, bảo cậu chịu nửa phí là đã khách sáo lắm rồi, mà đó cũng chỉ là nể mặt cô Đường thôi đấy. Nếu cậu không chịu thì cậu nghĩ xem Hiểu Thiên có đổi lời khai thành vì hai người mâu thuẫn với nhau mà cậu đã đâm Hiểu Thiên trước không? À, khỏi phải lo nghĩ về chuyện ở trường đua nhé. Vô dụng thôi, cứ ngoan ngoãn chịu tội đi. Sau này cẩn thận một chút, đừng có chốc lấy phiền làm gì. Lúc nói câu này, Vương Trường Tín rất tự tin. Ông ta cho rằng bản thân đã tra rõ mọi chuyện rồi. Kể cả chuyện Cơ Hương Ngưng đã lấy chứng cứ với bác sĩ cấp cứu ông ta cũng biết rõ. Nhưng ông ta vẫn tự tin có thể xoay chuyển càn khôn. Lật ngược tình thế, Hoắc Khải cũng tin rằng ông ta có thể làm được, vì đối phương đang có ưu thế ở sân nhà, đây cũng là lý do vì sao khi ký kết hợp đồng. Rất nhiều công ty sẽ thêm một câu, nếu xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, mọi chuyện sẽ do tòa án ở địa phương sở tại của công ty phân xử. Lợi thế sân nhà không chỉ có trong các môn thể thao mà còn cả ở trên thương trường nữa. Nếu Hoắc Khải kiên quyết muốn liều mạng với đối phương thì sẽ rất bất lợi. Bởi vì Đinh Hiểu Thiên có thể thay đổi lời khai bất cứ lúc nào. Hôm nay hắn ta có thể nói là Hoắc Khải đâm mình. Ngày mai cũng có thể nói là Hoắc Khải muốn giết người. Lúc lấy chứng cứ, tòa án sẽ hướng về lời khai của người bị hại nhiều hơn. Nếu có thêm mấy người nữa ra làm chứng thì sẽ càng có độ tin cậy cao hơn. Cho nên ván này Hoắc Khải thật sự phải thua, nhưng anh lại không hề hoảng hốt mà chỉ nhìn Vương Trường Tín. Một lúc sau, anh mới nói, nếu như tôi nói, muộn nhất là trong 2 tuần, tôi sẽ bắt ông đền lại gấp 10 lần số tiền 8 triệu này thì ông có tin không? Vương Trường Tín bật cười. Đáp, cậu thanh niên, tự tin là tốt, nhưng đừng đánh giá bản thân mình cao quá, tôi biết các cậu hiếu thắng, thích thể hiện, trong lòng không phục nên mới nói mấy lời này, nhưng khi cậu lớn hơn cậu sẽ hiểu, có những câu đe dọa vô nghĩa sẽ chỉ có thể trở thành trò cười thôi. Nghe tiếng cười của Vương Trường Tín, Hoắc Khải cũng mỉm cười, gật đầu nói, đã vậy thì chúng ta cùng chờ xem, 8 triệu sẽ được đưa cho ông ngay, không thiếu một xu, không phải cho tôi mà là cho Đinh Hiểu Thiên, nói như kiểu tôi lừa tiền cậu vậy, Vương Trường Tín nói, Hoắc Khải không quan tâm đến ông ta nữa. Chỉ gọi Cơ Hương Ngưng đi vào, đưa cho người nhà Đinh Hiểu Thiên 8 triệu, bảo bên pháp lý soạn một lá thư hòa giải và hiệp ước bồi thường. Cơ Hương Ngưng nhìn Vương Trường Tín, không hỏi nhiều mà cũng chẳng nói gì thừa thãi. Cô chỉ đáp, tôi biết rồi, nói rồi, cô ấy lập tức quay đi tìm luật sư của phòng pháp lý. Vương Trường Tín khẽ gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy, nói rồi, ông ta đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Khi đi ngang qua người Cơ Hương Ngưng, ông ta nhìn cô ấy một cái, ông ta cao lớn, cao hơn Cơ Hương Ngưng cả nửa cái đầu. Rất có dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, cô gái, nhờ cô chuyển lời hỏi thăm đến chủ tịch Cơ nhé, khi nào tôi sẽ mời ông ấy đến đây làm khách, Vương Trường Tín nói, giọng nói của ông ta giống hệt một bậc cha chú nói với con cháu. Cơ Hương Ngưng nghe vậy liền nheo mắt lại, cách chương, chế tạo hào môn, chương 243 kẻ ngốc tặng tiền, góc truyện audio.com, Cơ Hương Ngưng nhìn ông ta rồi nói, nhà họ Cơ chúng tôi không thích ăn cơm chung với người lạ. Vương Trường Tín ngẩn ra rồi bật cười, cũng chẳng nói gì nữa. Trong mắt ông ta, Cơ Hương Ngưng chẳng qua chỉ đang cố đấm ăn xôi mà thôi. Rõ ràng là chẳng giỏi giang gì nhưng lại cứ thích nói xạo như cậu thanh niên kia. Lại còn không thích ăn cơm chung với người lạ,
Nếu là Cơ Chấn Hùng thì ông ta có dám nói vậy không? Đám thanh niên này đúng là không biết trời cao đất dày mà. Vương Trường Tín hiện tại đang vô cùng vui vẻ vì đã thành công chèn ép được một người ít tuổi hơn. Khiến đối phương ngậm đắng nuốt cay, có khổ mà không nói nên lời. Cảm giác như vậy mới là ý nghĩa chân chính của việc đè lên đầu người khác khi kiếm được nhiều tiền. Có tiền chưa chắc đã làm được tất cả mọi chuyện, nhưng ít nhất là có thể khiến kẻ khác tự chuốc lấy khổ vào những thời điểm như thế này. Còn về chuyện Hoắc Khải nói sẽ khiến ông ta phải đền gấp 10 trong vòng 2 tuần thì Vương Trường Tín chẳng thèm quan tâm. Đừng nói đây mới chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Cho dù có là Cơ Chấn Hùng nói thì sao chứ, có gọi cả ông trời đến đây, tôi nói không nể mặt thì cậu cũng phải chịu. Vài tiếng sau, khi Cơ Hương Ngưng đã giao số tiền đền bù là 8 triệu cho bố mẹ của Đinh Hiểu Thiên. Lúc này Hoắc Khải mới được thoát thân, khi rời khỏi nơi đó, sắc mặt Cơ Hương Ngưng không vui vẻ một chút nào. Tiền là chuyện nhỏ, 8 triệu tuy nhiều nhưng cô ấy vẫn có thể lấy ra được. Huống hồ Hoắc Khải còn nói rằng sẽ trả lại số tiền này cho cô ấy. Nhưng vô duyên vô cớ phải lấy ra bao nhiêu tiền như vậy thì ai mà thoải mái cho được. Đường Trọng Vi cũng vô cùng hối lỗi bước lên nói, anh Lý, tôi xin lỗi anh, tôi chẳng giúp gì được anh cả. Chuyện này đúng là tôi cũng có một phần trách nhiệm, nếu tôi không mời anh lên xe thì có lẽ sẽ không phải lỗi của cô. Đừng tự trách bản thân, tôi biết ai đúng ai sai mà. Hoắc Khải mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, vả lại, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Người cười cuối cùng mới là kẻ thắng thật sự, nhưng chúng ta làm gì còn cách nào nữa. Chứng cứ đã bị bọn họ tiêu hủy cả rồi, người làm chứng cũng đứng về phía bọn họ. Đường Trọng Vi buồn bã nói, qua chuyện này, cô ấy đã có một nhận thức rõ ràng hơn về mặt tối của xã hội. Lúc trước, cô vẫn luôn được bao bọc, rất ít khi có cơ hội được tiếp xúc với sự tối tăm của xã hội. Nên cứ cho rằng miễn mình không phải ở tầng lớp thấp nhất thì sẽ luôn nhìn thấy được công lý. Nhưng sự cấu của Hoắc Khải đã nói cho cô ấy biết. Dù bản thân đã có một địa vị nhất định thì với cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, vẫn rất khó để có thể sinh tồn được, muốn sống thì phải học cách thỏa hiệp. Thật ra Hoắc Khải không phải đang thỏa hiệp, nếu anh không đưa 8 triệu tiền bồi thường ra và lựa chọn đối đầu với Vương Minh Hải thì chắc hẳn bây giờ đã bị nhốt lại rồi. Mà đa số những người sau khi thỏa hiệp sẽ lựa chọn từ bỏ hoặc quên đi. Nhưng Hoắc Khải thì không, sự thỏa hiệp của anh là lấy lùi làm tiến, là việc lùi tay về sau trước khi giơ ra nắm đấm. Có đủ không gian bộc phát sức lực thì nắm đấm đánh ra mới càng có lực sát thương hơn. Lý giải của Hoắc Khải về hận thù không phải là lấy ơn báo oán. Không nhất thiết phải đổi tận giết tuyệt, nhưng ít nhất cũng phải đòi lại công bằng cho bản thân. Nếu không thì còn gì là ý nghĩa nữa, cứ nhượng bộ mãi thì chẳng thà về rừng sâu làm người nguyên thủy cho rồi. Đường Trọng Vi không nói nhiều nữa mà nhanh chóng rời đi cùng hai vị luật sự của tập đoàn quốc tế Đường Thị. Cơ Hương Ngưng thì lên cùng một xe với Hoắc Khải. Sau khi đóng cửa xe, Hoắc Khải nói, đến huyện Thông của tỉnh Nam Giang trước đi. Huyện Thông, tới đó làm gì? Cơ Hương Ngưng thắc mắc, đến lấy lại 8 triệu tiền vốn. Hoắc Khải đáp, Cơ Hương Ngưng ngẩn ra, nhưng vẫn không hiểu, huyện Thông là một huyện thị nhỏ không đáng kể đến của tỉnh Nam Giang. Nhà họ Cơ còn chẳng mở rộng làm ăn đến đó, sao Hoắc Khải lại tới để lấy lại tiền vốn chứ? Công ty của Vương Trường Tín chủ yếu làm về giao dịch các loại nguyên liệu thuốc cho công ty thuốc quốc tế. Hai năm gần đây, ông ta có hợp tác mật thiết với một công ty dược phẩm tên Derek. Gần như trên 70, lợi nhuận của nó là đến từ công ty thuốc này. Nhưng nghiêm khắc mà nói, Vương Trường Tín là một tiểu thương, mua vào rồi bán ra lấy lãi. Ông ta lấy nguyên liệu thành phẩm rồi bán cho công ty Derek. Điều chúng ta cần làm chính là cắt đứt sự liên kết cung cầu của bọn họ. Hoắc Khải nói, vậy công ty dược phẩm Derek đó là xí nghiệp quốc tế thì liên quan gì đến huyện Thông kia chứ? Cơ Hương Ngưng vẫn thắc mắc, Hoắc Khải giải thích, loại thuốc mới nhất mà dược phẩm Derek đang nghiên cứu cần một loại nguyên liệu mà số lượng của nó thì cực ít. Ngoài huyện Thông ra thì chỉ có Triều Hồ của Giang Nam và Hoa Sơn của Tây Nam mới sản xuất ra được một phần. Nhưng hai thành phố này cũng chỉ chiếm được nhiều nhất là 20. Thôi, không thể so với số lượng mà Derek cần được. Theo tôi biết, loại nguyên liệu nguyên sinh này hiện giờ vẫn còn đang trong thời kỳ sinh trưởng. Ít nhất phải một tháng sau mới có thể thu hoạch được. Chúng ta đến đó trước một tháng rồi thu mua với giá cao. Nếu Vương Trường Tín còn muốn làm ăn với Derek thì phải qua tay chúng ta. Khi đó, cô sẽ biết thế nào gọi là một tay che trời. Anh nói vậy mới giúp Cơ Hương Ngưng hiểu ra. Hóa ra là thế, chẳng trách anh bảo cô Đường đi tìm tài liệu về bố mẹ của Vương Minh Hải. Sau đó anh liền nghĩ ra cách này sao? Cũng tầm đó, Hoắc Khải không phủ nhận, anh chưa từng là một người chỉ thích đi một con đường. Chuẩn bị nhiều phương án chưa bao giờ là thừa thãi cả. Giống như hôm nay vậy, nếu Hoắc Khải không còn cách nào khác thì anh đành phải ngậm đắng nuốt cay. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể đi được nhiều con đường một lúc như Hoắc Khải. Cho dù người bình thường có biết cách hiện tại sẽ vô dụng nhưng cũng chẳng còn con đường khác để đi nữa. Mà dù bọn họ có thể thật sự phân tích được đến một khả năng nào đó chỉ với việc đọc một tài liệu đơn giản như Hoắc Khải thì cũng khó mà thực hiện nó được, bởi vì chuyện này cần phải có sự hiểu biết về đại đa số các ngành nghề. Cần có kiến thức rộng chứ không phải chơi. Sau đó, chiếc xe tăng tốc hướng về phía huyện Thông, nơi đó không quá xa,
đi đường cao tốc cũng chỉ mất khoảng 4 tiếng là đến nơi. Khi đến nơi thì đã là chiều tối. Trên đường đi, anh và Cơ Hương Ngưng đã cùng tìm hiểu đại khái về nơi này. Loại thuốc nguyên sinh mà Vương Trường Tín cần là loại sinh trưởng tự nhiên. Tỷ lệ thành công khi con người tự trồng là vô cùng thấp. Hơn nữa, bởi vì một vài nguyên nhân mà tạm thời chưa thể làm rõ được nên hiệu quả của loại thuốc tự trồng đó kém rất xa so với loại gốc. Loại thuốc này sinh trưởng ở một ngọn núi ở vùng ngoại ô của huyện Thông. Cần có người đến đào lên. Mỗi năm, khi bên hợp tác phái người đến thu mua thì đều có rất nhiều nông dân đã đào trước để bán cho họ. Giá mua lại tại đây là 3 đến 40 tệ nửa cân. Sau khi đã tinh luyện thì được bán cho Vương Trường Tín với giá khoảng 100 nửa cân. Còn Vương Trường Tín bán cho nước ngoài lại là 600 nửa cân. Tiền thuế của thuốc lại là thấp nhất trong tất cả các loại sản phẩm. Sau khi trừ đi các loại tiền nhân công, vận chuyển ra thì Vương Trường Tín còn lãi đến 400%. Nước ngoài đánh giá rất cao nguyên liệu thuốc đông y, thậm chí còn hơn cả người trong nước. Mà số nguyên liệu này chỉ sinh sản được ở trong nước chứ không có ở bất kỳ khu vực nào khác. Năm xưa, khi Vương Trường Tín làm kinh tế ngoại thương cùng một người khác thì đã vô tình tìm hiểu được nguyên liệu thuốc đông y được bán ra nước ngoài với giá kinh người, thế mà trong nước không một ai biết, lúc này, ông ta mới có suy nghĩ tự mình kinh doanh. Không thể không nói chuyện này đã thực sự khiến ông ta nắm bắt được cơ hội. Dựa vào việc mua vào rồi bán ra, ông ta đã có được chênh lệch lợi nhuận vô cùng lớn. Hiện giờ, công ty của ông ta đã trở thành nhà cung ứng cho một công ty dược phẩm quốc tế mô hình lớn với doanh số hàng năm lên đến mấy trăm triệu. Ngoài dược phẩm Derek ra thì ông ta còn hợp tác với rất nhiều công ty khác nữa. Nhưng lượng nguyên liệu mà Derek cần là nhiều nhất, mà giá cũng cao nhất. Sau khi đến huyện Thông, chuyện đầu tiên Hoắc Khải làm không phải là đi tìm những người đi hái thuốc mà là tìm các ban ngành liên quan đến rừng. Anh lấy danh nghĩa đầu tư để gặp mặt với các lãnh đạo ban ngành. Đưa ra yêu cầu muốn thâu toàn bộ khu vực có thuốc sinh trưởng. Để đảm bảo người hái thuốc không bị thiệt hại về lợi ích. Đường Thiên Giật đưa ra những điều kiện rất ưu đãi. Đầu tiên, thuốc vẫn do người dân bản địa phụ trách và được thu mua với giá cao hơn thường ngày 15. Thứ hai, trả toàn bộ tiền thuê trong 10 năm. Thứ ba, khai hoang mở ruộng, trong vòng 3 năm nữa, anh sẽ giúp cho ít nhất 1.500 người dân có việc làm. Điều kiện như thế này chẳng khác gì kẻ ngốc tặng tiền. Thầu cả khu vực, lại còn thu mua với giá cao hơn thì có khác gì không thầu đâu cơ chứ. Lãnh đạo ban ngành không hiểu gì, nhưng người này cũng chẳng cần hiểu. Sau khi Đường Thiên Giật đã đối chiếu với ngân hàng ngay tại đó, tỏ ý có thể chuyển khoản bất kỳ lúc nào thì lãnh đạo ban ngành trực tiếp kéo dài thời gian tan làm xuống để ký kết một hợp đồng mang lại đóng góp cực lớn cho huyện trong thời gian ngắn nhất. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 244, làm lại từ đầu, gocchuyenaudio.com. Bản hợp đồng này được ký kết dưới danh nghĩa công ty Hy Vọng Mới. Ngoại trừ mục đích chèn ép Vương Trường Tín, Hoắc Khải cũng dự định khai thác và phát triển nơi này thành cơ sở trồng trọt. Đã là sản phẩm giảm cân thì đương nhiên càng là nguồn gốc thiên nhiên càng tốt. Không có điều gì làm khách hàng tin tưởng hơn việc ôm trọn cả ngọn núi để trồng cây. Quá trình ký hợp đồng còn suôn sẻ hơn tưởng tượng, ban đầu Cơ Hương Ngưng còn lo sẽ gặp phải ai đó ngăn cản. Dù sao thì loại thuốc đông y được trồng ở nơi này là loại cực kỳ hiếm thấy trong nước. Đáng lẽ nên được bảo vệ gắt gao mới phải, nhưng trên thực tế, rất nhiều vị thuốc có dược tính đơn lẻ, đã vậy còn ít được chú ý, đa số sẽ không được dùng tới trong các tình huống thông thường. Dược liệu không được dùng tới thì khác quái gì cỏ dại đâu. Thế nên hàng năm, ngoại trừ bên đối tác của Vương Trường Tín tới thu mua thì chẳng có ai hỏi han ngó ngàng tới. Mà bản hợp đồng ký kết cùng Hoắc Khải không gây tổn hại tới lợi ích của người hái thuốc. Ngược lại còn thêm tiền, lãnh đạo phòng ban đương nhiên sẽ thấy vui lòng, cầm được hợp đồng có đóng dấu đàng hoàng. Hoắc Khải khéo léo từ chối lời mời ăn cùng nhau bữa cơm của lãnh đạo phòng ban. Anh và Cơ Hương Ngưng ngồi vào xe, chuẩn bị quay về. Sau khi lên xe, Cơ Hương Ngưng nhìn văn kiện hợp đồng trong tay Hoắc Khải. Sau này Vương Trường Tín muốn mua dược liệu sẽ phải tốn rất nhiều công sức đây. Hay là tôi chạy cùng anh thêm chuyến nữa, ký luôn hợp đồng với hai nguồn cung ứng còn lại, chặn hết con đường của ông ta luôn. Hoắc Khải lắc đầu và nói, chuyện ấy không có khả năng lắm, vì địa vị kinh tế của huyện Thông rất thấp nên mới cảm thấy hứng thú với kiểu hợp tác như thế này. Ở hai điểm cung ứng khác, thuốc đông y không phải nguồn kinh tế của họ, một nơi có nền kinh tế phát triển sẽ chú trọng bảo vệ núi rừng, hạn chế khai thác phát triển, trừ phi là đất trống đồi trọc. Nếu không muốn mua sẽ chẳng dễ dàng gì. Vả lại, cho dù không mua hai chỗ còn lại thì chúng ta cũng chiếm tới 80. Rồi, Vương Trường Tín muốn tiếp tục hợp tác cùng công ty dược phẩm Derek. Tuyệt đối không thể tránh khỏi chỗ này được. Vậy anh định xử lý đống dược liệu kia thế nào? Bán cho đối thủ cạnh tranh của ông ta à? Cơ Hương Ngưng hỏi. Hoắc Khải lại lần nữa lắc đầu. Giúp đỡ đối thủ cạnh tranh của Vương Trường Tín là một việc làm tốn công tốn sức mà không được lợi lộc gì. Việc như thế, anh chẳng buồn làm, nếu khoản tiền kia bị Vương Trường Tín lừa mất từ chỗ anh. Vậy thì phải do đích thân ông ta đem trả lại, cách báo thù tốt nhất không phải là từ chối, mà là hoan nghênh và tiếp nhận, nhìn đối phương rõ ràng không thích thú gì nhưng vẫn phải mua.
mới thật sự làm người ta buồn bực. Cơ Hương ngưng không nói gì thêm nữa. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Hoắc Khải. Bên A của hợp đồng là công ty Hy Vọng mới chứ không phải nhà họ Cơ. Kể ra thì chuyện này cũng khiến cô thoáng thấy thất vọng. Bởi vì Hoắc Khải đã bắt đầu làm việc trên danh nghĩa công ty của mình. Không cần việc gì cũng phải có nhà họ Cơ đứng ra giúp đỡ. Điều này chứng tỏ anh đã có đủ năng lực thoát khỏi nhà họ Cơ. Mức độ ỷ lại vào Hoắc Khải của Cơ Hương ngưng vượt qua bất kỳ người nào khác. Thế nên khi biết Hoắc Khải gặp chuyện, cô mới bỏ hết công việc mình đang làm, thậm chí còn dẫn cả người của phòng pháp chế tới. Nhưng cô không biết mình còn giữ được người đàn ông này trong bao lâu. Cho dù anh từng nói sẽ giúp cô ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Cơ. Có một khoảnh khắc, Cơ Hương ngưng đã nghĩ, nếu mình mãi mãi không làm chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Cơ, phải chăng anh sẽ luôn ở bên cạnh mình? Suy nghĩ này khiến cô thấy động lòng, thế nhưng ngay sau đó, cô đã tự véo bản thân một cái thật mạnh, anh là một người đàn ông đã có vợ, đã thế giữa hai người còn có bí mật không thể nói với ai khác. Giữ anh ở bên cạnh mình đáng lẽ là để giám sát từng cử động của anh. Làm sao có thể coi anh như vợ hiền dâu đảm được chứ? Nghĩ tới đây, Cơ Hương ngưng không nói gì nữa. Cô ngả đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn ánh đèn xe nhanh chóng vụt qua bên ngoài. Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô. Hoắc Khải còn tưởng cô mệt mỏi quá nên cũng không nghĩ nhiều. Đồng thời sợ cô sẽ bị cảm trong lúc ngủ vì điều hòa trong xe nên lấy chiếc chăn dự phòng ra đắp lên người Cơ Hương ngưng. Anh càng tỏ ra dịu dàng và chu đáo thì lòng dạ Cơ Hương ngưng càng mông lung. Anh không nên thế này. Đến tận 3 giờ sáng, chiếc xe mới đỗ lại bên vệ đường, nhìn ngôi nhà đã gần ngay trước mắt, cho dù bên trong tối đèn, nhưng Hoắc Khải vẫn cảm nhận rõ hơi ấm đã lâu lắm không nhận được. Chẳng trách người già thường bảo, con người như chiếc thuyền phiêu dạt, gia đình là bến đỗ dịu êm, cho dù bản thân đi đến những đâu, trải qua chuyện gì, gia đình mãi mãi là thứ bản thân luôn cần nhất. Cảm ơn cô nhé, về nghỉ ngơi đi, Hoắc Khải xuống xe rồi thò đầu vào nói với Cơ Hương ngưng. Cơ Hương ngưng vẫy vẫy tay với anh rồi bảo tài xế lái đi. Sau khi đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi, Hoắc Khải quay người đi vào nhà, tới cửa anh mới chú ý thấy, trong nhà vẫn còn ánh sáng lờ mờ, lấy chìa khóa ra mở cửa, Hoắc Khải nhìn thấy Ninh Thần đang ngồi trước máy tính gõ phím lọc cọc. Nghe thấy tiếng cửa mở, Ninh Thần lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoắc Khải đã về, cô thoáng sững người, ngay sau đó, người phụ nữ này nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi, nhanh chóng chạy tới trước mặt Hoắc Khải ôm lấy anh, sao về mà không báo với em, có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không? Trong lúc nói câu này, nước mắt của cô đã chảy xuống, giọng điệu cũng trở nên nghẹn ngào. Hoắc Khải biết, chắc hẳn mấy ngày nay cô đã được một phen hết hồn. Anh vỗ nhẹ lên lưng Ninh Thần, lên tiếng an ủi cô. Không sao rồi, đừng khóc nữa, Đường Đường đã ngủ chưa? Ninh Thần buông anh ra, gạt nước mắt, gật đầu đáp, ngủ rồi, nhưng cứ đòi bố ầm ĩ, làm sao mà anh ra ngoài được thế? Hương Ngưng bảo là phiền phức lắm mà, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không thể tính là phiền phức được. Hoắc Khải giải thích một câu nhẹ nhàng bâng quơ rồi nhìn về phía máy tính. Sao em vẫn chưa ngủ, em không ngủ được nên dậy xem có khách hàng nào cần tư vấn không? Ninh Thần đáp, Hoắc Khải có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn mấy ngày nay Ninh Thần liên tục mất ngủ, nhìn quầng thâm đen thui của cô là đoán ra ngay, trả lời câu hỏi của khách hàng chủ yếu là để bản thân chú ý tới vấn đề khác. Nếu không ngày nào cũng nghĩ đến chuyện của Hoắc Khải sẽ chẳng làm nổi việc gì. Nhìn Ninh Thần tiêu tụy hơn lúc trước một cách rõ rệt. Hoắc Khải cảm thấy áy náy, đã hứa phải để mẹ con cô ấy được sống thoải mái. Thế mà lại khiến họ phải lo lắng. Xin lỗi, anh, đừng nói những câu ấy, chỉ cần anh về nhà an toàn là được, em không sao đâu, Ninh Thần quệt khóe mắt, có lẽ nhìn ra được áy náy trong lòng Hoắc Khải, cô cố gắng nặn ra một nụ cười, ngày mai Đường Đường nhìn thấy anh về chắc sẽ vui đến nhảy lên mất. Vẻ dịu dàng của cô khiến người ta rung động như thế đấy. Đây mới là sự quan tâm thuần túy nhất, chân thực nhất, không xen lẫn bất kỳ lợi ích nào, trong mắt Hoắc Khải, thứ gọi là tình yêu, chỉ khi đứng trong tầng lớp xã hội này mới nhìn thấy được. Càng có tiền, càng có địa vị, càng khó nhìn thấy tình yêu thực sự. Anh rất trân trọng hiện tại, có lẽ vì từng trải qua một chuyện cực kỳ nguy hiểm nên càng hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Khúc mắc trong lòng anh cũng nới lỏng ra đôi chút, nhìn gương mặt dù tiêu tụy vẫn cố gắng cười để anh thấy yên lòng. Hoắc Khải thoáng rung động, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Đây là hành động chủ động và thân mật nhất mà Hoắc Khải từng làm sau khi sống lại. Cảm nhận sự dịu dàng của người đàn ông kia trên trán mình, Ninh Thần thấy ấm áp trong lòng. Không kìm được mà ôm lấy anh, Hoắc Khải không từ chối cái ôm của cô, hai tay anh ôm lấy cô rồi khẽ nói, cho anh một cơ hội theo đuổi em, được không? Ninh Thần nghe xong mà muốn cười, còn tưởng anh đang cố tình trêu mình nên đáp, người ta bảo chúng mình là đôi vợ chồng già rồi, còn theo đuổi cái gì nữa? Không, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, anh hy vọng em có thể quên đi con người trước kia của anh. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta làm quen với nhau lại từ đầu, anh hy vọng trong những ngày tháng tới, con người mà em nhìn thấy là con người của anh ở hiện tại. Hoắc Khải nói, anh muốn hóa giải khúc mắc trong lòng mình,
cũng muốn thay thế hoàn toàn ấn tượng mà Lý Phong để lại trong lòng Ninh Thần. Bởi vì anh biết, mình đã rung động với người phụ nữ này đến hết thuốc chữa rồi. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc Lý Phong quen với cô ấy sớm hơn mình. Anh đã thấy khó chịu, Ninh Thần cuối cùng cũng nghe hiểu những gì Hoắc Khải nói. Tuy rằng không hiểu rõ cốt lõi của vấn đề, nhưng về cơ bản thì đã hiểu, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hoắc Khải, một nụ cười chân thành xuất hiện trên gương mặt Ninh Thần. Cô gật đầu chắc nịch, được, vậy thì để chúng ta làm quen lại từ đầu. Xin chào, anh Lý, em là Ninh Thần, cúi đầu nhìn bàn tay Ninh Thần đã xòe ra, Hoắc Khải hít vào thật sâu rồi chậm rãi nắm lấy tay cô. Xin chào, cô Ninh, rất vui được quen với em. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 245, nghề làm mộc, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Khải bị đánh thức bởi tiếng hét của Đường Đường. Khi anh mở mắt ra, cô nhóc kia đang phấn khích ôm lấy anh mà gào ầm lên. Đường Đường, bố con về rất muộn, đừng làm phiền bố nghỉ ngơi. Ninh Thần ở bên cạnh trách mắng. Không sao đâu, Hoắc Khải bế con bé lên, thơm chụt lên mặt con bé rồi hỏi. Có nhớ bố không? Có ạ, Đường Đường gật đầu thật mạnh rồi cũng thơm Hoắc Khải một cái. Nghiêm túc đáp, nhớ lắm lắm luôn, nhớ tới mức nào, nhớ như mẹ con nhớ bố vậy. Đường Đường hô ầm lên, gò má Ninh Thần thoáng ửng đỏ, nhất là khi thấy Hoắc Khải liếc nhìn sang, cô càng thêm ngượng ngùng. Hoắc Khải cũng không trêu chọc cô, chỉ mỉm cười đùa giỡn cùng con gái một lúc mới dẫn cô bé đi đánh răng rửa mặt. Cô bé quấn lấy Hoắc Khải cả buổi sáng, tới tận khi được đưa tới trường mới chịu yên tĩnh, anh không tới công ty nhà họ Cơ ngay lập tức, cũng không tới hy vọng mới của nhà mình, mà đi thăm Triệu Vĩnh An, ông cụ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống không còn quá nhiều, có thể nói là được ngày nào thì biết ngày đó thôi. Đến nhà Triệu Vĩnh An, Hoắc Khải thấy ông đang quanh quẩn bên bồn hoa nhỏ trước cửa. Rau trong bồn hoa đã bị nhổ hết ra, trồng vào đó là hai cây gỗ sưa, loại cây này rất đắt đỏ, nhưng quá trình sinh trưởng cũng cực kỳ chậm, với tuổi thọ của Triệu Vĩnh An, e là rất khó nhìn thấy chúng trưởng thành. Hoắc Khải bước tới, chủ động nhấc bình tưới cây lên, tưới nước giúp Triệu Vĩnh An. Nhìn thấy anh đến, Triệu Vĩnh An không hề bất ngờ, cũng không ngăn cản động tác của Hoắc Khải. Đợi anh tưới cây xong, ông cụ đưa cho anh một ly nước mát rồi mới hỏi. Nghe nói cậu gặp phải rắc rối à? Không có gì, chuyện nhỏ thôi ạ. Hoắc Khải nhấp vài hớp nước rồi quệt mồ hôi trên trán. Sau này nếu ông muốn tưới cây thì gọi tôi một tiếng là được. Mấy hôm nữa tôi cũng chuyển tới đây rồi, đợi khi cậu chuyển tới thì có lẽ tôi đã đi rồi. Với cả, tôi bị ung thư chứ có phải phong thấp đâu, tưới cây vẫn làm được chứ. Triệu Vĩnh An đáp, Hoắc Khải biết, đi mà ông cụ nhắc tới ý chỉ qua đời. Đối với bệnh tật của mình, Triệu Vĩnh An nhận thức rất rõ ràng, ông không hề buồn bực hay hoảng loạn như những người già khác khi biết mình bị bệnh ung thư. Ngược lại trông có vẻ còn thông suốt hơn khi vừa cãi nhau với đám người miêu nhất khoa. Đến cả trạng thái tinh thần của ông trông cũng khá hơn nhiều. Nếu để người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ tưởng rằng bệnh tình của ông đã thuyên giảm nhiều. Nhưng Hoắc Khải biết, đây là tình huống không khác gì hồi quang phản chiếu. Bây giờ trạng thái tinh thần của Triệu Vĩnh An càng tốt chứng tỏ ngày rời xa trần thế của ông càng gần. Điều này khiến anh cảm thấy buồn bã, Triệu Vĩnh An từng trải nên đương nhiên cũng nhìn ra được. Ông cười cười, nói, không cần phải thương hại tôi, sống cả một đời, có thành tựu đáng để tự hào, cũng thấy xứng đáng rồi. Còn cậu đây, đã bảo với cậu rồi đấy thôi, đổi được cổ phiếu ra tiền mặt thì một nửa dành cho cậu. Coi như tiền công vất vả, phần còn lại giúp tôi quyên góp cho công trình hy vọng. Sao cậu đưa luôn cả 2 triệu tệ mà miêu nhất khoa cho thêm thế? Tiền là của ông, tôi chỉ đi một chuyến, tính tiền vé máy bay cũng không quá 2.000 tệ, cho nên nếu nhận sẽ rất áy náy. Còn về chuyện quyên góp, đương nhiên cũng nên do ông đích thân làm, nếu cơ thể đi lại không tiện, sau này tôi lái xe đưa ông đi. Hoắc Khải nói, được rồi, Triệu Vĩnh An xua xua tay, không quá băn khoăn về vấn đề này, ông nói, nếu đã đến rồi thì đừng ngồi chơi, trong nhà có mấy miếng gỗ thừa, tôi cứ định làm một cái hộp, bây giờ thể lực không cho phép nữa rồi. Cậu cứ cắt giúp tôi nhé, dụng cụ với gỗ để chung một chỗ đấy. Hoắc Khải gật gật đầu, tiến vào nhà lấy khúc gỗ và dụng cụ mà Triệu Vĩnh An nhắc tới. Sau đó tiến hành cứ cắt theo lời ông nói, khúc gỗ này chỉ là gỗ dương thường thấy, thông thường người ta chỉ dùng loại gỗ này để làm bìa khác. Không, giá thành cực kỳ rẻ, không ngờ nhân vật như Triệu Vĩnh An lại dùng loại gỗ tầm thường như thế này. Hoắc Khải không đưa ra quá nhiều đề nghị khi nhìn thấy loại nguyên liệu này. Theo suy nghĩ của anh, không cần biết ông cụ muốn làm gì. Anh nên hoàn thành nguyện vọng của ông hết khả năng có thể, chứ không phải làm theo ý thích của anh, khiến ông cụ thấy tiếc nuối. Thế nhưng Triệu Vĩnh An ở bên cạnh quan sát anh thì lại hỏi. Có phải cậu cảm thấy dùng gỗ dương để làm hộp không phù hợp lắm? Hoắc Khải không hề che giấu suy nghĩ thực sự của chính mình. Đúng là như vậy, cậu chẳng sợ tôi sẽ tức giận nhỉ? Triệu Vĩnh An cười cười, đương nhiên ông sẽ không thấy tức giận vì Hoắc Khải chịu nói thật. Thực ra, thời tôi còn trẻ, gỗ dương là loại gỗ tốt nhất trong nước rồi. Không phải vì giá thành của nó cao đến đâu, mà là vì trông nó bình thường như thế nhưng giúp ích rất nhiều cho đất nước này. Rất nhiều công trình kiến thiết cơ bản phải nhờ gỗ dương mới hoàn thành được.
và lại còn có câu biểu ngữ cây dương chọc trời, không nản lòng trước khó khăn, cho nên đối với những người sống trong thời đại của tôi, nó luôn mang theo chút tình cảm rất đặc biệt. Triệu Vĩnh An giống như một ông lão bình thường, thê thêm một chiếc ghế con, ngồi đó nhìn Hoắc Khải làm việc, sau đó kể vài chuyện thời trẻ với anh, giọng nói của ông không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu hỏi. Hai người vừa hỏi vừa đáp, trông không khác gì hai thầy trò trên giảng đường. Hoắc Khải không quá quen với công việc cưa cắt gỗ, sở trường của anh là làm đồ gốm cơ, nghề mộc là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, trông qua thì đơn giản, chứ thực tế rất phức tạp. Đến giờ trưa, Triệu Vĩnh An đích thân xuống bếp nấu một món mặn, một món chay, thịt thủ lợn xào nõn hoa tỏi, bắp cải chua ngọt, thêm hai bát cơm trắng. Rất nhiều người cứ bảo ăn thịt là không tốt, phải ăn chay nhiều vào, thực ra là sai bét. Cậu nhìn mấy con dã thú mà xem, con nào ăn thịt cũng cường tráng và rắn chắc, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, con người cũng vậy thôi. Không ăn thịt thì lấy đâu ra sức, cứ bảo cơm trắng nuôi dưỡng cơ thể, thực chất là do trước kia chúng ta nghèo quá, không mua nổi thịt nên nói vậy để an ủi bản thân. Con bé nhà cậu cũng phải ăn nhiều thịt vào, đừng cho con trẻ ăn mấy loại cháo linh tinh, biết chưa hả? Triệu Vĩnh An vừa gắp rau cho Hoắc Khải vừa dặn dò. Con bé tên là Đường Đường, năm nay 8 tuổi rưỡi, đợi thứ bảy tôi sẽ đưa con bé tới. Hoắc Khải nhẹ nhàng đáp. Triệu Vĩnh An không hề từ chối, cũng không đồng ý, dường như chỉ đang tự nói tự nghe vậy thôi. Kể ra thì ông ấy thực sự rất đáng thương, dạy học cả một đời, nhưng về già lại mất con, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sau khi người vợ già qua đời, còn cãi nhau với học sinh, bây giờ ngoài Hoắc Khải ra thì không ai tới thăm Triệu Vĩnh An nữa. Ai cũng biết ông không sống được bao lâu, lại còn cãi nhau rất to với đám miêu nhất khoa, làm gì còn ai tới mua vui nữa, để những người kia nhìn thấy Hoắc Khải cần mẫn như vậy. Họ sẽ chỉ chê cười chàng thanh niên này không hiểu chuyện thôi. Tương lai luôn dành cho người sống, chỉ khi còn sống mới điều khiển được thế giới này. Một người đã chết, dù lúc sinh thời oai phong đến cỡ nào, cũng chỉ còn là quá khứ. Hoắc Khải chẳng buồn nghĩ gì tới mấy chuyện ấy, anh đến thăm Triệu Vĩnh An chỉ xuất phát từ lòng kính trọng dành cho ông lão này. Không còn lý do nào khác. Về phần đám người miêu nhất khoa, Hoắc Khải càng không để tâm, nếu không, anh sẽ không tỏ ra cứng rắn với miêu nhất khoa khi đi đòi tiền. Bận rộn bên chỗ Triệu Vĩnh An tới khi trời tối, anh mới ra một chiếc hộp trông cũng không đến nỗi, tuy rằng anh không quá quen với nghề làm mộc, nhưng số đo không bị sai lệch quá nhiều, chiếc hộp vuông vức trông cũng tạm được, chẳng qua Triệu Vĩnh An kiên quyết dùng mộng gỗ làm khớp nối. Không muốn dùng bất cứ linh kiện kim loại nào, mộng gỗ là một kỹ thuật rất phức tạp, người bình thường học mất dăm 3 năm cũng chưa chắc đã thành thạo. Triệu Vĩnh An ở bên cạnh chỉ dạy, Hoắc Khải cũng chỉ miễn cưỡng làm ra được một cái tương đương. Không thể nào ghép vào được, thấy trời đã tối, Triệu Vĩnh An cũng không miễn cưỡng, chỉ xua xua tay và bảo, về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tới làm tiếp là được. Hoắc Khải gật gật đầu, giúp ông dọn đồ đạc vào trong nhà, sau đó rửa tay sạch sẽ rồi mới cáo từ và rời đi. Khi đã đi được một đoạn, Hoắc Khải quay đầu lại nhìn, vẫn nhìn thấy bóng dáng ông cụ đang đứng trước cửa và nhìn về phía này. Trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên thấy bất an. Bởi vì bóng dáng ấy thực sự cho người ta cảm giác cô độc. Hoắc Khải rất muốn quay về, tiếp tục bầu bạn với ông cụ thêm một lát nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một buổi tối thôi mà, ngày mai rồi đến cũng được, huống hồ sau khi về nhà còn phải nấu cơm cho hai mẹ con cô ấy. Tiện thể xử lý chút việc công ty, anh vẫy vẫy tay với bên ấy rồi quay người rời đi. Đợi khi bóng dáng của Hoắc Khải đã khuất hẳn, Triệu Vĩnh An đang đứng tựa vào cửa mới bật ra tiếng ho. Ông đã nín nhịn rất lâu, không dám ho ra tiếng, chỉ vì không muốn bộc lộ dáng vẻ yếu đuối của bản thân trước mặt Hoắc Khải. Nhưng lúc này không còn ai bên cạnh nữa, mất đi lý do để gắng gượng, cơ thể ông nhanh chóng suy yếu, chậm rãi quay người lại, đóng cửa vào, tiếng ho dữ dội không ngừng vọng ra từ bên trong căn nhà. Màn đêm bắt đầu ập xuống, cách chương, chế tạo hào môn, chương 246, liên lạc, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Khải tới công ty một chuyến, chủ yếu vì bên phía Cơ Hương Ngưng còn rất nhiều việc đang lỡ giờ. Tần Anh quyến định giúp, về việc đặt công ty con ở nước ngoài, Hoắc Giai Minh đã tìm người dọn đường mở lối giúp họ rồi. Nhưng Cơ Hương Ngưng vẫn cần cắt cử một người phụ trách. Chứ nếu họ tuyển người từ đất nước bản địa, chỉ sợ sẽ gặp chút vấn đề, không phải đồng bào thì tư tưởng chắc chắn sẽ khác, câu nói này không phải nói suông. Cơ Hương Ngưng liệt kê một danh sách, đưa cho Hoắc Khải, để anh chỉ định một người. Hoắc Khải cũng không hỏi tại sao một tổng giám đốc như cô không đích thân quyết định mà để anh làm việc này. Anh nghiêm túc nhìn danh sách một lượt rồi nói. Chọn Triệu Khải thời đi, xuất thân từ phòng kinh doanh, thời đại học học chuyên ngành quản lý tài chính quốc tế. Cũng có chút căn bản, quan trọng nhất là người này tinh thông cả ba loại ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp. Rất hợp với công tác ở nước ngoài, kể ra thì, tôi nhớ khả năng kinh doanh của người này cũng rất khá. Tại sao cô chưa đề đạt anh ta làm trưởng phòng kinh doanh? Cơ Hương Ngưng trả lời, trưởng phòng kinh doanh Lý Thu Sinh là vây cánh của Cơ Sương Minh. Vốn dĩ định cho hắn ta thôi việc rồi, sau này Cơ Sương Minh tìm tôi cầu xin.
Anh cũng biết đấy, quan hệ của chúng ta với hai chú cháu Cơ Xuyên Hải mãi mới hòa hoãn được. Cũng không muốn gây gổ với nhau vì chút chuyện còn con trong thời điểm then chốt thế này. Cho nên mới, Hoắc Khải nghe xong mà lắc đầu nguầy nguậy, suy nghĩ của cô là không đúng rồi, vì cô đặt bản thân mình ở địa vị yếu thế, cô phải nhìn cho rõ, bây giờ bên mạnh hơn là chúng ta, nếu chúng ta lên tiếng phủ nhận, Cơ Xuyên Hải lập tức trở thành mục tiêu công kích, chỉ tính riêng những chuyện trước đó ông ta đã làm, dòng chính nhà họ Cơ sẽ không tha cho ông ta đã bước lên con thuyền của chúng ta, không thể nào bước xuống được nữa. Còn về Cơ Xương Minh, tôi thấy thực ra hắn ta hợp với vị trí trưởng phòng kinh doanh hơn Lý Thu Sinh. Chuyện khác không nói, chỉ riêng về văn hóa trên bàn rượu, hắn ta đã giỏi hơn Lý Thu Sinh rồi, nhưng Cơ Xương Minh là phó tổng giám đốc, không thể giáng chức hắn ta một cách vô duyên vô cớ. Cho nên chỉ có thể để bà Triệu Khải thời, vì kiêng dè quan hệ với Cơ Xuyên Hải mà cô bỏ vắng một người có năng lực như vậy không dùng tới. Đúng là lẫn lộn đầu đuôi, Cơ Hương Ngưng nghe xong mà sắc mặt rất khó coi, tốt xấu gì cô cũng là tổng giám đốc, còn là cấp trên trực tiếp của Hoắc Khải, thế mà bị cấp dưới trách mắng như thế, nhưng Hoắc Khải nói cũng không sai. Bởi vì kiêng dè Cơ Xuyên Hải mà từ bỏ việc đề bạt Triệu Khải thời. Để một kẻ vô dụng chiếm chỗ mà không làm việc, đó là lãng phí nguồn lực, Hoắc Khải nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của cô bèn hỏi. Biết ngụy trương chứ, tôi cũng đâu phải Đường Thái Tông, Cơ Hương Ngưng tức giận quắc mắt nhìn anh, đừng nói mấy đạo lý to tát ấy với tôi biết mình không tận dụng nhân lực là có lỗi, nhưng anh cũng phải chú ý thái độ, bất kể thế nào, tôi vẫn là cấp trên của anh không thể tôn trọng tôi một chút à, tôi chỉ tôn trọng nghề nghiệp chứ không tôn trọng cá nhân. Hoắc Khải nhìn cô, hay là cô hy vọng cô cũng đối đãi với cô như một người bạn bình thường ở công ty này? Nghe thấy câu này, Cơ Hương Ngưng càng thấy tức, bạn bè bình thường, khi anh gặp chuyện, ai chạy nguyên quãng đường xa xôi, dẫn theo nhân lực tới giúp đỡ, khi anh xòe tay ra, ai không nói hai lời đã đắp vào đó 8 triệu tiền mặt. Ai đã cùng anh một nắng hai sương chạy tới huyện thông để ký hợp đồng. Bây giờ nói rằng chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Anh từng thấy người bạn bình thường nào vì nhau mà làm nhiều chuyện thế chưa? Cơ Hương Ngưng không biết tại sao mình lại tức giận như thế vì câu nói này. Nhưng cô tức giận đấy, tức nổ cả phổi, nhất là khi nhìn thấy gương mặt vô tội không hiểu đầu cô tai nheo gì của Hoắc Khải. Cô chỉ muốn đạp cái gót giày lên mặt anh, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Sau này gặp phải rắc rối gì thì tìm người bạn bình thường của anh mà giúp nhé. Cơ Hương Ngưng lạnh lùng đẩy anh ra ngoài. Hoắc Khải bật cười, sao cô còn nổi nóng vì một câu nói chứ, anh có thể nhìn ra được. Cơ Hương Ngưng cảm thấy khó chịu vì vấn đề thân phận. Nhưng anh cũng không nói sai gì mà, tình bạn đơn thuần không tồn tại giữa hai người khác giới. Làm bạn bình thường thôi cũng khó lắm rồi, quan hệ càng tốt thì càng dễ xảy ra chuyện, đây chính là nguyên nhân cho tình yêu trong văn phòng và tình yêu trong trường học. Sớm tối quấn quýt bên nhau thì dù cho là một chú chó hay một chú chim cũng có thể nuôi dưỡng tình cảm. Huống hồ đối mặt với một con người, có thể không rung động trong hoàn cảnh ấy thì lòng dạ phải sắt đá đến cỡ nào. Anh bị đuổi ra khỏi phòng làm việc, mấy nhân viên đi ngang qua bên ngoài đều tò mò liếc vào bên trong. Họ nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Cơ Hương Ngưng, chào anh Lý, mấy nhân viên không dám nghe ngóng trước mặt Hoắc Khải, hoảng loạn chào một câu rồi nhanh chóng rút đi, bây giờ địa vị của Hoắc Khải trong công ty gần như là dưới một người nhưng trên vạn người. Đừng nói tới mấy nhân viên bình thường kia, cho dù Cơ Xương Minh gặp được anh, cũng sẽ nhiệt tình chào một tiếng cậu em Lý, không chỉ vì những chuyện mà Hoắc Khải làm khiến người ta thấy bội phục, mà còn vì ngay khi quan hệ chưa hoàn hoãn, Hoắc Khải đã chủ động đề nghị cùng Cơ Hương Ngưng để Cơ Xương Minh phụ trách phần lôi kéo các bên hợp tác. Phải biết rằng, trong quá trình mở rộng thị trường, phần lôi kéo các bên hợp tác cực kỳ quan trọng, lôi kéo được bao nhiêu người thì sau này có thể chiếm được bấy nhiêu thị phần. Thậm chí sau này những người ấy sẽ trở thành nguồn lực cá nhân của hắn ta. Hoắc Khải tặng phần quà lớn như thế, Cơ Xương Minh đương nhiên phải nhìn anh bằng đôi mắt khác. Nghe thấy một tiếng binh vọng ra từ phòng làm việc, dường như Cơ Hương Ngưng đang đá bàn đá ghế, Hoắc Khải khẽ lắc đầu, cô gái này nóng tính thật. Sau khi Hoắc Khải rời đi, Cơ Hương Ngưng ngồi sau bàn làm việc, tức đến mức nghiến răng ken két. Bạn bè bình thường, tên khốn này, từ nay về sau đừng hòng tôi giúp anh nữa. Nếu còn giúp anh, tôi sẽ không mang họ Cơ. Một loạt những câu lầm bầm thốt ra khỏi miệng Cơ Hương Ngưng. Thể hiện sự phẫn nộ của cô ấy. Đáng tiếc, Hoắc Khải hoàn toàn không nghe thấy. Anh đã quay về phòng làm việc riêng của mình, mở máy tính ra, với tư cách là trợ lý tổng giám đốc. Phòng làm việc của Hoắc Khải còn to hơn trưởng phòng kinh doanh. Cũng nhờ anh khăng khăng phủ quyết trong lúc trang hoàng. Nếu không, đẳng cấp của nó chắc phải đứng đầu công ty, cây to đón gió lớn. Hoắc Khải vẫn hiểu được đạo lý này, đừng tưởng bây giờ anh được bao nhiêu người kính trọng, nhưng sau lưng anh, e rằng vẫn còn không ít người muốn thấy anh vẽ mặt. Làm gì cũng không nên quá khoa trương, như thế mới sống lâu được. Sau khi mở máy tính ra, Hoắc Khải tải một phần mềm cổ phiếu rồi bỏ vào đó số vốn 300.000 tệ. Sau đó, anh xem lướt qua bảng điện tử hiển thị một hồi, chọn được hai mã cổ phiếu, rồi bắt đầu mua vào. Nhìn bề ngoài hai mã cổ phiếu này không có gì mới mẻ.
nhưng Hoắc Khải đã phát hiện được hành tung mà đồ đệ Vương Vũ Hành để lại từ biểu đồ ca, live và biểu đồ theo thời gian thực. Từ tình hình trước mắt có thể thấy, Vương Vũ Hành chỉ tạm thời thử kéo giá, nhưng hiệu quả vẫn hơi kém, bẫy dập trong hai mã cổ phiếu này khá nhiều, mà đợt này tính lưu thông của cổ phiếu kỹ thuật mạnh mẽ đến đáng sợ. Cho nên chỉ cần anh hơi tăng giá một chút sẽ có rất nhiều người chơi đơn lẻ nhân cơ hội này rời sàn. Hoắc Khải không tiêu hết 300.000 tệ ngay lập tức, mà chỉ mua 10 lô vào lúc 10 giờ, sau đó lại hẹn giờ tới lúc 11 giờ mua thêm 11 lô. Lúc mở phiên vào lúc 13 giờ sẽ mua 13 lô. Lúc 14 giờ sẽ mua 14 lô. Rất ít người biết rằng, anh và Vương Vũ Hành có phương thức liên lạc đặc biệt như thế. Mua vào một số lượng cổ phiếu nhất định theo thời gian để từ đó sinh ra liên hệ. Thậm chí có thể dùng khoảng thời gian khác biệt với các mã cổ phiếu khác biệt vừa mua vào vừa bán ra. Tiến hành trao đổi mật mã bí mật, mật mã này chỉ có Hoắc Khải và Vương Vũ Hành biết được. Làm như thế, có thể ngăn ngừa kẻ khác nhòm ngó tới nội dung liên lạc. Không biết được mật mã thì dù là thần tiên cũng không hiểu họ đang nói gì. Sau khi hẹn giờ xong, Hoắc Khải không còn để tâm tới hai mã cổ phiếu đó nữa. Với mức độ hiểu biết của anh về Vương Vũ Hành, nhanh nhất cũng phải đến chiều đối phương mới có thể chắc chắn mình đang liên lạc với cậu ta. Dù sao thì dân chơi cổ phiếu mua vào bán ra mỗi ngày nhiều như thế. Kiểu gì cũng có người mua theo kiểu này một cách trùng hợp. Thế nhưng điều khiến Hoắc Khải ngạc nhiên là khi anh vừa chuẩn bị tắt phần mềm thì nhận được tin báo tự động của hệ thống. Hai mã cổ phiếu mà anh vừa mua nhanh chóng xuống giá rồi nhanh chóng tăng giá. Vẽ ra một dấu tích, Hoắc Khải không biết rằng, trong mấy năm nay, Vương Vũ Hành vẫn luôn muốn liên lạc với anh, nhưng khi tạm biệt nhau, hai người từng nói rằng, trừ khi Vương Vũ Hành có thể tạo ra thành tích đáng nể trên sàn cổ phiếu. Nếu không đừng bao giờ chủ động tìm anh, đồng thời, Vương Vũ Hành cũng chưa từng biết thầy của mình là cậu chủ nhà họ Hoắc. Trong mấy năm nay, cậu ta đã trở thành thần thoại của chính mình trên thị trường cổ phiếu. Từ nguồn vốn 10.000 tệ, thành công biến nó thành hơn 300 triệu tệ giống như Hoắc Khải. Khi có được nguồn vốn 300 triệu tệ trong tay, điều đầu tiên mà cậu ta muốn làm là tìm tới thầy của mình. Báo tin mừng cho anh, cách chương, chế tạo hào môn, chương 247, mật mã, gocchuyenaudio.com. Ngay từ lúc lấy được số vốn 300 triệu, chuyện mà Vương Vũ Hành nhất định phải làm mỗi ngày là cử một nhóm người theo dõi sàn giao dịch mà cậu ta đang theo. Xem có người mua phù hợp với điều kiện không? Đây không phải một công việc đơn giản, tuy rằng chỉ theo dõi một chuyên mục duy nhất, nhưng nhiều cổ phần như thế, số lượng của bất cứ một chuyên mục nào đều đạt tới mấy trăm. Vương Vũ Hành trả lương cao cho nhóm người này, khiến rất nhiều người chơi cổ phiếu theo cậu ta đều cảm thấy khó hiểu. Chúng ta chỉ cần chuyên tâm cực hết vào mấy loại cổ phiếu là được. Vì sao phải chú ý tới những cổ phiếu khác, Vương Vũ Hành không giải thích với bất cứ ai, cậu ta chỉ muốn gặp người mà cậu ta muốn liên lạc nhất thôi. Cậu ta vất vả bao lâu nay chính là để chứng minh rằng cậu ta có tư cách làm học trò của anh. 10 giờ Hoắc Khải mua 10 lô cổ phiếu, ngay lúc đó nhân viên giám sát đã báo cho Vương Vũ Hành biết. Trong phòng chuyên dành cho khách quý, Vương Vũ Hành nhìn vào màn hình máy tính của đám cấp dưới. Gật đầu nói, làm tín hiệu đi, tín hiệu ở đây là giảm trước tăng sau, đánh dấu tích vào đó. Nếu người mua 10 lô cổ phiếu này chính là người mà mình muốn gặp. Nhìn thấy dấu tích này, chắc chắn người đó sẽ phản hồi lại, chỉ có điều trong một năm nay, Vương Vũ Hành đã thử nghiệm vô số lần, lần nào cũng chứng minh rằng đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau nhiều lần thất vọng, Vương Vũ Hành không còn hy vọng nhiều như lúc đầu nữa. Bảo người ta đánh dấu tích chỉ là thói quen mà thôi. Khi đã đánh dấu tích được khoảng 3 phút, nhân viên giám sát bỗng hô lên, ông chủ, có phản hồi, giá trần đột nhiên tăng thêm 450 lô. Một lô là 100 cổ phiếu, 450 lô là 45.000 cổ phiếu. Nếu tính theo giá này thì vừa rồi Hoắc Khải đã tiêu hết 300.000 vừa nạp vào rồi. Hiện tại giá cổ phiếu công nghệ vẫn dừng lại ở vị trí khoảng 0.7, đột nhiên có mấy trăm lô mua vào treo trên giá trần. Đương nhiên là rất bắt mắt, người bình thường chẳng ai tự nhiên treo nhiều như vậy ở mức giá này. Có lẽ nhà cái sẽ làm thế, bởi vì bọn họ nhất định phải làm dối trí các nhà đầu tư cá nhân. Khiến người ta không hiểu rốt cuộc bọn họ đang làm gì. Thế nhưng mọi lợi thế giá thấp của cổ phiếu công nghệ này đều nằm trong tay Vương Vũ Hành. Không thể có sự tồn tại của nhà cái thứ hai được. Vậy thì chỉ có thể là thật. Vương Vũ Hành nhảy bật lên khỏi ghế ngồi. Cậu ta phi tới trước màn hình máy tính, nhìn lịch sử mua vào 450 lô gần như là bị nuốt chửng trong tích tắc. Tuy rằng bởi vì cơ chế bảo mật nên cậu ta không tra ra được người mua lần này và người treo 10 lô vừa rồi có phải là cùng một người hay không. Nhưng trong lòng cậu ta có một sự cảm mãnh liệt, người này chính là thầy của mình. Chắc chắn là thế, treo 13.699 lô ở giá trần. Vương Vũ Hành sốt sắng ra lệnh, người điều hành phiên giao dịch lập tức làm theo lời cậu ta. Treo cái đơn lớn này lên giá trần, đơn hơn 10.000 khiến giá cổ phiếu tăng lên vùn vụt. Đồng thời rất nhiều cổ phiếu bán thấp hơn giá này đều bị nuốt chửng. Đúng như dự đoán của Hoắc Khải, hiện giờ áp lực tăng cổ phiếu quá lớn, chẳng bao lâu sau là hơn 13.000 lô sẽ bị hao mòn sạch.
giá cổ phiếu dừng lại ở mức 7.8, treo thêm 70.651 lô. Vương Vũ Hành tiếp tục ra lệnh. Người điều hành phiên giao dịch nhìn cậu ta rồi nói, ông chủ, hiện tại áp lực tăng quá lớn, treo như vậy thì có thể lợi thế giá thấp của chúng ta sẽ bị thế chỗ. Đến lúc đó sẽ không thể kiểm soát phiên giao dịch được nữa. Tôi bảo anh treo thì cứ treo đi. Vương Vũ Hành quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta, cậu ta mới tốt nghiệp đại học chưa đến 2 năm, vẫn còn rất trẻ tuổi. Không ít người ở đây lớn tuổi hơn cậu ta, nhưng tính cách của Vương Vũ Hành là kiểu cố chấp và rất lạnh lùng. Động khẩu không được là động thủ, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Ngay từ khi chỉ có số vốn mấy trăm ngàn, cậu ta đã dám nhổ nước miếng vào nhà đầu tư có khối tài sản hàng chục triệu. Chỉ cần dám thách thức cậu ta thì cậu ta sẵn sàng tới ủy ban điều tiết chứng khoán tung hết những tài liệu mờ ám của anh ra. Đối với rất nhiều nhà điều hành phiên giao dịch trong thị trường cổ phiếu, cậu ta chính là một kẻ điên, cậu ta đi tố cáo người khác, chẳng lẽ người khác sẽ tha cho cậu ta sao? Nhưng Vương Vũ Hành chẳng hề bận tâm tới những điều đó. Có vẻ như cậu ta chỉ một lòng một dạ muốn kiếm tiền. Ai cản đường cậu ta? Một là cút đi, hai là đồng quy vô tận, không thỏa hiệp, lại càng không có chuyện né tránh, bởi vì tính cách điên cuồng này nên sau khi biết cậu ta làm nhà cái, rất nhiều người sáng suốt không tranh với cậu ta, đến bây giờ Vương Vũ Hành đã tích lũy được mấy trăm triệu. Trở thành một chàng trai vàng trong làng cổ phiếu, không mấy ai dám chọc tới cậu ta nữa, có lẽ những tổ chức lớn khác có nhiều vốn hơn cậu ta. Nhưng đồng thời cũng lăm bí mật đen hơn cậu ta, không ai dám mạo hiểm chọc tới cậu ta để rồi cá chết lưới rách. Ngay cả những người nhiều vốn còn như thế, huống chi là nhân viên điều hành phiên giao dịch làm việc cho Vương Vũ Hành. Cậu ta vừa trợn mắt lên là nhân viên điều hành phiên giao dịch khoảng 30 tuổi ấy lập tức treo 70.651 lô như lời cậu ta nói. Mặc dù áp lực tăng cổ phiếu rất lớn, nhưng đầu tiên là hơn 10.000 lô, sau đó lại là hơn 70.000 lô, không ít nhà đầu tư cá nhân lùi bước, thấy giá trần đã bị chặn đứng, rất nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng mua vào theo. Lúc này Vương Vũ Hành nói, rút đơn, nhân viên điều hành phiên giao dịch lập tức hủy đơn bán. Không có sự ưu tiên của đơn lớn, đơn bán của các nhà đầu tư cá nhân khác lập tức bị đơn mua nuốt mất. Giá cổ phiếu cũng lập tức rớt xuống, lúc trước đã nói rồi, các nhà đầu tư cá nhân chỉ biết đổ xô theo giá lên một cách mù quáng. Lúc cổ phiếu tăng, bọn họ mù quáng mua, lúc cổ phiếu tụt giảm, bọn họ lại mù quáng bán, cổ phiếu công nghệ với áp lực cực lớn này tụt xuống khỏi giá trần. Đồng thời còn tụt giảm vài điểm so với giá cả lúc đầu. Tình thế khác biệt này khiến nhân viên điều hành phiên giao dịch hơi lo lắng. Anh ta nhắc nhở, chúng ta làm như vậy rất có thể sẽ bị hẹn đi uống trà đây. Bình thường nhà cái không dám tùy tiện điều khiển giá cổ phiếu như thế. Nếu không thì ủy ban điều tiết chứng khoán rất dễ tới kiếm chuyện. Thế nhưng Vương Vũ Hành không quan tâm tới những chuyện đó. Cậu ta chỉ hưng phấn lấy điện thoại ra, sau đó nói với những người khác, các anh ra ngoài hết đi, mọi người sửng sốt, thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã kết thúc đâu. Hơn nữa vừa rồi còn làm một vố như thế. Không biết có bao nhiêu nhà đầu tư cá nhân đang mắng chửi. Thậm chí còn tới khiếu nại với ủy ban điều tiết chứng khoán. Bây giờ cậu lại bảo bọn tôi ra ngoài. Tuy rằng rất khó hiểu, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều. Ánh mắt của Vương Vũ Hành quá đáng sợ. Ai ở lại thì người đó sẽ tự chuốc lấy khổ. Sau khi mọi người đi, Vương Vũ Hành chốt cửa lại. Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, cậu ta hít sâu một hơi rồi mới ấn nút bắt máy. Ông chủ Vương đã làm nên thần thoại trong ngành chứng khoán lại run run ngón tay khi nhận một cuộc điện thoại như thế. Nếu để đám nhân viên nhìn thấy thì e là bọn họ sẽ ngạc nhiên há hốc mồm mất. Chi tiêu vài trăm triệu mà còn không hề bối rối, vì sao lại run rẩy vì một cuộc điện thoại như thế cơ chứ? Trong điện thoại vọng ra một giọng nói ôn hòa, đừng hỏi gì cả, ghi lại thời gian giúp tôi. Mặc dù giọng nói trong điện thoại khác với sự tưởng tượng của cậu ta, nhưng giọng điệu và khí thế khi ra lệnh cho người khác lại vô cùng quen thuộc. Vương Vũ Hành hít sâu một hơi rồi gật đầu nói, mời anh nói, 9:31, 9:37, 9:39, 10:03, một chuỗi các thời gian được đọc ra, cuối cùng người trong điện thoại nói, đến khi kết thúc chúng ta đi ăn với nhau một bữa. Tôi sẽ báo thời gian và địa điểm cho cậu sau. Dứt lời, cuộc gọi kết thúc, nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Vương Vũ Hành không hề cảm thấy hụt hẫng, bởi vì cậu ta dám chắc là đã liên lạc được với thầy của mình rồi. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy khó hiểu là giọng nói của thầy thay đổi quá nhiều. Như thể là một người hoàn toàn khác so với trước kia. Nhưng cậu ta sẽ không hoài nghi điều gì chỉ vì giọng nói thay đổi. Bởi vì người có thể liên lạc được với cậu ta chỉ có thể là người đó mà thôi. Hai lần treo đơn trên giá trần chính là số điện thoại. Chặn đứng hai lần tăng chứng tỏ con số cuối cùng là 2. Đây là mật mã giữa thầy trò bọn họ, cho dù người trong điện thoại không phải thầy thì nhất định cũng là người đáng để tin tưởng. Vương Vũ Hành cúi đầu nhìn những mốc thời gian đã ghi trên giấy. Cậu ta đặt điện thoại xuống. Cầm chuột rồi bắt đầu xem những người mua cổ phiếu công nghệ ở những mốc thời gian tương ứng. 9:31 là 1.700 lô, 9:37 là 2.200 lô,
9:38 là 1.009 lô. Số lượng giao dịch ở mỗi mốc thời gian đều bị cậu ta ghi ra. Đây cũng là một chuỗi mật mã, đến khi thống kê hết mọi số liệu ra và giải mã theo quy luật đặc biệt. Cuối cùng sẽ được một câu như sau, PEN-EQ, dược phẩm trường tín, chém, cách trương, chế tạo hào môn, chương 248, rời xa, góc chuyện audio.com, nhìn hàng chữ trên giấy, Vương Vũ Hành không do dự quá nhiều, cậu ta lấy ra một chiếc bật lửa đốt tờ giấy này đi. Đồng thời gọi đám nhân viên vào, hiện giờ chúng ta còn bao nhiêu vốn có thể dùng được? Vương Vũ Hành nhìn tờ giấy đang bốc cháy và hỏi, người phụ trách tài vụ lập tức trả lời, khoảng 20 triệu, Vương Vũ Hành nhìn về phía nhân viên điều hành phiên giao dịch. Cậu ta nói, điều tra về tình hình của dược phẩm Trường Tín, nhân viên điều hành phiên giao dịch gõ lạch cạch một lúc rồi quay đầu nói. Giá thị trường là 1 tỷ 37 triệu, vốn cổ phần lưu thông chiếm 80%, là một công ty chủ yếu kinh doanh dược phẩm quốc tế. Giá cổ phiếu hiện tại là 11 tệ 2, vừa mới tiến hành giao dịch không hưởng quyền cổ tức, Vương Vũ Hành trầm ngâm một lát, cổ phiếu có giá 1 tỷ, cho dù cổ phần lưu thông chỉ có 80%, thì việc dùng cổ phiếu 20 triệu để đánh bại cũng khá là khó khăn. Trừ phi tìm được tin tức tiêu cực có sức công phá lớn. Nhưng yêu cầu mà Hoắc Khải đưa ra là chém, từ này đồng nghĩa với việc tối thiểu phải chém đứt đôi. Hơn nữa tốc độ phải nhanh, chém một cách dứt khoát, không để nó có cơ hội thở dốc, vậy nên Vương Vũ Hành không có nhiều thời gian để từ từ thu mua các cổ phiếu giá thấp và khống chế thị trường. Chỉ có thể chèn ép bằng vốn mà thôi, Vương Vũ Hành ngẫm nghĩ nửa phút rồi nói, 20 triệu không đủ, kiếm thêm 80 triệu đi, nhưng vốn của chúng ta lúc này đều dùng để kiểm soát phiên giao dịch rồi. Bây giờ mà bán đi thì sẽ lỗ mất, nhân viên điều hành phiên giao dịch nói, đừng nói tới lợi ích với tôi muốn 100 triệu tiền vốn. Vương Vũ Hành nhìn chằm chằm vào anh ta, trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú ấy ngập tràn khí thế khiến người ta khó mà chịu nổi. Trong vòng 2 ngày, hạ giá cổ phiếu này ít nhất là 50, mọi người nghe vậy đều rất sửng sốt, từ lúc làm việc cho Vương Vũ Hành đến giờ, tuy rằng cũng từng có cổ phiếu bị hạ giá, nhưng đều là bởi vì lợi ích của chúng quá cao, tốc độ gửi hàng nhanh, cổ phiếu như vậy mà làm hạ giá thì cũng có lời. Nhưng hiện tại bọn họ chẳng có một lợi thế nào, cứ thế hạ giá cổ phiếu thì đồng nghĩa với việc mất trắng 50 triệu. Vì sao phải làm như thế, bọn họ chưa từng nghe nói tới công ty dược phẩm Trường Tín này. Hơn nữa mới được đưa ra sàn giao dịch NEQ thì không đáng để bọn họ bận tâm tới. Đã bao giờ nghe nói Vương Vũ Hành có mâu thuẫn gì với công ty này đâu nhỉ? Mọi người lập tức nghĩ tới chuyện vừa bị Vương Vũ Hành đuổi ra. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó trong khoảng thời gian bọn họ ra ngoài. Người có thể làm thiên tài trong thị trường chứng khoán bỏ ra 100 triệu để hạ giá một loại cổ phiếu thì nhất định không phải người bình thường. Nhân viên tài vụ có mối quan hệ thân thiết nhất với Vương Vũ Hành vô thức nhìn vào màn hình máy tính. Hẳn là có liên quan đến mấy trăm lô giá trần đó chăng? Bọn họ không đoán ra được đáp án, đồng thời cũng biết là Vương Vũ Hành sẽ không nói cho bọn họ. Cậu trai trẻ tài giỏi này luôn nói 102, làm việc cho cậu ta, tốt nhất đừng luôn miệng hỏi vì sao, chỉ cần làm theo là được rồi. Nhân viên điều hành phiên giao dịch không nói năng gì, anh ta làm đúng theo lời Vương Vũ Hành, bán tháo 3 loại cổ phiếu đang có, mỗi một loại cổ phiếu đều là đơn lớn mấy chục triệu. Khiến người theo 3 loại cổ phiếu này khổ không kể xiết. Vô số nhà đầu tư cá nhân đờ đẫn nhìn giá cổ phiếu tụt giá không phanh. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang yên đang lành, cũng chẳng có tin tức xấu gì cả. Sao tự nhiên lại vung ra cái đơn lớn như thế, đến buổi trưa chốt phiên, giá cổ phiếu đã giảm xuống 8, Vương Vũ Hành cũng thành công thu về 100 triệu. Khoản tiền này được rót hết vào tài khoản trên NEQ. Biên độ tăng giảm của sàn giao dịch CSI bị hạn chế ở mức 10. NEQ thì bởi vì là công ty nhỏ, số vốn đổ vào để kiểm soát nhà cái càng ít hơn. Vậy nên biên độ tăng giảm bị hạn chế ở mức 30. Nếu ngày nào Vương Vũ Hành cũng ép giá cổ phiếu dược phẩm Trường Tín liên tục thì hoàn toàn có thể hạ giá 50. Trong vòng 2 ngày, đương nhiên như vậy thì cũng sẽ tổn thất khá nhiều, buổi chiều vừa bắt đầu phiên giao dịch là bọn họ điên cuồng mua vào. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không màng đến phí tổn, mua vào hết 100 triệu khiến giá cổ phiếu tăng lên khoảng 13. Các nhà đầu tư cá nhân mừng như điên, tự nhiên tăng nhiều như thế, sắp phất lên rồi, không ít người hay tin cũng mua theo khá nhiều, nhưng bọn họ không biết rằng bắt đầu từ ngày mai, dược phẩm Trường Tín sẽ rớt xuống địa ngục, trên đời này chẳng có cái bánh nào rớt từ trên trời xuống cả. Nhất là trên thị trường chứng khoán, trong lúc Vương Vũ Hành vội vàng hoàn thành mệnh lệnh của Hoắc Khải thì anh đang đi chợ. Anh mua một số loại rau củ mà Triệu Vĩnh An thích ăn. Còn tới cửa hàng Ngũ Kim mua vòi nước, ông cụ muốn trồng cây, ngày nào cũng phải xách nước thì sẽ rất mệt, mua vòi nước sẽ tiện hơn nhiều. Hoắc Khải tay xách nách mang vào trong khu chung cư, lúc gần tới nhà Triệu Vĩnh An, anh thấy quanh đó có không ít người, còn có xe cứu thương và xe cảnh sát, trái tim đập lên thình thịch, Hoắc Khải vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai bác sĩ khiêng cáng chùm vải trắng ra ngoài. Hai, thật đáng thương, chết cũng không ai hay.
chưa đáng thương đâu, đến lúc đó không có một ai đưa tăng thì mới gọi là đáng thương. Người có tiếng tăm đến thế mà cũng có kết cục như vậy. Đúng là thế sự khó lường, những lời bàn tán của mọi người xung quanh khiến khuôn mặt của Hoắc Khải trở nên tái nhợt. Anh không kịp nghĩ thêm gì nữa, vội vàng bước tới trận cáng cứu thương lại, bác sĩ nhìn anh nói, cậu làm gì vậy? Hoắc Khải buông hết đồ đạc trong tay ra, nhẹ nhàng lật tấm vải trắng lên, anh nhìn thấy khuôn mặt đã nhắm mắt của Triệu Vĩnh An. Khuôn mặt ông ấy trắng bợt, không còn chút sức sống nào nữa. Giờ khắc này, Hoắc Khải cảm thấy hốt hoảng, ông cụ, qua đời rồi, Triệu Vĩnh An ra đi quá đột ngột, hôm qua Hoắc Khải còn làm dương gỗ với ông ấy, hôm nay đã không còn nữa rồi. Sự thay đổi này khiến Hoắc Khải khó mà chấp nhận ngay được. Thậm chí anh còn hoài nghi là mình chưa tỉnh ngủ, nếu không thì sao lại như vậy cơ chứ? Mấy quản lý chung cư bước tới nói vài câu với bác sĩ. Đại khái là mối quan hệ giữa Hoắc Khải và Triệu Vĩnh An khá tốt. Bác sĩ nhìn Hoắc Khải, không quát anh tránh ra mà chỉ nói, mong anh nén bi thương. Hoắc Khải hít sâu một hơi, anh ngẩng đầu hỏi, bởi vì ung thư à? Chắc là thế. Chúng tôi nhận được điện thoại của quản lý khu nhà mới tới cấp cứu. Đến nơi thì đã quá muộn rồi, theo tình hình ở hiện trường thì cơ quan nội tạng của ông ấy suy kiệt vì ung thư giai đoạn cuối. Có lẽ đã bắt đầu từ tối qua, bác sĩ giải thích. Hoắc Khải siết chặt bàn tay, bắt đầu từ tối qua sao? Anh vẫn nhớ như in hình ảnh ông cụ dựa vào cửa nhìn anh đi. Khi đó anh đã cảm thấy bất an, thậm chí còn muốn quay lại với ông cụ, nhưng đến cuối cùng anh vẫn đi, nghĩ rằng hôm sau đến cũng không muộn, ai có thể ngờ rằng chỉ sau một đêm mà bọn họ đã âm dương cách biệt. Anh à, bây giờ thời tiết khá nóng, chúng tôi phải đưa thi thể tới nhà xác, anh xem, câu nói của bác sĩ làm Hoắc Khải hoàn hồn lại, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe, không phải Hoắc Khải chưa từng trải qua sinh ly tử biệt. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy buồn như lúc này. Tuy rằng anh và Triệu Vĩnh An không phải người nhà, nhưng ông lão đáng kính này luôn là người mà anh tôn trọng nhất. Vốn anh định ở bên ông lão đến cuối cuộc đời, nhưng cuối cùng anh vẫn không thực hiện được. Điều này khiến Hoắc Khải hối hận, áy náy và bi thương. Anh đặt tay lên cáng cứu thương, nhìn quản lý khu nhà và hỏi, có ai lo liệu hậu sự cho giáo sư chưa? Mấy nhân viên quản lý khu nhà nhìn nhau rồi lắc đầu nói. Tạm thời chưa nghe tin ai sẽ đứng ra lo liệu cho ông ấy. Vậy nên chúng tôi mới định đưa tới nhà xác của bệnh viện. Giáo sư là người bản địa, theo quy định của vùng này thì sẽ bày bàn thờ 3 ngày. Sau đó đưa ông ấy xuống mộ yên nghỉ, những chuyện sau đó tôi sẽ xử lý, không cần đưa thi thể tới bệnh viện. Hoắc Khải nhìn vào thi thể đang đắp phải trắng, nói với vẻ mặt đau buồn, giáo sư đã phải nếm trải thói đời bạc bẽo rồi, tôi nghĩ ông ấy không muốn nằm một mình ở cái nơi lạnh lẽo ấy đâu. Nhân viên quản lý khu nhà hơi do dự, dù sao bọn họ cũng chưa gặp chuyện này bao giờ. Huống chi ngoài hậu sự của ông cụ thì còn liên quan đến vấn đề di sản nữa. Ai mà biết được những thứ trong nhà có giá trị không? Đúng là Hoắc Khải thường xuyên tới đây, có vẻ như khá thân với ông cụ, nhưng không ai dám khẳng định rằng để anh lo liệu chuyện này là đúng. Thấy nhân viên quản lý khu nhà chần chừ, Hoắc Khải hiểu là bọn họ đang lo lắng điều gì. Bèn nói, các anh có thể mời chuyên gia tới niêm phong đồ đạc. Ngoại trừ hai tấm chi phiếu 9 triệu ra, bởi vì đó là thứ mà giáo sư đã quyết định quyên góp cho công trình hy vọng. Các anh có thể mời nhân viên bên công trình hy vọng tới để trao lại. Tôi không vào nhà, chỉ bày bàn thờ cho giáo sư thôi. Kết chương.